Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 77. Mọi người thấy Tiêu Phàm đột nhiên xuất thủ, trong lúc nhất thời còn chưa minh bạch, bất quá khi bọn hắn nhìn thấy đạo kim sắc lôi điện kia, trong nháy mắt nhớ tới cái gì. Kim sắc lôi điện, là chiến tộc, không chỉ là chiến tộc bình thường, mà là điện chủ, người kia bị điện chủ khống chế. Hắn nói là thực, vừa nãy rõ ràng là thông thần chi lực. Bọn hắn thực bị điện chủ chiến thần điện khống chế, may mà ta không phải người chiến thần điện. Đám người nghị luận ầm ĩ như là nước sôi, rất nhiều người càng lộ ra thần sắc cười trên nỗi đau của người khác. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Phàm chỉ có thể thầm than thật đáng buồn, tầm mắt những người này vĩnh viễn chỉ có bản thân, sớm đã không nhìn thấy một phương diện khác. Đoán chừng bọn hắn vì sống sót, liền có thể làm ra một chút sự tình lục đục nội bộ. Tiêu Phàm để tay lên ngực tự hỏi, chỉ bằng chiến hồn đại lục dạng này có thể ngăn cản cửu U Ma thần xâm lấn sao? Hiển nhiên là không thể. Huống chi, hiện tại chiến thần cảnh chiến hồn đại lục, đại bộ phận đều là người chiến thần điện, vận mệnh bị khống chế trong tay chiến luân hồi, chỉ cần bọn hắn vừa có tâm tư phản kháng, đoán chừng khó thoát kết cục tử vong. Đây cũng là lý do vì sao hắn muốn bại lộ sự tình chiến thần điện sớm đã phản bội chiến hồn đại lục. Hắn hy vọng có thể vãn hồi một chút lực lượng, để chiến hồn đại lục còn có năng lực liều mạng chân chính. Nhìn đạo kim sắc thiểm điện trốn xa, tốc độ Nam Cung Tiêu Tiêu càng nhanh, một đạo tia chớp màu trắng gào thét ra, trực tiếp đem kim sắc thiểm điện nuốt vào. Hư không chỉ có một đạo thanh âm quanh quẩn tại, tất cả mọi người nghe lệnh, phàm là một người diệt sát bọn hắn, thưởng một mai thần lực chi tinh chiến thần viên mãn, ban thưởng chức vị trưởng lão. Thần lực chi tinh chiến thần viên mãn. Đám người hít một hơi lạnh, đừng nói thần lực chi tinh chiến thần viên mãn, dù là thần lực chi tinh chiến thần bình thường đối với phần lớn người mà nói, đều là mong muốn mà không thể có. Nhất là một vài tu sĩ chiến thánh cảnh thế hệ trước, đại nạn bọn hắn sắp tới, nếu như lại không đột phá, muốn sống sót là việc cực kỳ khó khăn. Không thể không nói, sự dụ hoặc này đối với phần lớn người mà nói đều khó mà kháng cự. Dưới trọng thường tất có dũng phu. Rất nhiều người đã nhìn chằm chằm bọn Tiêu Phàm, càng có mấy tu sĩ chiến thần cảnh vây quanh đám Tiêu Phàm ở trong. Đối với người luyện hóa thần lực chi tinh đột phá chiến thần mà nói, bọn hắn muốn tiếp tục đột phá là chuyện cực kỳ gian nan, luyện hóa thần lực chi tinh cao giai chính là đường tắt cho bọn hắn. Bây giờ cơ hội lấy được thần lực chi tinh cao giai, bọn hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Lão Tam, Lăng Phong đi đến bên cạnh Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn chăm chú tu sĩ đối diện. Lúc này, Nam Cung Tiêu Tiêu, Tiểu Kim, Chọc Thiên Hồng cũng đi tới, đề phòng nhìn bốn phía. Bởi vì một câu của chiến luân hồi, đám Tiêu Phàm trong nháy mắt trở thành mục tiêu chung, ai cũng muốn giết bọn hắn, tiến về vọng cổ thiên đô đổi lấy ban thưởng. Công tử, làm sao bây giờ? Chọc Thiên Hồng có chút lo lắng nói, những người này đối với hắn mà nói còn đáng sợ hơn những thần thi đó rất nhiều. Lão đại, ngươi không phải có thể điều khiển những thần thi kia sao? Nam Cung Tiêu Tiêu cũng không quay đầu lại truyền âm hỏi. Ta không điều khiển được bọn hắn, chỉ là bản năng bọn hắn đối với ta có chút e ngại, cho nên thời điểm ta đột phá bọn hắn tự nhiên thoát đi. Sắc mặt Lăng Phong âm trầm nói. Bọn hắn tại sao lại không rời đi? Nam Cung Tiêu Tiêu nghi hoặc không thôi. Nếu e ngại, bọn hắn nên đã sớm chạy vô tung vô ảnh mới đúng, tại sao lại lưu ở chỗ này? Hẳn là bọn hắn một khi rời khỏi nơi này. Cỗ oán niệm liền sẽ tán đi. Tiêu Phàm đột nhiên chen lời nói. Lão Tam nói không sai, bọn hắn là hận không thể giết ta, chỉ là kiêng kỵ hỏa diễm khí tức trên người ta. Lăng Phong gật gật đầu nói, có lẽ chúng ta có thể lợi dụng bọn hắn xông ra trùng vây. Xông ra, Tiêu Phàm lắc đầu, sát khí băng lãnh từ trong con người hắn phát ra, lạnh giọng nói, lần này chúng ta nếu chạy, lần sau thì sao? Lăng Phong không nói. Hắn ngược lại không nghĩ nhiều vấn đề như vậy, nhưng những người này đều là người chiến hồn đại lục, giết bọn hắn mà nói, Lăng Phong có chút không xuống tay được. Bọn hắn đoán chừng sẽ tưởng là chúng ta sợ, khẳng định sẽ có nhiều người hơn, người càng cường đại hơn đến giết chúng ta, đến lúc đó. Nam Cung Tiêu Tiêu cau mày. Hắn không có nói tiếp, nhưng hắn biết, một khi bọn hắn yếu thế, lần sau liền sẽ có càng nhiều người càng cường đại đến truy sát bọn hắn. Phiền phức đối mặt cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Cho nên, chỉ cần bọn hắn động thủ, ta quyết định sẽ giết hết bọn hắn.
Tiêu Phàm liếm liếm bờ môi, lộ ra thị huyết tà dị. Đám người nghe vậy không khỏi lạnh run, Tiêu Phàm cường đại bọn hắn đã biết đến, đừng nói cường giả chiến thần cảnh sơ kỳ, coi như chiến thần cảnh trung kỳ đều chưa chắc có thể giết chết hắn. Về phần những chiến thánh cảnh đó, cho dù nhiều thế nào cũng không phải là đối thủ của Tiêu Phàm. Ta không tin ngươi thực dám giết tất cả mọi người chúng ta, nơi này nhiều đến mấy trăm người, hơn nữa đều là công thần chiến hồn đại lục. Có một tu sĩ chiến thánh cảnh cười lạnh nói, mê hoặc các tu sĩ khác động thủ. Phốc, một đạo kiếm mang lóe qua, trực tiếp xuyên qua mi tâm người kia, thanh âm hắn két két dừng lại, trợn to hai mắt lộ ra vẻ không thể tin. Vậy mà ta bị giết, đây có lẽ là một cái ý niệm cuối cùng trong đầu hắn. Chẳng ai ngờ rằng Tiêu Phàm sát phạt quyết đoán như thế, diệt sát một người liền tựa như chém rau chặt dưa, đến mí mắt đều không nháy một cái. Ngoan nhân, đám người nhìn về phía Tiêu Phàm rung động kịch liệt, giờ khắc này toàn trường câm như hến, tất cả mọi người bị sát tính Tiêu Phàm làm cho chấn nhiếp. Công thần, Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, khinh thường nói, dị tộc ngay trước mặt các ngươi lại ở chỗ này diệt sát người chiến hồn đại lục, các ngươi cũng xứng xưng công thần. Cho dù các ngươi là công thần kiểu này, bản điện chủ thấy bao nhiêu giết bấy nhiêu. Tiêu Phàm thực bị những người này làm buồn nôn, há miệng ngậm miệng tự cho mình là công thần, nhìn thấy dị tộc thần tử lại bó tay bó chân, liền dũng khí động thủ đều không có. Người như vậy cũng dám tự xưng công thần, bọn hắn tối đa cũng chỉ là công thần đối với chiến thần điện mà thôi, danh xưng này vẻn vẹn chỉ là bọn hắn truy cầu tư lợi. Người chiến hồn đại lục cúi đầu. Cũng không phải bọn hắn bị giam ba câu Tiêu Phàm thuyết phục, mà là hắn đang nghĩ như thế nào mới có thể diệt sát Tiêu Phàm. Các vị, thực lực người này nếu như chúng ta không đồng tâm hiệp lực thì không có khả năng giết chết được hắn, đến thời điểm điện chủ đại nhân trách tội xuống, chúng ta đều tiếp nhận không được. Không sai, bọn hắn có 5 người, tùy ý giết chết một người là có được thần lực chi tinh chiến thần viên mãn, ban ân bậc này còn không phấn đấu, còn chờ cái gì? Lão hủ thọ nguyên sắp hết, giờ phút này không đọ sức thì không cơ hội giết dị tộc. Đám người dưới sự cổ động, rất nhiều người bắt đầu đại nghĩa lẫm nhiên, càng có mấy chục người vây tới đám Tiêu Phàm. Phốc, một đóa hoa máu tại hư không nở rộ, lại nhìn thấy Tiêu Phàm đột nhiên biến mất tại chỗ, tu la kiếm cắm vào lồng ngực một lão đầu. Vô tận sát khí từ trên người Tiêu Phàm bộc phát ra, lạnh giọng nói, ta thực sự bị các ngươi làm cho buồn nôn, yên tâm. Ngươi không có cơ hội giết dị tộc nữa, những dị tộc kia để ta tới giết. Tiếng nói vừa dứt, tu la kiếm run lên, thân thể người kia bỗng nhiên bị quấy đến vỡ nát, hóa thành một mảnh huyết vụ hướng về tứ phương bay đi. Rất nhiều người đã chết lặng, Tiêu Phàm giết người quá quả đoán, căn bản lười nói nhảm cùng bọn hắn. Giết chết lão đầu tự xưng là công thần, Tiêu Phàm không có bất kỳ cảm giác áy náy, cái gọi là không cơ hội giết dị tộc chỉ là lý do hắn sợ chết mà thôi. Ai cũng minh bạch, tiềm lực Tiêu Phàm so sánh với lão đầu này có tác dụng lớn hơn. Lão đầu chỉ muốn giết chết Tiêu Phàm lấy thần lực chi tinh, đột phá chiến thần cảnh kéo dài thọ nguyên bản thân mà thôi. Người chiến hồn đại lục đã không cứu được nữa. Lăng Phong đột nhiên lấy ra một chuôi thần kiếm thiêu đốt lên hỏa diễm màu đỏ, một cỗ sắc bén kiếm khí xuyên thủng thiên vũ. Huyết ngục thần kiếm, ánh mắt chọc thiên hồng hơi hơi sáng lên, ánh mắt lộ ra vẻ tưởng nhớ. Hôm nay, đại khai sát giới, chiến thiên kích trong tay Nam Cung Tiêu Tiêu đang nằm, nguyên bản hắn coi là có chút sự tình có thể hòa bình giải quyết. Nhưng hắn phát hiện bản thân sai, thủ đoạn Tiêu Phàm có lẽ huyết tinh, nhưng có ít người chính là hèn như vậy, tha bọn hắn một mạng, còn tưởng là bản thân sợ hãi bọn chúng. Giết ác ma này, vì báo thù cho người đã chết. Trong đám người đột nhiên có người gầm to, những người khác cũng đỏ hai mắt, hướng về đám Tiêu Phàm nhào tới. Gần như đồng thời, Tiêu Phàm cảm nhận được khí thế trên thân mỗi người kia bỗng nhiên tăng lên không ít. Nhất là những chiến thần cảnh sơ kỳ, khí thế tăng lên gấp bội. Thông thần chi lực, xem ra ta vẫn coi thường năng lực của chiến luân hồi. Tiêu Phàm ngữ khí băng lãnh, nguyên bản hắn tưởng là chiến thần cảnh mới có tư cách bị chiến luân hồi khống chế. Nhưng mà hiện tại những chiến thánh cảnh cũng bị chiến luân hồi khống chế. Chiến luân hồi vì giết bọn hắn không tiếc bại lộ thủ đoạn bản thân. Bất quá làm hắn ngoài ý muốn là còn có một số người không bị khống chế, những người này là tự xưng là người cửu vực liên minh. Quét đám người một cái, Tiêu Phàm liền minh bạch,
bên trong những người này cũng chỉ một hai tu sĩ chiến thần cảnh, tu vi người khác đều là chiến thánh cảnh, dạng thực lực này tự nhiên không được chiến luân hồi để vào mắt. Hơn nữa, cửu vực liên minh cùng chiến thần điện cũng đang ở trạng thái đối nghịch, như thế mới có thể nổi bật ra ưu thế chiến thần điện, tốt hơn khống chế người chiến thần điện. Nhưng Tiêu Phàm không minh bạch là chiến thần điện đã cường đại như thế, khống chế chiến hồn đại lục cùng thần kiếp chi địa rất dễ dàng, dù sao bọn hắn còn có dị tộc duy trì. Thế nhưng mấy ngàn năm qua, chiến thần điện vẫn không động, chỉ là không cho chiến thánh cảnh ở lại chiến hồn đại lục mà thôi. Tiêu Phàm rất nhanh lại nghĩ tới một vấn đề khác, chính là chiến thần điện đã phản bội, lấy lực lượng dị tộc quét ngang chiến hồn đại lục đều không có vấn đề, tại sao chậm chạp không động? Có lẽ, lực lượng chiến hồn đại lục cũng không chỉ đơn giản như mặt ngoài. Tiêu Phàm trầm ngâm nói, lần trước tại hồn tộc đã nhìn thấy hơn 100 chiến thần cảnh, đây có khả năng chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Giết, một tiếng hét to đem Tiêu Phàm tỉnh lại, Tu La Kiếm lập tức rung động lao thẳng tới tu sĩ chiến thần điện. Những người này bị chiến luân hồi khống chế, tương đương với xác chết di động, Tiêu Phàm giết bọn hắn hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác tội lỗi gì. Giết một người, hy vọng tương lai chiến hồn đại lục đối chiến dị tộc liền tăng một phần, Tiêu Phàm tự nhiên không có khả năng nhân từ nương tay. Người chiến thần điện, Tiêu Phàm biết đã không có khả năng trở thành minh hữu. Lệ hét dài một tiếng, quanh thân Lăng Phong đột nhiên thiêu đốt lên đại hỏa cuồn cuộn, lờ mờ có thể nhìn thấy bên trong hỏa diễm có từng cái thiên phượng đang bay lượn, cực kỳ bá đạo. Đây là phượng hoàng chi hỏa chân chính, không có gì không đốt được, huống chi, Lăng Phong hiện tại đã đột phá chiến thần cảnh, tự nhiên không sợ gì. Đừng nói chiến thần cảnh sơ kỳ, dù là chiến thần cảnh trung kỳ bình thường, hắn cũng có thể chém giết. Giống giống đột nhiên, từng tiếng giống giận dữ từ đằng xa truyền đến, lại nhìn thấy những thần thi đó bạo động, bọn hắn cảm nhận được hỏa diễm khí tức của Lăng Phong, lập tức sát tính nổi lên. So với trước đó đột phá, thiên phượng chi hỏa trên người Lăng Phong ôn hòa không ít, hơn 1000 bộ thần thi cũng không có sợ hãi như vậy, tất cả đều hướng về cốt diễm hải đánh tới. Mau trốn, nhìn thấy đông đảo thần thi đánh tới, những người này lập tức sợ hãi, rất nhiều người bắt đầu chạy trốn. Một hai cỗ thần thi bọn hắn không sợ, mấu chốt là hiện tại thần thi nhiều đến hơn 1000 bộ, hơn nữa thể phách đều là chiến thần cảnh sơ kỳ, ai có thể chịu nổi. Những thần thi đó sở dĩ có thể sinh tồn chỉ dựa vào một sợi mệnh cách chi khí và oán niệm, bọn chúng chỉ muốn báo thù cho bản thân, nhìn thấy vật sống lập tức xuất thủ không lưu tình chút nào. Phía trên cốt diễm hải, tiếng kêu thê lương thảm thiết không dứt bên tai, tay cụt chân cụt như mưa, hướng về bên trong biển dung nham rơi xuống, sợ hãi tràn ngập trong lòng mỗi người. Tiêu Phàm giết người mặc dù quyết đoán tàn nhẫn, nhưng thực lực có mạnh hơn nữa cũng có hạn, nào có đáng sợ bằng ngàn cỗ thần thi đây. Ma quỷ, các ngươi là ma quỷ, có người phẫn nộ gào thét, ánh mắt nhìn về phía đám Tiêu Phàm tràn đầy phẫn nộ cùng sợ hãi. Dù là đụng tới dị tộc bọn hắn cũng không có sợ hãi như vậy, bởi vì dị tộc cũng là người, bọn hắn cũng có sức đánh một trận. Nhưng 1000 cỗ thần thi lại quá là đáng sợ, gần như làm tất cả mọi người ở đây tuyệt vọng. Chỉ có vị trí Tiêu Phàm, thần thi vừa tới gần liền bị Tiêu Phàm cùng Chọc Thiên Hồng phối hợp diệt sát, thần thi cũng theo bản năng sinh ra một loại sợ hãi, không dám tùy tiện tới gần bọn hắn. Hiện tại, căn bản không cần bọn hắn động thủ. Người chiến thần điện cùng cửu vực liên minh cũng sẽ bị thần thi diệt sát không còn một mảnh. Từ hôm nay, Tiêu Phàm ta chính là địch nhân cấm kỵ của chiến hồn đại lục. Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn trận đồ sát này, tựa như nhìn một trận huyết phũ thịnh yến to lớn. Tiền bối tha mạng, chúng ta không phải người chiến thần điện. Người cửu vực liên minh rốt cục quỳ xuống cầu xin tha thứ, cứ như thế bọn hắn sẽ bị hủy diệt. Ta không hy vọng có lần sau. Tiêu Phàm cau mày một cái, lạnh lùng nhìn tu sĩ cửu vực liên minh nói. Những người này mệnh cách cũng không có khí tức như những người khác, rất hiển nhiên không có bị chiến luân hồi khống chế. Mặc dù giết người đối với Tiêu Phàm mà nói là một việc rất bình thường nhưng hắn cho tới bây giờ không lạm sát kẻ vô tội, những người không vì tư lợi như vậy, ở trong mắt Tiêu Phàm, bọn họ không đáng chết. Nhưng nếu như giết bọn hắn, có khả năng đem cửu vực liên minh đẩy hướng chiến thần điện, đây không phải việc Tiêu Phàm muốn thấy. Dù là lực lượng nhỏ thì Tiêu Phàm hiện tại cũng phải tranh thủ, không phải gạt bỏ. Tuyệt đối không có lần sau, đa tạ tiền bối.
Tu sĩ cửu vực liên minh nghe vậy, tất cả đều lộ ra vẻ mừng rỡ. Trở về nói cho người cửu vực liên minh, nếu lại đối địch với Tu La Điện, bản điện chủ giết không buông tha. Tiêu Phàm lạnh lùng thốt ra một câu. Sau đó thân hình lóe lên, Tu La kiếm rung động, một đạo huyết sắc lưu quang nở rộ, mấy chục cỗ thần thi bị Tiêu Phàm chém giết, hư không lộ ra một con đường. Đương nhiên, Tiêu Phàm chỉ là chém giết một sợi oán niệm bọn chúng mà thôi, về phần những mệnh cách chi khí đó, Chọc Thiên Hồng tự nhiên sẽ không bỏ qua. Chúng ta nhất định, tu sĩ cửu vực liên minh thấy thế liền nhanh chóng dọc theo con đường trốn ra ngoài. Bất quá bọn hắn lại không có nghe được, Tiêu Phàm nói đến cùng là cái gì, nếu như bọn hắn biết người trước mắt chính là Tu La Điện Chủ, lại không biết sẽ có cảm tưởng gì. Người cửu vực liên minh trốn rất nhanh, mấy tức liền không thấy tăm hơi, nhưng tu sĩ chiến thần điện lại không có vận khí tốt như vậy, vẫn khó thoát kết cục tử vong. Cốt Diễm Hải mặc dù thỉnh thoảng sẽ chết một số người, nhưng hôm nay chết mấy trăm người là chuyện chưa từng phát sinh qua, dung nham bên trong Cốt Diễm Hải nhìn qua càng thêm đỏ thắm. Sau nửa ngày, tiếng kêu thảm thiết rốt cục biến mất, tu sĩ chiến thần điện không thoát một ai, tất cả đều chết ở trong tay hơn ngàn thần thi, Cốt Diễm Hải lần nữa khôi phục bình tĩnh, chỉ có hơn ngàn thần thi đem Tiêu Phàm bọn hắn vây quanh ở trong. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nơi xa bên trong sơn lâm, Minh La cùng người dị tộc nhìn thấy một màn bên trong Cốt Diễm Hải không khỏi hít một hơi lạnh, mấy trăm tu sĩ chiến thần điện vậy mà toàn diệt. Nếu như bọn hắn vẫn đợi tại Cốt Diễm Hải, phải chăng cũng khó trốn kết cục tử vong. Minh La chưa bao giờ nghĩ tới thần kiếp chi địa còn có thể uy hiếp được tính mạng hắn. Những năm gần đây, thần kiếp chi địa đánh giết giết mặc dù phát sinh vô số, nhưng đại chiến đấu chân chính lại rất ít. Càng không cần phải nói xuất động cường giả song phương chém giết. Đây cũng là một trong nguyên nhân tại sao Minh La dám mang theo một số người tự tiện xông vào địa bàn chiến hồn đại lục, dù là người bình thường nhìn thấy hắn cũng không dám ra tay với hắn. Lấy huyết ma bộ lạc cường đại, tu sĩ chiến hồn đại lục coi như diệt tất cả người bên cạnh hắn cũng tuyệt đối không dám giết hắn, trừ phi tu sĩ chiến hồn đại lục muốn gặp tai họa ngập đầu. Lại có thể khống chế thần thi, kẻ này phải chết. Minh La nghiến răng nghiến lợi nhìn Tiêu Phàm. Trước không nói thể nội Tiêu Phàm nắm giữ linh hồn thí thần, liền nói năng lực Tiêu Phàm quỷ dị, Minh La đã đem Tiêu Phàm xếp vào danh sách tất sát. Minh La căn bản không biết, cũng không phải là Tiêu Phàm bọn hắn khống chế thần thi, mà là Lăng Phong mượn nhờ nhược điểm thần thi mà thôi. Lúc này, Minh La liền minh bạch chuyện gì xảy ra, bởi vì tất cả thần thi đem Tiêu Phàm một nhóm vây quanh ở trong, lộ ra vẻ hung thần ác sát. Tựa như hận không thể đem Tiêu Phàm bọn hắn ăn sống nuốt tươi. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ không phải bọn hắn khống chế thần thi? Ánh mắt Minh La rét run, hơi kinh ngạc nói. Nếu như những thần thi này có thể giết chết đám Tiêu Phàm, đó là việc không còn gì tốt hơn, cũng miễn cho hắn xuất thủ. Nơi xa, hơn ngàn bộ thần thi phóng thi khí đáng sợ bao phủ đám Tiêu Phàm, thi khí quay cuồng che khuất bầu trời, nếu như là người bình thường. Đoán chừng sớm đã bị thi khí xâm hại. Nhưng Phượng Hoàng chi hỏa quanh thân Lăng Phong lại mạnh mẽ đem tất cả thi khí ngăn cản bên ngoài, thi khí chạm đến Phượng Hoàng chi hỏa trong nháy mắt bị đốt cháy không còn một mảnh. Bất quá, sắc mặt Lăng Phong hơi có chút trắng bệch, thời gian dài thi triển Phượng Hoàng chi hỏa đối với hắn tiêu hao cũng không phải nhỏ. Chọc Thiên Hồng, tốc chiến tốc thắng. Con người Tiêu Phàm bắn ra hai vệt thần quang, tiếp theo Tiêu Phàm chân đạp kiếm bộ xông vào bên trong vô số thần thi. Chọc Thiên Hồng nghe vậy cũng không do dự, những mệnh cách chi khí trên người thần thi với hắn mà nói là vật đại bổ, mặc dù nói không chắc có thể khiến cho hắn đột phá thần giai trung kỳ nhưng khôi phục lại thần giai sơ kỳ viên mãn thì không thành vấn đề. Nhưng mà vừa phóng ra bước chân, Chọc Thiên Hồng liền cảm giác toàn thân phát lạnh, một cỗ hàn ý thấu xương hướng về tứ phương quét sạch, uy thế ngập trời. Hư không đông kết thành từng đạo hàn băng đáng sợ, quỷ dị là hàn băng vậy mà có mày huyết hắc sắc, giống như xâm la địa vực. Thậm chí tâm trí người khác còn nhìn thấy vô số quỷ ảnh tại hư không gào thét, tràng diện vô cùng đáng sợ. Tu La áo nghĩa, xâm la vạn tượng. Lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên, chỉ thấy Tiêu Phàm đột nhiên cầm Tu La kiếm trong tay, làm ra một cái động tác thập phần phiêu giật, giống như đang múa kiếm. Ngay sau đó, từng đạo kiếm khí lấy Tiêu Phàm làm trung tâm hướng về tứ phương bạo tán ra. Ngay từ đầu rõ ràng chỉ có một đạo kiếm khí,
sau đó nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn kiếm, cuối cùng cả vùng không gian đều tràn đầy vô tận huyết sắc kiếm khí. Huyết sắc kiếm khí không có bất kỳ quy luật gì, lại giăng đầy cả vùng không gian, xen lẫn thành từng mảnh kiếm đạo chi võng rối loạn, căn bản không chỗ để trốn. Phốc phốc phốc, từng đạo thanh âm thanh thúy vang lên, chỉ thấy huyết sắc kiếm khí xuyên thấu mi tâm thần thi tựa như mất đi khống chế, nhanh chóng rơi xuống hư không. Thần thi rơi xuống cũng không chỉ là một hai cỗ, cũng không phải mấy chục cỗ, mà hơn 1000 bộ, nói cho đúng, tất cả thần thi đều bị kiếm khí đâm trúng, không ngoài dự tính. Hittt tu sĩ dị tộc nhìn thấy một màn này đều hít vào ngụm khí lạnh. Một kiếm chém giết hơn 1000 bộ thần thi. Đây là chiến lực đáng sợ đến bực nào, coi như thần cũng chưa chắc có thể làm được. Dù hơn 1000 bộ thần thi chỉ là chiến thần cảnh bình thường, nhưng không dễ dàng có thể chém giết như thế chứ. Đây nào chỉ là đang giết người, hoàn toàn là như cắt cỏ. Mấy tu sĩ cửu vực liên minh mắn còn sống sót, bọn hắn cũng không có đi xa mà âm thầm quan sát, thấy cảnh này, tim mật bọn hắn có chút phát lạnh. Có ít người nguyên bản còn ôm chủ ý đánh Tiêu Phàm. Giờ khắc này tất cả đều bóp tắt ý nghĩ này. Bởi vì coi như không có thần thi, Tiêu Phàm cũng có đủ thực lực chém giết bọn hắn. Cho dù Lăng Phong, Chọc Thiên Hồng, Nam Cung Tiêu Tiêu cũng bị thực lực Tiêu Phàm làm cho chấn kinh, một kiếm miểu sát hơn 1000 thần thi, đây là uy phong hạng gì. Lăng Phong còn tưởng bản thân rốt cục vượt qua Tiêu Phàm, thẳng đến hiện tại hắn mới biết dù là hắn được Thiên Phượng truyền thừa, nhưng so với Tiêu Phàm mà nói, vẫn có chút không bằng. Biến thái, Lăng Phong, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Chọc Thiên Hồng ba người mắng thầm, chỉ có Tiểu Kim coi như bình tĩnh, tựa như đã sớm biết rõ thực lực chân chính của Tiêu Phàm. Giờ khắc này, thiên hạ đều tĩnh, ánh mắt mọi người nhìn về phía Tiêu Phàm đều vô cùng e dè cùng sợ hãi. Tiêu Phàm khẽ nhếch khóe miệng, thầm nghĩ trong lòng, một kiếm đủ để chấn nhiếp rất nhiều người, nếu như không có những oán niệm thần thi, thật đúng là không cách nào hoàn thiện một bước cuối cùng. Sau đó Tiêu Phàm mị mị hai mắt, hít sâu một cái nói, Xâm La vạn tượng, đây là ta lĩnh ngộ tu la áo nghĩa, so với vô tận sát lục hoàn thiện hơn rất nhiều, bắt đầu để đột phá chiến thần cảnh. Lúc này, Tiêu Phàm bỗng nhiên nhìn về phía Chọc Thiên Hồng nơi xa, lại phát hiện hắn ở nơi đó ngẩn người, Tiêu Phàm không khỏi nổi giận mắng, Chọc Thiên Hồng, còn chờ cái gì? Ách! Chọc Thiên Hồng lúc này mới phục hồi tinh thần lại, từng đầu xúc tu tại hư không gào thét. Những nơi đi qua đều có một sợi quang mang từ bên trong những thần thi đó bắn ra, sau đó tất cả đều bị Chọc Thiên Hồng nuốt vào trong miệng. Lúc sợi quang mang tiêu tán, những thần thi đó đều hóa thành quang vũ tiêu tán, cuối cùng cái gì đều không lưu lại. Lấy tốc độ Chọc Thiên Hồng, vẻn vẹn qua không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, hơn 1000 thần thi đều bị hắn rút ra mệnh cách chi khí. Lúc này, sắc mặt Tiêu Phàm hơi trắng bệch. Mồ hôi lớn chừng hạt đậu từ trên trán rơi xuống phía dưới. Phốc, đột nhiên, trong miệng Tiêu Phàm phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lung la lung lay, có chút đứng không vững, kém chút rơi xuống biển dung nham. Tiểu Kim thấy thế thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở dưới thân Tiêu Phàm, để Tiêu Phàm bình tĩnh nằm trên lưng. Nam Cung Tiêu Tiêu, Lăng Phong cùng Chọc Thiên Hồng cũng xuất hiện ở bên người Tiêu Phàm, lo lắng nhìn Tiêu Phàm, Lăng Phong hỏi, Lão Tam. Ngươi làm sao? Trước rời khỏi nơi này, Tiêu Phàm lại ho ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt càng ngày càng trắng, tựa như tùy thời có thể một mệnh ô hô. Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Lăng Phong lo lắng vô cùng, mấy người nhìn bốn phía xung quanh, thần sắc vô cùng ngưng trọng, sau đó mang theo Tiêu Phàm nhanh chóng hướng về chân trời lao đi. Bên trong cổ lâm nơi xa, mình là đám người thấy cảnh này, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, Viêm Vũ mở miệng nói, thần tử. Người kia bị thương, đây chính là trời cũng giúp ta. Không sai, thần tử, một nhóm bọn hắn trừ ngoan nhân, những người khác thực lực cũng không ra sao, hiện tại ngoan nhân bị thương, lấy thực lực chúng ta, giết bọn hắn dễ như trở bàn tay. Đúng vậy thần tử, hiện tại chúng ta truy theo diệt bọn hắn. Nếu như có thể bắt sống thí thần, đó là chuyện không thể tốt hơn, dầu gì cũng có thể giết hắn. Những người khác cũng nhao nhao gật đầu, lộ ra vẻ thập phần hưng phấn. Hận không thể lập tức xông lên diệt bọn Tiêu Phàm. Ánh mắt Minh La lấp lóe, cuối cùng hít sâu một cái nói. Tiểu Kim mang theo Tiêu Phàm nhanh chóng xuyên toa tại man hoang đại địa, Lăng Phong bọn hắn theo sát phía sau, tốc độ mấy người rất nhanh. Nửa chén trà nhỏ sau,
Tiêu Phàm đột nhiên ngồi xuống, nói Tiểu Kim, chậm một chút. Giống, Tiểu Kim gào thét một tiếng, tốc độ lập tức chậm lại. Mà Lăng Phong, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Chọc Thiên Hồng lại lo lắng nhìn Tiêu Phàm, bất quá khi bọn hắn nhìn thấy sắc mặt Tiêu Phàm, mấy người bỗng nhiên minh bạch cái gì. Lão Tam, ngươi không có việc gì, ngươi đang diễn sao? Nam Cung Tiêu Tiêu cười khổ nhìn Tiêu Phàm nói, đến hiện tại hắn như thế nào không biết Tiêu Phàm đang giả bộ. Lăng Phong lại đột nhiên nhìn phía sau một cái, nói, Lão Tam, ngươi muốn làm gì? Tiêu Phàm lại gật đầu, trên mặt lộ ra ý cười đạm mạc, vừa giết nhiều người chiến thần điện như vậy thì như thế nào, cũng phải cho dị tộc một cái giáo huấn, nếu như có thể lưu lại Minh La vậy càng tốt, cho nên chúng ta không thể để cho bọn hắn thoải mái. Đám người nghe vậy lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn hắn chỗ nào biết Tiêu Phàm vậy mà thực sự là đang tính toán Minh La. Nếu như giết Minh La đoán chừng dị tộc cùng tu sĩ chiến hồn đại lục sẽ lần nữa đốt lên chiến hỏa. Đã như vậy, vừa nãy tại sao chúng ta không trực tiếp xông lên? Nam Cung Tiêu Tiêu nghi ngờ nói, thực lực Minh La cũng không ra sao, lấy thực lực chúng ta thì không cần thiết sợ. Đột phá chiến thần cảnh có thể cảm ứng mệnh cách tồn tại. Đây là sự tình tất cả chiến thần cảnh biết rõ, nhưng mà Tiêu Phàm phát hiện bản thân lại không có mệnh cách. Người tồn tại không phải bởi vì có mệnh cách tồn tại sao? Người không có mệnh cách cũng có thể tồn tại trên đời này sao? Tiêu Phàm hoàn toàn trợn tròn mắt, hắn phát hiện, dù là nắm giữ tu la truyền thừa cũng có một chút sự tình không phải hắn có thể hiểu được. Chẳng lẽ là bởi vì ta trọng sinh, kỳ thật ta đã sớm không tồn tại ở trên đời này? Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm. Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện chỗ không thích hợp, bỗng nhiên lắc đầu nói, ta nhớ Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu nói qua, mệnh cách ta cực kỳ nặng nề, cũng bởi vì dạng này ta mới có thể gánh chịu nhân quả vạn thánh dược các, đã như vậy, vậy ta hẳn là có mệnh cách nhân tài mới đúng. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm lại thử nghiệm mấy lần cảm ứng mệnh cách bản thân, nhưng căn bản không có bất kỳ phản ứng gì, mệnh cách hắn lại không tồn tại. Chẳng lẽ Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu đang gạt hắn? Thế nhưng hồi tưởng lại lúc ấy, Tiêu Phàm lại phát hiện hai người hẳn không có lừa gạt mình, hơn nữa cũng không cần lừa gạt bản thân. Mặt khác, lúc rời đi Lâu Lan cổ địa, Chiến Hoàng Thiên cùng Chiến Thiên Cửu cũng là dựa vào khí tức mệnh cách mới tìm ra hắn, cái này cũng thuyết minh mệnh cách hắn tồn tại. Hồi lâu, Tiêu Phàm càng nghĩ càng không tìm tới nguyên nhân, cuối cùng tâm thần rơi vào phía trên Bạch Thạch. Đáng tiếc, Bạch Thạch lại yên tĩnh lơ lửng bên trong tiểu thiên địa. Quanh thân tản ra huỳnh quang nhàn nhạt, không có bất kỳ dị dạng gì. Có lẽ, lúc ta rõ ràng lai lịch Bạch Thạch liền có thể làm minh bạch tất cả những thứ này. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Nếu như nói, hiện tại trên người hắn có thứ không nhìn thấu, vậy cũng chỉ có Bạch Thạch. Hơn nữa Tiêu Phàm thực lực càng mạnh, hắn đã cảm thấy Bạch Thạch càng thêm thần bí. Một ngày nào đó ta sẽ minh bạch tất cả những thứ này. Tiêu Phàm khẽ cắn môi. Chậm rãi bình phục suy nghĩ. Khiến hắn may mắn là đột phá chiến thần cảnh cũng không liên quan đến mệnh cách, chỉ cần ngưng tụ thần lực chi tinh liền có thể, về phần sau này muốn cô đọng mệnh cách, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm bắt đầu toàn lực rèn luyện tu la thần lực, lĩnh ngộ tu la áo nghĩa, chỉ cần đem tu la thần lực rèn luyện thành thần lực thì coi như thành công. Đến thời điểm, nhục thân và linh hồn đều sẽ đạt tới một cái cấp độ đáng sợ. Điểm này Tiêu Phàm thập phần chờ mong, đây cũng là một trong nguyên nhân hắn tự tin có thể lưu Minh La lại. Theo thời gian trôi qua, thần thạch quanh thân Tiêu Phàm nhanh chóng giảm bớt, hóa thành từng đống bột phấn, bị khí thế trên người Tiêu Phàm phát ra thổi bay, biến mất trên không trung, cái gì cũng không lưu lại. Một canh giờ tiếp theo, hơn vạn thần thạch đã biến mất một nửa, nhưng Tiêu Phàm phát hiện tu la thần lực vậy mà vẻn vẹn rèn luyện 1/5. Phải biết, thần thạch trên người hắn nhiều nhất cũng chỉ có 2 vạn, dựa theo tính toán coi như tiêu hao hết toàn bộ thần thạch cũng chỉ có thể rèn luyện 4/5 mà thôi. Bất quá Tiêu Phàm không có suy nghĩ nhiều, cũng không kịp nghĩ nhiều, hắn vội vàng lấy ra tất cả thần thạch. Hắn toàn lực vận chuyển đệ thập trọng vô tận chiến quyết, tốc độ tu la thần lực cô đọng cũng tăng tốc không ít, trong đầu lại đang trầm tư vấn đề thiếu khuyết thần thạch. Đột phá chiến thần cảnh là một mạch mà thành, nếu như không thể thành công. Lần sau sẽ gặp phải muôn vàn khó khăn, giống như hề lão lúc ấy. Dù lo lắng, Tiêu Phàm cũng vẫn chờ mong, tu la thần lực nếu như rèn luyện thành công, cuối cùng sẽ cường đại đến cấp độ như thế nào.
Mặc dù hắn đem tu la thần lực xưng là thần lực, nhưng so với cường giả chiến thần cảnh chân chính vẫn hơi không bằng, đây cũng là nguyên nhân hắn muốn rèn luyện. Thời gian chậm rãi trôi qua, sau 6 canh giờ, mắt thấy 2 vạn thần thạch sắp hao hết, trong lòng Tiêu Phàm rốt cục lo lắng, hắn phát hiện vẫn là quá khinh thường bản thân. Làm sao bây giờ? Thần sắc Tiêu Phàm lo lắng, nguyên một đám suy nghĩ bên trong não hải nhanh chóng lóe qua. Mắt thấy thần thạch sắp hao hết, trong lòng Tiêu Phàm càng ngày càng bối rối, hồi lâu, trong mắt của hắn đột nhiên lóe qua một vẻ kiên định, nói chỉ có thể làm như vậy. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm bắt đầu nhanh chóng rút ra lực lượng tiểu thiên địa, cũng chỉ có năng lượng tiểu thiên địa huyền diệu mới có thể di bổ thần thạch thiếu khuyết. Không thể không nói, Tiêu Phàm đây là đang cược, bởi vì một khi đột phá chiến thần cảnh thất bại, tiểu thiên địa cũng sẽ đình chỉ sinh trưởng. Mà rút ra lực lượng tiểu thiên địa, mặc dù trong thời gian ngắn sẽ làm cho tiểu thiên địa gặp tổn thất rất lớn, nhưng cuối cùng đối với tiểu thiên địa là có chỗ tốt cực lớn. Cũng vào lúc Tiêu Phàm lấy lực lượng tiểu thiên địa, bên trong tiểu thiên địa, một đạo thanh sắc lưu quang như sóng nước nở rộ ra, hướng về tứ phương dập dần đi. Nước sóng hóa thành từng đạo lực lượng cực kỳ thuần túy hướng về thể nội Tiêu Phàm dũng mãnh lao tới, cỗ lực lượng này rất tinh khiết, dù là thần thạch đều không bằng. Thanh mộc thần liên, không đúng, là hỗn độn thanh liên. Tiêu Phàm kinh ngạc, hắn không nghĩ đến lúc này hỗn độn thanh liên vậy mà chủ động trợ giúp hắn. Hắn âm thầm may mắn bản thân lúc trước quyết định, đem thạch thánh lửa gạt đến bên cạnh mình, sau đó để thanh mộc thần liên đợi bên trong tiểu thiên địa. Nếu như không có thanh mộc thần liên, lần này Tiêu Phàm coi như dùng lực lượng tiểu thiên địa cũng chưa chắc có thể thành công đột phá chiến thần cảnh. Hậu quả thất bại không phải Tiêu Phàm có thể tiếp nhận. Bất quá bây giờ, Tiêu Phàm nhìn thấy hy vọng, bởi vì thanh mộc thần liên hiện không chỉ là thanh mộc thần liên, mà bắt đầu tiến hóa thành hỗn độn thanh liên, năng lượng ba động có một sợi lực lượng hỗn độn càng thêm huyền diệu. Hỗn độn thanh liên phát ra cỗ lực lượng kia tiến vào bên trong kinh mạch. Tốc độ vô tận chiến quyết vận chuyển vậy mà nhanh hơn không chỉ một lần, tốc độ tu la thần lực cô đọng cũng tăng tốc không ít. Trái tim Tiêu Phàm phù 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 nhảy lên, khẩn trương tới cực điểm, hắn rất sợ thất bại, bởi vì thất bại sẽ không đứng dậy nổi. Mắt thấy quang mang hỗn độn thanh liên càng ngày càng ảm đạm, tu la thần lực thể nội càng ngày càng ít, Tiêu Phàm hô hấp cũng đã đình chỉ, gần như ngạt thở, hắn nín thở ngưng thần, trong lòng nhấc đến cổ họng. Giờ phút này thần lực chi tinh hình kiếm chỗ mi tâm cũng đơn giản kỳ hình, chỉ cần giọt tu la thần lực cuối cùng cô đọng thành chân chính thần lực, coi như thành công. 10, 9. Tiêu Phàm đã bắt đầu đếm ngược, sắc mặt hắn cũng hơi trắng bệch. Mắt thấy quang mang hỗn độn thanh liên hoàn toàn mở đi, đột nhiên. Oanh, một tiếng vang thật lớn, thần lực chi tinh đột nhiên phóng quang mang chói mắt, huyết hắc sắc quang mang từ mi tâm khuấy động mà ra. Thần lực bàng bạc dọc theo mi tâm hướng về bên trong kinh mạch toàn thân, tứ chi mãnh liệt đi. Ngay sau đó, tu la huyết mạch cùng thần long huyết mạch thể nội điên cuồng vận chuyển như là hồng thủy vỡ đê, đánh thẳng vào kinh mạch tứ phương. Chiến thần cảnh, trên mặt Tiêu Phàm rốt cục lộ ra ý cười. Mặc dù kinh mạch mở rộng thống khổ làm hắn khó mà tiếp nhận, sắc mặt đều bắt đầu vặn vẹo, nhưng trong lòng hắn lại vô cùng kích động. Hắn rốt cục thành công, giờ khắc này hắn thực đột phá đến chiến thần cảnh. Giờ khắc này Tiêu Phàm chỉ cảm thấy vô hạn lực lượng tràn ngập toàn thân, dù là chiến thần cảnh trung kỳ trước mặt mình, hắn cũng dám chiến một trận. Khi hắn lấy lại tinh thần, thần lực chi tinh đã xuất hiện ở bên trong thần cung, thần lực chi tinh người bình thường sẽ giấu ở không gian linh hồn, nhưng Tiêu Phàm mở ra thần cung tự nhiên sống nhờ bên trong thần cung. Ngay lúc đó, tiểu thiên địa lấy tốc độ đáng sợ mở rộng ra, nguyên bản chỉ có chu vi 3.000 trượng, nhưng mà chỉ một lát sau liền mở rộng đến 8.000-9.000 trượng, hơn nữa còn không có xu thế dừng lại. Hơn nữa, tóc trắng trong suốt lấy mắt trần có thể thấy nó đang biến thành màu đen. Thần lực thật bá đạo, so với tu la thần lực trước đó cường đại gấp 10 lần, thậm chí mấy chục lần. Tiêu Phàm hít sâu một cái, đột nhiên khóe miệng hơi hơi dương lên, vừa vặn tìm người thử xem lực lượng hiện tại. Ngoại giới, tiểu kim cõng hồn điêu nhanh chóng chạy trốn, Nam Cung Tiêu Tiêu, Lăng Phong cùng Chọc Thiên Hồng thủ hộ ở bên người, trên mặt mấy người lộ ra vẻ lo lắng. Cái này cũng không phải bọn hắn giả bộ, mà bọn hắn đang lo lắng Tiêu Phàm có thể đột phá chiến thần cảnh hay không.
Đã qua một ngày nhưng mà Tiêu Phàm còn không có xuất hiện, nếu như Tiêu Phàm đột phá chiến thần cảnh thất bại, về sau muốn trùng kích chiến thần cảnh lần nữa sẽ càng gian nan hơn. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, tốc độ Tiểu Kim cũng chậm không ít, chạy thời gian dài, hồn lực Tiểu Kim bọn hắn tiêu hao quá lớn. Lăng Phong bọn hắn có thể cảm nhận được tu sĩ dị tộc truy tung phía sau bọn hắn càng ngày càng gần. Lão Tam, ngươi nhanh lên, đừng chơi trò ú tim với chúng ta nữa. Nam Cung Tiêu Tiêu nhỏ giọng thì thầm. Nếu như Minh La đám người thực đuổi theo, chỉ bằng vào thực lực bốn người bọn họ chưa chắc là đối thủ đối phương. Đương nhiên, Nam Cung Tiêu Tiêu lo lắng nhất vẫn là Tiêu Phàm, trong lòng hắn không ngừng cầu nguyện, hy vọng Tiêu Phàm có thể thành công đột phá chiến thần cảnh. Cẩn thận, đột nhiên, Chọc Thiên Hồng kêu to một tiếng, đưa tay đánh ra một đạo trưởng cương, cùng vệt ánh sáng đột nhiên xông ra từ phía trước đâm vào cùng một chỗ. Oanh một tiếng nổ vang, hư không nhấc lên một cỗ năng lượng cuồng bạo ba động, chấn động đến hư không mãnh liệt lay động. Lăng Phong, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Tiểu Kim cũng phản ứng cực nhanh, nhanh chóng hướng về một bên tránh đi, ngay sau đó, mấy cỗ khí thế cường đại bao phủ bọn hắn, không khí đều trở nên ngưng động. Các ngươi chạy nữa đi, một tiếng cười lạnh vang lên, lại nhìn thấy phía trước đột nhiên có mấy đạo thân ảnh kích xạ đến, cầm đầu không phải ai khác mà chính là thần tử dị tộc Minh La. Đám Lăng Phong nhìn Minh La một cái, lại nhìn phía sau, bọn hắn hoàn toàn không biết Minh La lúc nào xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Phải biết, bọn hắn đều một mực chú ý đến tu sĩ dị tộc phía sau truy sát, nếu như có người có thể vụng trộm, tuyệt không có khả năng trốn qua bọn hắn. Nhưng Minh La lại làm được, cái khác không nói, chính là năng lực quỷ dị cũng làm cho bọn hắn ngưng trọng không thôi. Ngươi không sao chứ? Lăng Phong nhìn về phía Chọc Thiên Hồng nói, chỉ thấy trên bàn tay Chọc Thiên Hồng vậy mà chảy máu tươi, hơn nữa máu tươi đã bắt đầu biến thành màu đen. Thực lực Chọc Thiên Hồng hắn được chứng kiến, bên trong đồng bậc tuyệt đối là người nổi bật, nhưng mà vừa mới ngăn trở một kích Minh La vậy mà bị thương. Mấy người chỗ nào không biết Minh La đúng như Tiêu Phàm nói, thực lực sâu không lường được. Không sao. Chọc Thiên Hồng cau mày một cái, con người băng lãnh nhìn chằm chằm Minh La, lạnh giọng nói, Thái Minh kiếm quyết, ngươi là người Minh Yểm. À, ngươi vậy mà biết lão tổ ta. Minh La hơi hơi ngoài ý muốn nhìn Chọc Thiên Hồng, lão tổ nhà hắn là rất nhiều năm chưa từng xuất thế, trên đời này người khác biết hẳn rất ít mới đúng. Chí ít, trong trí nhớ Minh La. Trên đời này có lẽ cũng chỉ có người sống vượt qua 5.000 năm trở lên mới có tư cách biết lão tổ hắn. Nghĩ vậy, con người Minh La nhìn về phía Chọc Thiên Hồng cũng hơi hơi ngưng trọng, gia hỏa này tuyệt đối là lão quái vật sống mấy ngàn năm trở lên. Đâu chỉ nhận biết, nếu như để cho ta nhìn thấy hắn, nhất định lấy đầu hắn làm cầu để đá. Chọc Thiên Hồng phẫn nộ nói, hai mắt đỏ bừng, sát tâm nổi lên. Người khác không biết, nhưng Chọc Thiên Hồng là rất rõ ràng. Kẻ cầm đầu năm đó đem hắn tới chiến hồn đại lục chính là Minh Yểm lão tổ Minh La. Chọc Thiên Hồng bị phong ấn, tiếp nhận thống khổ vạn năm và cô tịch, hắn đâu chỉ muốn giết Minh Yểm, hận không thể đem hắn thiên đao vạn quả, nấu luyện linh hồn hắn ngàn vạn năm. Hừ, chiến thần cảnh sơ kỳ nho nhỏ cũng dám phát ngôn bừa bãi, bản thần tử làm thịt ngươi. Minh La hừ lạnh một tiếng, đưa tay vung lên, những người khác lập tức không chút do dự xông lên. Đuổi theo cũng không có nhiều người, chỉ có 20 người, nhưng trong đó chiến thần cảnh có tầm 10 người, bọn họ đều bảo hộ an nguy Minh La. Thậm chí, trong đó còn có một cường giả chiến thần cảnh trung kỳ, bộc phát khí thế vô cùng đáng sợ. Các ngươi bảo hộ thiếu chủ, nơi này giao cho ta. Chọc Thiên Hồng nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt biến thành bản thể, từng đầu xúc tu cuốn ngược ra, từ trên người mười mấy người lóe qua, mang theo mảng lớn sương mù màu máu. Bị một tên tiểu bối không nhìn, Chọc Thiên Hồng cũng triệt để giận, ứng phó địch nhân, hắn bây giờ không kiêng nể gì cả thi triển năng lực quỷ dị bản thân. Chọc Mệnh Thiên Vĩ, người bên Minh La kêu sợ hãi, ánh mắt nhìn về phía Chọc Thiên Hồng tràn ngập sợ hãi. Chọc Mệnh Thiên Vĩ có thể thôn phệ thọ nguyên cùng huyết khí, chỉ cần mệnh cách không mạnh bằng hắn, người bình thường đều không phải đối thủ của hắn. Hắn giao cho ta, các ngươi ứng phó kẻ khác. Sắc mặt Minh La âm trầm. Lạnh như băng nhìn chằm chằm Chọc Thiên Hồng nói, ta nghe lão tổ nói qua ngươi, ngươi chính là bạch tuộc quái vạn năm trước. Không nghĩ tới ngươi còn sống. Minh Yểm lão già, lão tử sớm muộn phải giết chết hắn.
Trọc Thiên Hồng dữ tợn nói. Bất quá hắn cũng không thể không thừa nhận thực lực Minh La thực không phải cường đại bình thường, cầm trong tay một chuôi hắc kiếm vậy mà cùng hắn chiến không phân trên dưới. Hơn nữa, làm hắn càng thêm kinh ngạc là năng lực hắn vậy mà không mang được huyết khí cùng thọ nguyên Minh La. Khó trách người có lá gan đánh với ta một trận, nguyên lai mệnh cách cứng rắn như thế. Trọc Thiên Hồng hừ lạnh một tiếng, mặc dù năng lực hắn đối với Minh La vô dụng, nhưng chỉ cần không phải thiên hữu chi nhân, hắn liền không sợ. Từng đầu xúc tu cùng trường kiếm đâm vào cùng một chỗ vậy mà phát ra thanh âm kim loại ma sát bén nhọn, đốm lửa bắn tứ tung hư không. Khôi phục lại thần giai, Trọc Thiên Hồng so với cửu giai cường đại hơn quá nhiều. Nơi xa, Lăng Phong độc kháng cường giả chiến thần cảnh trung kỳ, trong lúc nhất thời rằng co không xong, thực lực Lăng Phong mặc dù không tệ nhưng vẫn chỉ là vừa mới đột phá chiến thần cảnh, không cách nào thích ứng lực lượng bản thân. Nếu như là Tiêu Phàm vậy thì không giống, Tiêu Phàm tu luyện tới hiện tại đã chiến đấu vô số lần. Nhất là trong thời không vạn năm trước chém giết hơn 3 năm. Nếu như chỉ luận kinh nghiệm chiến đấu mà nói, bên trong cùng giai thật đúng là không mấy người là đối thủ của Tiêu Phàm. Tiểu Kim, có lòng tin hay không? Nam Cung Tiêu Tiêu nắm lấy chiến thiên kích nhìn 10 tu sĩ dị tộc phía trước không khỏi nuốt nước miếng. Trong đó chiến thần cảnh hơn 10 người, người khác cũng đều là chiến thánh cảnh đỉnh phong, hắn và Tiểu Kim đều chỉ là chiến thánh cảnh đỉnh phong mà thôi. Để hắn một đối một, Nam Cung Tiêu Tiêu tự nhiên không sợ hãi. Một đối hai cũng không có vấn đề, thậm chí một đối ba cũng chỉ có chút áp lực. Nhưng một đối bốn, thậm chí một đấu 10, đó là tuyệt đối không có khả năng. Đừng nói là hắn, dù là Tiêu Phàm tại chiến thánh cảnh đỉnh phong, muốn một đấu 10 mà nói đoán chừng cũng có áp lực rất lớn. Giống Tiểu Kim nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên hồn điêu trên lưng hắn cũng đứng lên, Tiểu Kim hóa lớn, trực tiếp một móng vuốt đập lên. Mặc kệ có phải đối thủ hay không. Dù sao chiến trước rồi nói, không cần bảo hộ an nguy Tiêu Phàm, nó cũng không kiêng nể gì cả. Hồng hộc, đột nhiên, một tiếng vang giòn, chỉ thấy một đạo hắc sắc lợi mang xẹt qua chân trời, trực tiếp xuyên qua lồng ngực hồn điêu, trước người hồn điêu đứng một đạo thân ảnh, chính là Minh La. Làm sao có thể, Trọc Thiên Hồng trợn tròn mắt, hắn vừa mới kéo chặt lấy Minh La, nhưng Minh La trong nháy mắt biến mất trong tầm mắt hắn, lúc xuất hiện đã là trước người hồn điêu. Loại năng lực này cũng quá khủng bố, nếu như hồn điêu thực sự là Tiêu Phàm, chẳng phải là có khả năng chết thật. Ngươi không phải hắn, Minh La nhìn hồn điêu trước mắt cùng Tiêu Phàm giống nhau như đúc, cau mày. Ngươi tìm ta sao? Ngươi tìm ta sao? Nghe thấy thanh âm này, trong lòng Minh La lạnh lẽo, lưng cảm giác có chút phát lạnh, sau một khắc, hắn đột nhiên lần nữa quỷ dị tại chỗ biến mất. Ngay lúc đó, một vệt sáng đâm vào vị trí Minh La vừa đứng. Đáng tiếc chỉ là đâm trúng một đạo tàn ảnh. Thuấn di, thanh âm hơi kinh ngạc vang lên, bên trong ngữ khí đều là vẻ khó tin. Công tử, lão tam, nhìn thấy đạo thân ảnh kia, trên mặt Trọc Thiên Hồng cùng Nam Cung Tiêu Tiêu lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, bên trong hư không đột nhiên thêm ra một đạo thân ảnh này hiển nhiên chính là Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cầm kiếm vác lập, híp hai mắt nhìn Minh La, cau mày. Một kiếm kia... Nếu như đổi lại người bình thường tuyệt đối không tránh thoát, nhưng Minh La lại tránh thoát, điều này khiến Tiêu Phàm thập phần kinh ngạc. Loại năng lực này đơn giản giống như thuấn di. Bất quá Tiêu Phàm lại biết, hư không có một đạo chớp lóe xẹt qua, từ vị trí hắn xuất hiện ở vị trí Minh La đứng hiện tại. Chỉ là bởi vì tốc độ quá mức kinh người, người bình thường căn bản phát hiện không được, nếu như không phải Tiêu Phàm đột phá đến chiến thần cảnh, hắn tuyệt đối cũng bắt không kịp tia sáng kia. Ngươi thực sự là chiến thần cảnh, Minh La cũng hơi kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Hắn có chút may mắn bản thân trước đó không có giết, nếu như là người khác, cho dù là chiến thần cảnh hắn cũng không để trong mắt, nhưng hắn biết thể nội Tiêu Phàm nắm giữ linh hồn thí thần. Năm đó có thể đem cửu u ma thần xé nát, Minh La không thể không thận trọng. Vì vậy, dù là Tiêu Phàm chỉ là chiến thánh cảnh, Minh La cũng không dám khinh thường hắn, cũng không có trước tiên thi triển năng lực quỷ dị ứng phó Tiêu Phàm. Đương nhiên, hắn trời sinh tính đa nghi, cho rằng Tiêu Phàm khẳng định đang ẩn tàng tu vi và thủ đoạn, dù sao, Tiêu Phàm trước đó nghiền sát chiến thần cảnh như sâu kiến, cho dù hắn là chiến thánh cảnh cũng không thể tùy tiện làm được. May mắn vừa mới đột phá mà thôi.
Tiêu Phàm cười cười nói. Vừa mới đột phá, Minh La mị mị hai mắt, một mặt không tin nói, ngươi không nói với ta, ngươi là cố ý yếu thế, sau đó cố ý đem chúng ta dẫn đến, muốn giết chúng ta sao? Không kém bao nhiêu. Tiêu Phàm vẫn cười nhạt, sau đó nhìn về phía mười mấy hai mươi người dị tộc cũng không quay đầu lại nói, Trọc Thiên Hồng, ngươi ngăn chặn hắn không có vấn đề chứ? Năng lực thuấn gì kia? Trọc Thiên Hồng có chút do dự, nếu như chỉ là chính diện giao phong, Trọc Thiên Hồng ngược lại là không sợ Minh La, nhưng Minh La nếu muốn chạy, hắn cũng lưu không được. Yên tâm, hắn tạm thời không thể sử dụng năng lực nhiều được. Tiêu Phàm thập phần chắc chắn nói, sau đó đi từng bước một hướng 20 người dị tộc kia. 20 chiến thần cảnh cùng chiến thánh cảnh, Tiêu Phàm chuẩn bị lưu bọn hắn lại. Minh La gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, tựa như muốn đem Tiêu Phàm nhìn thấu, trong lòng hắn vẫn không tin Tiêu Phàm chỉ là vừa mới đột phá chiến thần cảnh. Đồng dạng mà nói, vừa mới đột phá đến cảnh giới cao hơn, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút khí tức bất ổn, nhưng khí tức Tiêu Phàm quá vững vàng, giống hệt một chiến thần cảnh lâu năm. Bất quá sau một khắc, Minh La lại tin tưởng. Chỉ thấy một mảnh thế giới màu đỏ ngòm quanh thân Tiêu Phàm hiện ra. Khí tức vô cùng cuồng bạo lạnh lẽo tràn ngập tứ phương, bên trong thế giới màu đỏ có vô số quỷ trảo gầm thét. Chạy mau, Minh La kêu to, lách mình hướng về Tiêu Phàm tiến lên, đáng tiếc, lại bị mấy đạo huyết sắc xúc tu ngăn lại. Tiêu Phàm đoán không sai, Minh La trong thời gian ngắn căn bản không thi triển được năng lực thuấn di quỷ dị, ít nhất là không cứu được người dưới tay hắn. Cảm nhận được khí tức trên người Tiêu Phàm phát ra không ổn định, Minh La hối hận không thôi. Rõ ràng chính là vừa mới đột phá chiến thần cảnh, Tiêu Phàm cũng không có lửa gạt hắn. Sớm biết thế, bản thân trước đó liền nên giết chết hắn. Không hối hận căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì, Tiêu Phàm là chiến thánh cảnh đều có thể nghiền sát chiến thần cảnh, hiện tại đột phá chiến thần cảnh, tu sĩ chiến thần cảnh sơ kỳ làm sao có thể là đối thủ của hắn. Xâm La vạn tượng, một đạo thanh âm băng lãnh quanh quẩn tại hư không, chỉ thấy Tiêu Phàm cầm Tu La kiếm vũ động. Bên trong thế giới màu đỏ đâu đâu cũng có tàn ảnh Tiêu Phàm cầm kiếm, chỉ là động tác không giống nhau. Những nơi tàn ảnh Tiêu Phàm đi qua, những tu sĩ dị tộc nhao nhao bị tách rời, huyết vụ phun ra, cùng thế giới màu đỏ hòa làm một thể, hết sức đỏ tươi, yêu diễm. A từng tiếng kêu thảm truyền ra, thế nhưng không có một chút tác dụng nào. 20 người đã có một nửa chết thảm, thân thể bị vô tận kiếm khí rào sát, hóa thành vô số mảnh vỡ bay vụt bốn phía. Những người khác cũng chẳng tốt đẹp gì, vẫn bị kiếm khí Tiêu Phàm tàn phá, ứng phó những người này, Tiêu Phàm căn bản không có bất kỳ cái gì thương hại. Tu sĩ chiến hồn đại lục chết trên tay bọn họ vô số kể, Tiêu Phàm giết bọn hắn 100 lần đều không cảm thấy quá phận, không giết bọn hắn, tương lai bọn hắn vẫn đối phó tu sĩ chiến hồn đại lục. Thật mạnh, Nam Cung Tiêu Tiêu trợn to hai mắt, trong mắt tràn ngập khát vọng, hắn cũng hy vọng có thể mau chóng đột phá chiến thần cảnh. Ta nhất định để ngươi sống không bằng chết. Minh La phẫn nộ gào thét, hắn muốn xông phá Trọc Thiên Hồng công sát. Nhưng mà tám đầu xúc tu Trọc Thiên Hồng xen lẫn thành một cái lưới lớn, Trọc Thiên Hồng toàn thân máu me đầm đìa nhưng không lùi lại, gắt gao đem hắn ngăn cản ở ngoài. Vậy cũng phải có thực lực, Tiêu Phàm đạm mạc đáp lại, lần nữa xuất thủ, kiếm khí đầy trời tàn phá bừa bãi, còn lại tầm 10 người cũng bị vô số kiếm khí quấy đến vỡ nát. Cái gì chiến thần cảnh? Trong tay Tiêu Phàm chỉ như là sâu kiến, đây chính là thực lực hắn hiện tại. Đột phá chiến thần cảnh, vô luận thần lực hay là linh hồn đều phát sinh biến hóa. Ở trong mắt Tiêu Phàm, cùng dai như sâu kiến, cấp thấp như cỏ rác, căn bản không có bất kỳ sức phản kháng nào. Cái này cũng nhờ vào cơ sở hắn vững chắc, mỗi một bước đều đi thập phần bình ổn, lầu cao vạn trượng từ đất bằng lên mới có thành tựu như bây giờ. Đương nhiên, nếu như đối mặt cường giả cùng giai chân chính, Tiêu Phàm cũng sẽ không dễ dàng giải quyết bọn hắn như thế, liền tựa như Minh La, Tiêu Phàm cảm giác người này thập phần nguy hiểm. Chí ít, lấy thực lực hắn hiện tại, muốn giết chết Minh La, đoán chừng đều có chút gian nan. Minh La trợn to hai mắt đỏ bừng nhìn Tiêu Phàm, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm tràn ngập kiêng kỵ. Tiêu Phàm không có thi triển linh hồn thí thần liền có thể thuấn sát thập đại chiến thần cảnh. Nếu như hắn mượn lực lượng thí thần thì sẽ ra sao? Minh La không dám nghĩ tiếp, trong lòng hắn đối với Tiêu Phàm đã có ý quyết giết, lần này coi như giết không chết hắn,
cũng nhất định phải điều động cường giả bộ lạc xuất thủ. Hắn bây giờ còn chỉ vừa mới đột phá chiến thần cảnh, nếu như hắn thực đột phá tiếp, muốn giết chết hắn sẽ càng ngày càng gian nan. Đi, Minh La hít sâu một cái, hướng về nơi xa hét to nói, hơn 20 người đến, bây giờ lại chỉ còn lại hắn và duy nhất cường giả chiến thần cảnh trung kỳ còn sống. Huyết ma bộ lạc mặc dù không thiếu cường giả, nhưng mười mấy chiến thần cảnh cũng đã tổn thất trọng đại. Mặc dù Minh La vẫn không cam lòng, nhưng hắn biết, bằng vào hắn và chiến thần cảnh trung kỳ thì không có khả năng giết chết Tiêu Phàm. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngươi cho rằng nơi này là nơi nào? Thần sắc Tiêu Phàm lạnh lùng, khịt mũi coi thường nói. Hắn vốn là vì giết bọn hắn mới cố ý đem bọn hắn dẫn tới, hiện tại làm sao có thể tùy tiện để bọn hắn rời đi đây? Ở trong mắt Tiêu Phàm, chết đi 10 chiến thần cảnh sơ kỳ dị tộc đều không có quan trọng bằng một cường giả chiến thần cảnh trung kỳ, lại càng không cần phải nói thần tử Minh La. Nếu như có thể lưu Minh La lại, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Chọc Thiên Hồng, giúp lão đại lưu người kia lại. Tiêu Phàm nhìn Chọc Thiên Hồng đang thôn phệ huyết khí của kẻ vừa mới bị hắn chém giết, lập tức quát chói tai một tiếng, bỗng nhiên thẳng hướng Minh La. Nhìn thấy Tiêu Phàm đánh tới, sắc mặt Minh La trầm xuống, hắn chưa từng khinh thường Tiêu Phàm, lại càng không cần phải nói Tiêu Phàm hiện tại đã đột phá chiến thần cảnh. Nguyên bản hắn còn chuẩn bị chạy trốn, nhưng hiện tại hắn lại thay đổi chủ ý. Thử xem ranh giới cuối cùng của hắn cũng tốt. Trong lòng Minh La nghĩ thầm, hắc kiếm trong tay vũ động, bỗng nhiên ngăn trở thế công Tiêu Phàm. Bang bang, thanh âm kim loại bén nhọn va chạm vang vọng hư không, xung quanh kiếm khí tàn phá bừa bãi, sắc bén hung mãnh dị thường, dù là chiến thần cảnh bình thường đoán chừng cũng khó có thể tới gần bọn hắn. Ánh mắt Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Tiểu Kim sáng quắc nhìn chăm chú chiến đấu trên không trung, chiến thần cảnh chiến đấu đối với bọn hắn mà nói cũng có chỗ tốt cực lớn, có thể cảm ngộ đến. Bất quá, tốc độ Tiêu Phàm cùng Minh La rất nhanh, mấy hơi thở tiếp theo, hai người đã giao thủ trên trăm hiệp, lấy nhãn lực Nam Cung Tiêu Tiêu bọn hắn cũng chưa chắc có thể bắt được. Sau đó, ánh mắt hai người rơi vào Lăng Phong cùng dị tộc chiến thần cảnh trung kỳ chiến đấu nơi xa, cùng lúc đó, Chọc Thiên Hồng cũng gia nhập chiến đoàn. Tại sao ta cảm giác Lão Tam so với Lão Đại chiến đấu ít kịch liệt hơn? Nam Cung Tiêu Tiêu âm thầm trầm ngâm nói. Tiêu Phàm đối chiến chỉ là chiến thần cảnh sơ kỳ, mà Lăng Phong đối chiến lại là chiến thần cảnh trung kỳ, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Tiêu Phàm bọn hắn chiến đấu kịch liệt hơn rất nhiều. Giống, Tiểu Kim gầm nhẹ một tiếng, tựa như cũng rất muốn tham dự chiến đấu, chỉ là cuối cùng vẫn ngừng thân hình. Trên người nó tản ra một cỗ khí thế như có như không, tựa như cũng phải đột phá đến cấp độ thần giai. Thực lực lão đại cũng không phải yếu. Ngạnh kháng chiến thần cảnh trung kỳ lại còn ở vào thế thượng phong, có Chọc Thiên Hồng gia nhập, đoán chừng giết đối phương đều chưa hẳn là vấn đề. Nam Cung Tiêu Tiêu tự nhủ. Vị trí chiến trường Lăng Phong có Chọc Thiên Hồng gia nhập, chiến thần cảnh trung kỳ hoàn toàn bị áp chế vào thế hạ phong, mỗi một kích Chọc Thiên Hồng đều mang đi mảng lớn huyết phụ trên người hắn. Chiến thần cảnh trung kỳ vừa tức vừa giận, hắn rất muốn lập tức rời đi nơi đây, cứ như thế thì hắn rất có khả năng thua ở nơi này. Nhưng hắn lại không dám rời đi, Minh La chưa đi, nếu như hắn không đánh mà chạy, cho dù trở lại huyết ma bộ lạc cũng khó thoát khỏi cái chết. Hơn nữa, hiện tại hắn nhất định phải ngăn chặn Lăng Phong cùng Chọc Thiên Hồng, tranh thủ cơ hội cho Minh La. Sau nửa ngày, cường giả chiến thần cảnh trung kỳ rõ ràng già yếu đi rất nhiều, huyết khí trên người cũng suy yếu không ít, đối với Chọc Thiên Hồng mà nói, đây tuyệt đối là một chuyện tốt. Vừa mới thôn phệ huyết khí hơn 1000 bộ mệnh cách chi khí thần thi cùng 10 chiến thần cảnh trung kỳ đã giúp hắn khôi phục lại chiến thần, cách chiến thần cảnh trung kỳ cũng chỉ có một bước. Nếu như có thể nuốt vào thọ nguyên cùng huyết khí chiến thần cảnh trung kỳ, hắn tin tưởng mình có thể khôi phục lại tu vi chiến thần cảnh trung kỳ. Cho nên Chọc Thiên Hồng cơ hồ không muốn sống, công kích so với Lăng Phong còn muốn hung mãnh hơn không ít, cái này khiến Lăng Phong không còn gì để nói. Vừa nãy hắn cũng không có phát hiện Chọc Thiên Hồng dữ dội như thế. Bất quá đây đối với Lăng Phong mà nói cũng là chuyện tốt, hắn có thể chừa chút dư lực. Chúng ta đi, cũng vào lúc này, thanh âm Minh La truyền đến, hắn một kiếm đẩy lui Tiêu Phàm, nhanh chóng hướng về nơi xa thối lui. Vừa mới thử nghiệm một phen, Minh La phát hiện bản thân căn bản thăm dò không ra ranh giới cuối cùng Tiêu Phàm, điều này khiến hắn vừa sợ vừa giận.
Nếu như không có Lăng Phong cùng Trọc Thiên Hồng bọn hắn ở chỗ này, Minh La tuyệt đối sẽ toàn lực chém giết Tiêu Phàm, coi như không thể giữ Tiêu Phàm lại cũng phải trọng thương hắn. Nhưng kể từ đó hắn cũng có khả năng thụ thương, thủ đoạn sát chiêu của hắn là giết địch 1000 tổn hại 800, hắn không muốn đến thời điểm Tiêu Phàm không chết, ngược lại đem bản thân lưu ở chỗ này. Minh La đứng lơ lửng trên không, áo bào phá toái không ít, đang cùng Tiêu Phàm giao phong, hắn căn bản không chiếm được chỗ tốt gì, đương nhiên Tiêu Phàm cũng hoàn toàn không làm gì được hắn. Người có thể đi, bất quá hắn đi không được. Thần sắc Tiêu Phàm đạm mạc. Thần tử, người đi mau, không cần để ý đến ta. Chiến thần cảnh trung kỳ quát to. Chung quanh hắn, tám đầu xúc tu Trọc Thiên Hồng xen lẫn thành một cái lưới lớn, che khuất toàn bộ hư không, sinh cơ trong cơ thể hắn đang nhanh chóng xói mòn. Nếu như trước đó hắn muốn đi thì tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì, nhưng hiện tại hắn đã không có lực. Lăng Phong cùng Trọc Thiên Hồng đều là kẻ khó chơi, muốn từ trong tay hai người bọn hắn đào thoát không phải dễ dàng như vậy. Chết, con người Minh La băng lãnh, hắn đột nhiên hừ lạnh một tiếng, sau một khắc, Minh La bỗng nhiên biến mất tại chỗ, thẳng đến Lăng Phong. Chỉ cần chém giết một người Lăng Phong hoặc Trọc Thiên Hồng, chiến thần cảnh trung kỳ muốn rời đi dĩ nhiên là rất đơn giản. Minh La lần nữa xuất hiện đã là sau lưng Lăng Phong, hắc kiếm trong tay hắn bỗng nhiên hướng về cái ót Lăng Phong cắm tới. Một kích này, dù là Lăng Phong là chiến thần cũng tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Lão đại cẩn thận, sắc mặt Nam Cung Tiêu Tiêu đại biến, ra sức gào thét lớn. Bang, kiếm trong tay Minh La sắp chém trúng Lăng Phong, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện sau lưng Lăng Phong, một chuôi huyết sắc trường kiếm trong tay nhẹ nhàng rung động. Trường kiếm Minh La nghiêng về một bên. Làm sao có thể, tốc độ ngươi làm sao có thể nhanh như vậy? Minh La trợn to hai mắt, một mặt vẻ không thể tin. Bất quá khi hắn nhìn thấy huyết sắc cốt xí sau lưng Tiêu Phàm, thần sắc lại sợ hãi, Tu La thần dực, ngươi là Tu La điện chủ thế hệ này. Cũng khó trách Minh La sợ hãi như vậy, xem như thần tử huyết ma bộ lạc, Minh La tự nhiên biết không ít bí mật. Địch nhân to lớn nhất huyết ma bộ lạc. Không phải là thí thần thú và Tu La điện chủ sao? Nhưng mà hiện tại, linh hồn thí thần thú vậy mà xuất hiện ở trên người Tu La điện chủ, chẳng phải là đại biểu cả hai hợp lại thành một. Năm đó, vô luận là thí thần thú hay là Tu La điện chủ đều làm huyết ma bộ lạc tổn thất rất nhiều, hiện tại cả hai hợp lại làm một, thực lực phải kinh khủng bực nào. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, thân hình Minh La khẽ động, cực tốc hướng về nơi xa thối lui, hắn hiện tại chỉ muốn rời đi nơi này. Đem tin tức này nói cho các trưởng lão bộ lạc. Vô luận tốn hao đại giới cỡ nào, đều phải chém giết kẻ này. Tốc độ Minh La rất nhanh, chớp mắt liền không thấy tăm hơi, Tiêu Phàm cau mày một cái, tốc độ của hắn mặc dù không thua Minh La, nhưng muốn giết chết đối phương còn không có khả năng, bởi vì hắn cũng chưa từng chân chính thăm dò ra ranh giới cuối cùng của Minh La. Lão Tam, đa tạ. Lăng Phong lấy lại tinh thần, hắn lúc này mới phát hiện mình đã mồ hôi đầm đìa. Nếu như không phải Tiêu Phàm xuất thủ, hắn lần này đã chết rồi. Lão đại, người có phải quá khách khí hay không? Tiêu Phàm nhếch miệng cười nói, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía tu sĩ dị tộc chiến thần cảnh trung kỳ bị Trọc Thiên Hồng vây khốn, trên mặt bỗng lộ ra vẻ cổ quái. Chỉ thấy tám đầu xúc tu Trọc Thiên Hồng gắt gao trói lại thân thể chiến thần cảnh trung kỳ, sau đó dùng cái mông nhắm ngay hắn. Ngay sau đó, thân thể Trọc Thiên Hồng bắt đầu bành trướng. Khí thế đáng sợ chấn động tứ phương. Trọc Thiên Hồng đang làm gì? Nam Cung Tiêu Tiêu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cùng hiếu kỳ nhìn không chung. Khóe miệng Tiêu Phàm đột nhiên co lại, nhanh chóng hướng về phía sau thối lui, Lăng Phong cùng Tiểu Kim mặc dù không biết vì sao nhưng vẫn vội vàng đi theo, chỉ có Nam Cung Tiêu Tiêu đứng ngẩn người tại chỗ. Hai mập, người còn không đi, muốn chết phải không? Lăng Phong hét lớn, một mặt tức giận nhìn bàn tử. Nam Cung Tiêu Tiêu nghe vậy, trong lòng dâng lên một loại bất an, cũng dùng tốc độ cao nhất theo hướng Tiêu Phàm bọn hắn. Cũng đúng lúc này, một tiếng nổ vang truyền ra, Nam Cung Tiêu Tiêu nhìn lại, lại phát hiện cái mông phía sau Trọc Thiên Hồng cổ động một cỗ xương mù cuồng bạo màu máu. Má nó, vậy mà dùng giám oanh chiến thần. Nam Cung Tiêu Tiêu trợn to hai mắt, nhìn không được chửi ầm lên. Dùng giám oanh chiến thần, nghe nói như thế. Sắc mặt Tiêu Phàm cùng Lăng Phong bọn hắn trầm xuống, bất quá Nam Cung Tiêu Tiêu hình dung không sai,
Trọc Thiên Hồng đúng là dùng cái giám oanh chiến thần. Phải biết, Trọc Thiên Hồng bài xuất là mệnh trọc chi khí, có thể làm cho thiên nhân ngũ suy. Khoảng cách gần như vậy chúng chiêu, cho dù là chiến thần cảnh trung kỳ cũng chưa chắc có thể chịu được. Nam Cung Tiêu Tiêu còn sợ hãi xuất hiện ở bên cạnh Tiêu Phàm, hắn vừa bị một tiếng nổ vang phá thiên dọa cho phát sợ. Lão Tam, Trọc Thiên Hồng rốt cuộc là quái vật gì? Nam Cung Tiêu Tiêu vẫn như cũ khó nén kinh ngạc trong lòng, hình ảnh rung động kia cả đời này đoán chừng cũng vung đi không được. Trọc mệnh thiên vĩ. Tiêu Phàm đần độn phun ra mấy chữ, hắn cũng bị cử động Trọc Thiên Hồng làm cho chấn kinh, hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, nói, gia hỏa này thật đúng là khẩu vị nặng, một chiêu này vậy mà hắn có thể nghĩ đến. Cái này cũng không trách hắn, bản thể hắn là Trọc mệnh thiên vĩ, thủ đoạn công kích vốn có hạn. Một chiêu này chỉ là đem mệnh trọc chi khí ngưng tụ ở cùng một chỗ bài xuất, giống như đạn pháo, uy lực xác thực rất lớn, khoảng cách gần như vậy, cho dù chiến thần cảnh trung kỳ cũng khó thoát. Lăng Phong thập phần bình thản nói ra. Kế thừa thiên phượng truyền thừa, hắn ngược lại là thập phần biết thủ đoạn thú tộc hồn thú công kích, hơn phân nửa là dùng tay cùng miệng, Trọc Thiên Hồng dùng cái mông công kích cũng là bình thường. Hơn nữa, Trọc Thiên Hồng dùng mệnh trọc chi khí ngưng tụ công kích xác thực cực kỳ bá đạo, đừng nói chiến thần cảnh trung kỳ, dù là chiến thần cảnh hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong, bên trong nhiều mệnh trọc chi khí như vậy đoán chừng đều phải xui xẻo. A một tiếng hét thảm tiếng truyền đến, chỉ thấy tu sĩ dị tộc chiến thần cảnh trung kỳ toàn thân bao phủ xương mù màu máu, thân thể đang lấy tốc độ đáng sợ giàn nua. Người này đột phá đến cảnh giới bây giờ đoán chừng đã trải qua vô số tuế nguyệt. Tăng thêm mệnh trọc chi khí ăn mòn, thọ nguyên nhanh chóng trôi qua, căn bản chống đỡ không được bao lâu. Không thể không nói, thủ đoạn Trọc Thiên Hồng công kích cũng xác thực quỷ dị, trực tiếp châm đối mệnh cách người, mà đối với tu sĩ chiến thần cảnh mà nói, mệnh cách là căn bản của bọn hắn. Vẹn vẹn kéo dài 10 cái hô hấp, thân thể chiến thần trung kỳ rốt cục hóa thành thây khô, không còn bất luận sinh cơ gì. Đường đường chiến thần cảnh trung kỳ lại bị một cái giấm bắn chết. Tí tí Nam Cung Tiêu Tiêu bĩu môi, ra vẻ kinh ngạc. Tiêu Phàm mấy người mặt sạm lại, bất quá nói trở lại, bàn tử nói cũng không có sai, người kia chính là bị một cái giấm bắn chết, chỉ là cái giấm này không phải là giấm bình thường mà thôi. Oanh, đột nhiên, một đạo tiếng vang đáng sợ từ đằng xa truyền đến, chỉ thấy trên người Trọc Thiên Hồng đột nhiên bộc phát ra khí tức đáng sợ, năng lượng bàng bạc khuấy động tứ phương. Muốn đột phá, Lăng Phong kinh ngạc nhìn Trọc Thiên Hồng. Ánh mắt lấp lóe. Trọc Thiên Hồng hiện tại là chiến thần cảnh sơ kỳ, tiếp tục đột phá chính là chiến thần cảnh trung kỳ. Công tử, ta muốn đột phá tứ biến chiến thần. Trọc Thiên Hồng hóa thành hình người xuất hiện ở bên người Tiêu Phàm. Tiêu Phàm gật đầu, đưa tay vung lên, Trọc Thiên Hồng bỗng nhiên biến mất, được Tiêu Phàm trực tiếp đưa vào bên trong tiểu thiên địa. Nhìn đến, thần kiếp chi địa không phải đến không? Tiêu Phàm hài lòng gật đầu. Đi tới thần kiếp chi địa còn không có bao lâu, hắn đột phá đến chiến thần cảnh không nói, Trọc Thiên Hồng cũng có chỗ đột phá. Hơn nữa, còn nhìn thấy Lăng Phong, bây giờ chỉ thiếu tiểu ma nữ Diệp Thi Vũ cùng quan tiểu thất, bọn hắn sẽ tề tựu. Hiện tại làm sao bây giờ, còn đi vọng cổ thiên đô sao? Nam Cung Tiêu Tiêu hỏi. Tiêu Phàm cũng hơi lúng túng một chút, hiện tại tiến về thiên cổ đều khó tránh khỏi bị người chiến thần điện nhận ra. Dù sao, bọn hắn hiện tại có nhiều người như vậy, nếu như là hành động đơn độc, Tiêu Phàm ngược lại là không cố kỵ gì. Đang lúc Tiêu Phàm trầm tư, đột nhiên lấy ra một khối ngọc phù, bên trong truyền đến thanh âm Ảnh Phong, công tử, hiện tại các ngươi đã bị chiến thần điện toàn lực truy nã, chú ý an toàn. Bị truy nã, Nam Cung Tiêu Tiêu kinh ngạc nói, sắc mặt biến vô cùng âm trầm. Không sai, chiến thần điện điện chủ chiến luân hồi tự mình hạ lệnh. Phàm là người lấy đầu công tử, ban thưởng thần lực chi tinh chiến thần đỉnh phong, chức vị trưởng lão, mặt khác có thể đạt được 5 vạn thần thạch. Thanh âm Ảnh Phong tiếp tục vang lên. Xem ra vọng cổ thiên đô không thể đi. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, trong lòng trầm ngâm, hắn không nghĩ tới chiến luân hồi vậy mà nhìn không được. Chính mình mới chỉ vừa mới đột phá chiến thần cảnh mà thôi, không, nói cho đúng. Chiến luân hồi đoán chừng còn tưởng rằng hắn là chiến thánh cảnh, liền bắt đầu làm to chuyện. Nếu biết hắn hiện tại đột phá chiến thần cảnh, đoán chừng sẽ xuất động lão bất tử chiến thần điện. Tiêu Phàm mặc dù tự tin cùng chiến thần cảnh trung kỳ chiến một trận,
thậm chí trong tay cường giả chiến thần cảnh hậu kỳ cũng có lực đào mệnh, nhưng nếu như chiến thần cảnh thành quần kết đội xuất thủ, Tiêu Phàm hắn cũng không gánh được. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm lại hỏi, Ảnh Phong, người có tin tức chúng thần mộ địa không? Ngẫm lại, Tiêu Phàm vẫn quyết định không đi vọng cổ thiên đô, mà trực tiếp tiến về chúng thần mộ địa. Chúng thần mộ địa không thể không đi. Tiêu Phàm lại kiên định bổ sung một câu. Tàn niệm tu la điện chủ đời trước nói cho hắn biết, bộ hạ cũ cùng hữu hộ pháp một trong hai đại hộ pháp tu la điện bị phong ấn ở mảnh thần kiếp chi địa này. Nếu như có thể đem người tu la điện cứu khỏi phong ấn chi địa, tu la điện mới chính thức có vốn liếng và tư cách cùng chiến thần điện đối kháng. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng biết, muốn để người tu la điện tán đồng, vậy cũng không phải dễ dàng như vậy. Liền tựa như tả hộ pháp đồ thiên thương, ký ức Tiêu Phàm vẫn còn mới mẻ, người kia không phải ngạo khí bình thường, cùng đồ thiên thương nổi danh hữu hộ pháp làm sao có thể đơn giản đây. Lúc này, thanh âm Ảnh Phong lại truyền tới, ta đang muốn nói với công tử việc này, chiến thần điện quyết định sau 3 ngày mở ra chúng thần mộ địa bên trong hỗn độn vụ hải, về phần hỗn độn vụ hải ở đâu, công tử có thể tùy tiện tìm một tu sĩ thần kiếp chi địa liền có thể hỏi ra. Hỗn độn vụ hải, Tiêu Phàm khẽ hơi trầm xuống một cái, gật đầu nói, ta biết chỗ đó ở đâu, các ngươi cũng chú ý an toàn, mặt khác, đem việc này thông chi những người khác. Vâng, công tử. Ảnh Phong cung kính đáp, sau đó liền không thấy thanh âm. Lão Tam, người biết hỗn độn vụ hải ở đâu? Nam Cung Tiêu Tiêu hỏi. Tiêu Phàm gật đầu, hắn còn chưa mở miệng, Lăng Phong đột nhiên nói ra, đó là nơi đáng sợ nhất thần chi kiếp địa. Nghe đồn là nơi thí thần thú cùng cửu u ma thần chém giết kịch liệt. Thiên địa sụp đổ, thế giới bích lũy phá toái, hiện tại hư vô phong bạo nơi đó tàn phá bừa bãi, hơn nữa thời không rối loạn, xa xa nhìn lại, nơi đó một mảnh hỗn độn nhìn không thấu, cho nên xưng là hỗn độn vụ hải. Bất quá, khu vực nơi đó còn có một cái danh tự vang dội hơn, bởi vì chiến thần cường giả cũng rất có thể sẽ vẫn lạc trong đó, cho nên phiến địa vực đó cũng được xưng là thần linh cấm khu. Thần linh cấm khu, Nam Cung Tiêu Tiêu nghe vậy, không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Dù là Tiêu Phàm thần sắc cũng vô cùng ngưng trọng, đột phá chiến thần cảnh xong, rất nhiều bí mật bên trong tu la truyền thừa được giải phong, chiến hồn đại lục trước mặt Tiêu Phàm cơ hồ lại không có bất luận bí mật gì có thể giấu. Cũng tỉ như, tàn niệm tu la điện chủ đời trước nói tới phong ấn chi địa, chính là ở bên trong thần linh cấm khu này, cho nên hắn mới không thể không đi. Đi. Tiến về thần linh cấm khu, trong con người Tiêu Phàm lóe qua một vẻ kiên định, trên mặt đều là vẻ nghĩa vô phản cố. Một nhóm Tiêu Phàm xuyên toa trong man hoang đại địa mênh mông bát ngát, sông núi đám mây bị bọn hắn nhanh chóng bỏ lại sau lưng, dòng dã 2 ngày 2 đêm, đám người lúc này mới dừng lại trong một mảnh cổ lâm. Không thể không nói, thần kiếp chi địa không phải nhỏ, lấy tốc độ Tiêu Phàm bọn họ, 2 ngày 2 đêm cũng chưa chạy tới hỗn độn vụ hải. Đương nhiên, đây cũng bởi vì trọng lực thần kiếp chi địa so với chiến hồn đại lục lớn hơn rất nhiều, tốc độ đám người so với tại chiến hồn đại lục khẳng định cũng giảm bớt đi nhiều. Lão đại, người trước đó không nói hỗn độn vụ hải cụ thể ở đâu, đến cùng còn bao lâu, thời gian chỉ có 1 ngày. Nam Cung Tiêu Tiêu hỏi. Chạy 2 ngày 2 đêm, hắn đã có chút không chịu được. Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Lăng Phong đứng ở trên một gốc đại thụ che trời. Ngắm nhìn về phía chân trời nói. Nam Cung Tiêu Tiêu thấy thế, lách mình xuất hiện ở bên người Lăng Phong, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, đáng tiếc, làm hắn thất vọng là khắp nơi một mảnh xương trắng mênh mông, căn bản nhìn không thấu mảy may. Đến cùng là ở đâu? Nam Cung Tiêu Tiêu lại nhìn không được hỏi. Chúng ta hiện tại đã ở trong hỗn độn vụ hải. Thanh âm Tiêu Phàm đạm mạc vang lên. Nơi này, Nam Cung Tiêu Tiêu kinh ngạc vô cùng. Bất quá rất nhanh hắn liền thoải mái, bởi vì vị trí hắn đứng chính là một mảnh hỗn độn, sương mù lượn lờ. Hơn nữa, dù là linh hồn lực lượng chiến thánh cảnh đỉnh phong cũng không xuyên thấu được sương mù trắng xóa. Chẳng lẽ chúng ta đã đến chúng thần mộ địa? Vẻ kinh dị của Nam Cung Tiêu Tiêu biến mất, chiếm lấy là kinh hỉ. Ngươi nghĩ quá đơn giản. Lăng Phong lắc đầu, không khỏi trợn mắt một cái, nếu như chúng ta dễ dàng như vậy đến chúng thần mộ địa. Chiến thần điện còn bảo vệ nó làm gì? Thần sắc Nam Cung Tiêu Tiêu trầm xuống, hắn còn tưởng hiện tại đã tiến vào chúng thần mộ địa, như thế cũng không cần cùng người chiến thần điện giao phong.
Hỗn độn vụ hải thập phần rộng lớn, chúng ta hiện tại chỉ là đến khu vực biên giới mà thôi, tới chỗ sâu nhất định phải dọc theo sương mù tiến lên, sương mù càng dày đặc, nói rõ chúng ta càng tiếp cận gần chúng thần mộ địa. Lăng Phong giải thích nói, chiến thần điện không phải nói mở ra chúng thần mộ địa à, phải có một con đường đi, chúng ta hoàn toàn có thể theo tu sĩ chiến thần điện tiến vào. Nam Cung Tiêu Tiêu nhún nhún vai nói, không cần cùng đầu heo nói chuyện. Lăng Phong chừng Nam Cung Tiêu Tiêu một cái, lười nhác nói nhiều với hắn. Lúc này, Tiêu Phàm vỗ vỗ bả vai Nam Cung Tiêu Tiêu, cười nói, lão nhị, đầu ngươi có phải gì xét hay không? Nam Cung Tiêu Tiêu sạm mặt lại không biết nói gì, những năm này hắn tiếp xúc ít người, thực sự rất ít động đầu óc, trong lúc nhất thời có chút khó tiếp thu. Hiện tại chúng ta còn bị chiến thần điện truy nã, ngươi cảm thấy chúng ta có thể vượt qua sao? Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Mặc dù hắn hiện tại đột phá chiến thần cảnh, nhưng trước mặt cường giả chân chính của chiến thần điện sẽ không là cái gì, hắn cũng không dám trắng trợn xuất hiện ở trước mắt cường giả chiến thần điện. Ngươi là nói, chiến thần điện sẽ mai phục chúng ta. Nam Cung Tiêu Tiêu sáng tỏ thông suốt. Có thời điểm có đầu óc là chuyện tốt. Lăng Phong xem thường nhìn Nam Cung Tiêu Tiêu một cái, không còn gì để nói. Tiêu Phàm gật đầu, nói, đoán chừng không chỉ chúng ta, người cổ tộc khác cũng sẽ không từ cửa chiến thần điện tiến vào chúng thần mộ địa, bọn hắn chọn từ hỗn độn vụ hải tiến vào. Hỗn độn vụ hải thập phần rộng lớn, hơn nữa không gian rối loạn, chiến thần điện nếu như ở chỗ này mai phục, tốn hao đại giới không phải nhỏ, trừ phi điện chủ chiến thần điện xuất thủ. Điện chủ chiến thần điện nếu như ra tay, đoán chừng đã sớm nhất thống chiến hồn đại lục, hắn khẳng định trong thời gian ngắn còn không ra được, hoặc là có sự tình gì kiềm chế hắn. Nam Cung Tiêu Tiêu lắc lắc đầu nói. Tiêu Phàm gõ ngón tay, nhếch miệng cười nói, cái này đúng, hiện tại chúng ta nghỉ ngơi thật tốt, lại xông mảnh hỗn độn vụ hải, nghe đồn sương mù này chính là thế giới bích lũy phá toái biến thành, đối với chiến thần cảnh bình thường mà nói, có tính ăn mòn và áp chế rất mạnh. Cho nên mọi người phải cẩn thận một chút. Hơn nữa nơi này không gian rối loạn, vô cùng có khả năng mở không ra hồn giới, mọi người tốt nhất chuẩn bị tâm lý. Lăng Phong lại bổ sung một câu. Mấy người gật đầu, sau đó tại chỗ khôi phục thể lực, nguyên bản lộ trình vài ngày, bọn hắn chỉ phí 2 ngày 2 đêm, bất quá đối với hồn lực tiêu hao lại cực lớn. Ở nơi mông lung này, bọn hắn còn có thể buông lỏng cảnh giác, một khi tiến vào chỗ sâu hỗn độn vụ hải, có thể sẽ đối mặt nguy hiểm cực lớn, cho nên tinh thần bọn hắn nhất định phải sung mãn. Thời gian nửa ngày, mấy người Tiêu Phàm mới khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, tiếp tục hướng về chỗ sâu sương mù đi đến, chỗ nào sương mù càng dày đặc liền đi đến. Ở nơi mênh mông vụ hải này cũng chỉ có nồng vụ có thể chỉ đạo phương hướng cho bọn hắn, hơn nữa, đối với chiến thánh cảnh cùng chiến thần cảnh mà nói, phân biệt nồng vụ mỏng manh và đậm đặc cũng không phải là việc khó khăn. Sau một canh giờ, ánh mắt bọn Tiêu Phàm đã cực hạn tại 20, 30 trượng, hơn nữa theo bọn hắn tiếp tục tiến lên, nguy cơ càng lúc càng lớn. Không gian xung quanh bọn họ thỉnh thoảng sẽ quỷ dị xuất hiện một trận hư vô phong bạo, Tiểu Kim cùng Nam Cung Tiêu Tiêu nhiều lần đều kém chút ăn thiệt thòi. Hơn nữa, không gian trùng điệp, thời không rối loạn, đối với bọn hắn mà nói là cực kỳ nguy hiểm. Đề phòng xuất hiện biến cố, đám Tiêu Phàm cũng chia thành hai tổ. Tiêu Phàm mang theo Tiểu Kim, Lăng Phong mang theo Nam Cung Tiêu Tiêu, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. May mắn là bọn hắn cũng không gặp nguy hiểm gì, một đường coi như an toàn. Hỗn độn vụ hải không quá đáng sợ. Nam Cung Tiêu Tiêu nhỏ giọng thầm thì nói. Vẫn cẩn thận một chút tốt hơn, nơi này và chúng thần mộ địa được xưng là thần linh cấm khu, tự nhiên có lý của nó. Lăng Phong nhắc nhở nói. Hồng Hộc, vừa dứt lời. Đột nhiên Tiêu Phàm đi phía trước đưa tay chém ra một kiếm, cùng lúc đó, thân thể nhanh chóng lui về sau mấy bước. Thần sắc hắn vô cùng ngưng trọng, trên mặt xương lạnh, con người thâm thúy lạnh lùng nhìn chăm chú bên trong vụ hải. Giống, Tiểu Kim cũng đối với bên trong vụ hải gầm thét, toàn thân đan xen huyết kim sắc hỏa diễm, hai mắt hiện ra u quang, sát khí nặng nề. Lão Tam, làm sao? Lăng Phong cùng Nam Cung Tiêu Tiêu nhanh chóng đi tới bên người Tiêu Phàm. Nam Cung Tiêu Tiêu lo lắng hỏi. Chỉ tại ngươi miệng quả đen, Lăng Phong hung hăng chừng Nam Cung Tiêu Tiêu một cái, con người băng lãnh nhìn chăm chú lên phía trước, phượng hoàng chi hỏa mãnh liệt cuộn trào ra.
Nam Cung Tiêu Tiêu nguyên bản còn muốn nói cái gì, đột nhiên cảm giác toàn thân có chút phát lạnh, hàn khí băng lãnh bao phủ trên người hắn, làm phía trên y phục hắn đông kết thành một tầng xương lạnh. Lạnh quá, toàn thân Nam Cung Tiêu Tiêu có chút run rẩy, sau một khắc hai tay chấn động, xương lạnh trên người run rơi, một tầng bạch sắc lôi điện quanh thân quang mang lóe lên, đem cỗ hàn khí ngăn cản bên ngoài. Khi hắn lần nữa lúc ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy một đạo thân ảnh đen kịt từ trong sương mù đi tới, hàn khí kia chính là từ trên người nó tản ra. Sốt cục, Nam Cung Tiêu Tiêu thấy rõ đó là cái gì, có chút không thể tưởng tượng nổi kêu lên, người. Không đúng, không phải người. Trên thân người không có bất luận sóng năng lượng nào, lại cho người ta một loại cảm giác vô cùng đáng sợ. Cẩn thận một chút, cỗ thần thi này rất mạnh, Tiêu Phàm âm trầm, lạnh lùng nhìn chăm chú phía trước. Thần thi, Nam Cung Tiêu Tiêu kinh ngạc nói. Nhưng lập tức lại lộ ra vẻ không tin, trước đó hắn gặp qua không ít thần thi trên người có năng lượng cường đại ba động, hơn nữa tản ra oán khí cường đại, có thể tùy tiện phân biệt được. Nhưng lần này lại khác, trên người hắn căn bản không có bất kỳ sóng năng lượng nào, trừ không có hô hấp thì không khác gì người thường. Chờ đã, hắn không có hô hấp, Nam Cung Tiêu Tiêu bỗng nhiên minh bạch, thần thi không phải là không có hô hấp sao? Lão Tam, giao cho ta, thi khí trên người hắn quá nặng, rất dễ dàng làm các ngươi bị thương. Lăng Phong dậm chân tiến lên, Phượng Hoàng hỏa diễm toàn thân thiêu đốt càng thêm hung mãnh. Cỗ thần thi kia không lo không sợ, nói đến cùng, hắn chỉ là một người chết, căn bản không có cảm xúc. Dù bị Phượng Hoàng chi hỏa thiêu đốt, hắn cũng không lùi mảy may, băng hàn thi khí quanh thân ngăn cản Phượng Hoàng chi hỏa ăn mòn. Phía trên lồng ngực hắn có một đạo vết kiếm dữ tợn, hiển nhiên là vừa bị Tiêu Phàm một kiếm chém giết, chỉ là một kiếm Tiêu Phàm cũng không giết chết hắn. Lão Tam, lão đại hắn. Bàn tử rốt cục biết rõ chỗ đáng sợ của thần thi, cỗ thần thi này có vẻ như so với thần thi lúc trước Tiêu Phàm giết chết mạnh hơn nhiều. Thi khí chính là tà vật, Phượng Hoàng chi hỏa lão đại dương cương chính khí, vừa vặn khắc chế hắn. Tiêu Phàm lắc đầu nói, mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn còn có chút lo lắng. Đáng tiếc, Chọc Thiên Hồng đang đột phá, trong thời gian ngắn đoán chừng vẫn chưa thể tỉnh lại, bằng không có thể để Chọc Thiên Hồng xuất thủ. Bất quá, Tiêu Phàm cẩn thận quan sát một chút, bộ thần thi này có vẻ như không có mệnh cách chi khí cùng oán niệm chi khí, coi như hắn và Chọc Thiên Hồng phối hợp, đoán chừng cũng giết không chết hắn. Ngược lại là Phượng Hoàng chi hỏa có thể đối phó với hắn. Thiên Lôi cũng là khắc tinh tà vật, ta có thể đi giúp hắn. Nam Cung Tiêu Tiêu vội vàng nói, lách mình liền chuẩn bị tiến lên. Chờ đã, Tiêu Phàm vội vàng kéo cánh tay Nam Cung Tiêu Tiêu, lỗ tai hắn rung động mấy lần, sau đó bỗng nhiên một kiếm hướng về sau lưng đâm tới. Phốc một tiếng vang giòn, Tu La kiếm truyền đến thanh âm chui vào bên trong huyết nhục, ngẩng đầu nhìn lên, lại nhìn thấy Tu La kiếm cắm vào bên trong lồng ngực một người. Không, nói cho đúng là một bộ thần thi. Dù là lồng ngực cắm một thanh kiếm, thần thi vẫn hướng về Tiêu Phàm đánh tới, Tu La kiếm rung động, thần thi trực tiếp quấy đến vỡ nát. Ngay lúc đó, bên trong thần thi đột nhiên kích xạ ra một đạo bạch sắc lưu quang, hướng thẳng đến mi tâm Tiêu Phàm phóng tới. Con người Tiêu Phàm hơi co rụt lại, sắc mặt hơi đổi một chút, mắt thấy đạo bạch sắc lưu quang kia phóng tới, Tu La kiếm trong tay hắn càng nhanh, kiếm khí rảo sát đầy trời, trong nháy mắt đem đạo bạch sắc lưu quang kia xoắn nát. Chất lỏng màu trắng bắn về bốn phía, thời khắc rơi vào mặt đất phát ra từng đợt xì xì. Thực não huyết trùng, Tiêu Phàm hít sâu một cái, bỗng nhiên nhìn về phía cỗ thần thi cùng Lăng Phong giao phong, sau một khắc, Tiêu Phàm động. Hắn tại hư không lưu lại từng đạo tàn ảnh, lúc xuất hiện đã là bên người cỗ thần thi kia, Tu La kiếm giết qua một đạo giải lụa màu đỏ, trực tiếp chém rụng đầu thần thi. Nhưng mà cỗ thi thể không đầu kia lại không có ngã xuống. Nó nhanh chóng hướng về bên trong nồng vụ bỏ chạy. Đáng tiếc, Tiêu Phàm không muốn để hắn đào tẩu, Tu La kiếm một kiếm một kiếm vung ra, hai ba cái hô hấp thời gian liền đem thần thi phân thây. Không làm Tiêu Phàm ngoài ý muốn là bên trong toái thi lại bay vụt ra một vệt sáng, con người Tiêu Phàm liền băng lạnh. Bất quá lần này Tiêu Phàm không có chém giết thực não huyết trùng, mà đánh ra từng đạo thủ ấn, hồn văn đầy trời lưu chuyển, trực tiếp đem thực não huyết trùng vây ở bên trong. Là thứ này dở trò. Lăng Phong cau mày một cái,
Bất quá khi hắn nhận ra lai lịch thực não huyết trùng không khỏi lui ra phía sau mấy bước, hoảng sợ nói, hỗn độn vụ hải lại có thực não huyết trùng. Đầu này chỉ là chiến thánh cảnh đỉnh phong mà thôi, nhưng điều khiển thần thi phát huy ra thực lực đã không kém gì chiến thần cảnh, thậm chí so với thần thi còn khó quấn hơn, mọi người phải cẩn thận, nơi này thực não huyết trùng tuyệt đối không chỉ mấy con. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói. Hắn còn có một việc không có nói là, ban đầu hắn gặp được cỗ thần thi kia căn bản liền không phải một bộ trước mắt, thực lực một bộ thần thi cũng không yếu hơn chiến thần trung kỳ, đây cũng là nguyên nhân hắn ngưng trọng như thế. Nhưng mà cỗ thần thi kia cũng không xuất hiện, mà tại thời điểm mấu chốt để một bộ thần thi cấp thấp ngăn trở một kiếm Tiêu Phàm. Điều này nói rõ, thần thi chiến thần cảnh trung kỳ còn tại chỗ tối nhìn chằm chằm bọn hắn, tùy thời chuẩn bị xuất thủ đánh lén. Thực não huyết trùng trời sinh giảo hoạt, tuyệt đối đừng để chúng nó phá vỡ ra thịt. Thần sắc Lăng Phong cũng vô cùng ngưng trọng, bên ngoài thân hắn thiêu đốt lên phượng hoàng chi hỏa, ngưng tụ thành một bộ hỏa diễm áo giáp. Nam Cung Tiêu Tiêu cũng không dám khinh thường, bên ngoài thân lôi điện áo giáp càng thêm bá đạo. Mọi người cùng tăng tốc độ, nhanh lên. Tiêu Phàm trầm giọng nói, lách mình hướng về phía trước phóng đi, trong lòng dẫn ra phệ hồn huyết tầm. Tùy thời chú ý đến hồn lực biến hóa xung quanh. Bây giờ phệ hồn huyết tầm cách thần giai cũng chỉ có một bước, thần giai thần thú đều chạy không khỏi hồn lực và thần lực của nó. Tốc độ Tiêu Phàm rất nhanh, trên đường lại gặp mấy cỗ thần thi công kích. Từ đầu đến cuối, bộ thần thi chiến thần cảnh trung kỳ quả thực không có xuất hiện, hiển nhiên cũng bị thực lực đám Tiêu Phàm dọa cho phát sợ, lúc này, những thần thi đó liền cũng không xuất hiện qua. Bất quá! So với mức độ nguy hiểm thần thi, công kích hư vô phong bạo cùng rối loạn không gian còn đáng sợ hơn rất nhiều, một khi hãm sâu trong đó, dù là chiến thần cảnh cũng khó có thể sống sót. Tiêu Phàm bị biên giới hư vô phong bạo đánh trúng, huyết nhục văng tung tóe, kém chút mất đi một cánh tay. Đi qua một lần giáo huấn, tốc độ Tiêu Phàm thả chậm không ít, bây giờ không có thực não huyết trùng uy hiếp, hắn cũng yên tâm không ít. Nghỉ ngơi nửa canh giờ rồi tiếp tục tiến lên. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm dừng lại, nhưng mà khiến hắn rất ngạc nhiên là căn bản không có người trả lời hắn. Lập tức, Tiêu Phàm đột nhiên quay đầu, nơi nào còn có Tiểu Kim, Lăng Phong cùng Nam Cung Tiêu Tiêu, ba người bọn hắn vậy mà quỷ dị biến mất. Người đâu? Sắc mặt Tiêu Phàm lập tức vô cùng ngưng trọng, chẳng lẽ ba người bị thần thi hoặc là địch nhân khác công kích? Tiêu Phàm lắc đầu, lấy thực lực hắn bây giờ, dù là chiến thần cảnh đỉnh phong xuất thủ cũng có thể cảm ứng được một hai. Không có khả năng vô duyên vô cớ từ bên cạnh hắn bắt đi ba người. Bỗng nhiên, trong tay Tiêu Phàm lấy ra một khối ngọc phù, quang mang phía trên chớp nhấp nháy, sau đó truyền đến thanh âm Nam Cung Tiêu Tiêu, lão tam, tốc độ ngươi quá nhanh, chúng ta theo không kịp a, làm sao ngươi chạy trước không, chúng ta gọi ngươi ngươi cũng không nghe. Khóe miệng Tiêu Phàm giật một cái, bàn tử bọn hắn lại mất dấu. Không đúng, trước đó tốc độ ta nhanh hơn không ít. Bọn hắn đều không mất dấu, về sau tốc độ chậm xuống, làm sao lại mất dấu đây? Tiêu Phàm phát hiện một điểm không thích hợp. Nguyên một đám suy nghĩ lóe qua bên trong não hải, rất nhanh, Tiêu Phàm trở nên hoảng hốt, hít sâu một cái nói, hẳn là thời không thác loạn mới có thể làm bọn hắn nghĩ lầm tốc độ ta rất nhanh, hơn nữa ta cũng nghe không được thanh âm bọn hắn. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm phát hiện bản thân vẫn là quá khinh thường hỗn độn vụ hải, nơi này khắp nơi ẩn núp nguy cơ. Dù là chiến thần cảnh cũng có khả năng mất mạng. Các ngươi hiện tại ở đâu? Tiêu Phàm hướng về phía truyền âm Ngọc Phù nói, nhưng mà chờ đợi nửa ngày cũng không nghe được thanh âm Nam Cung Tiêu Tiêu. Thời không thác loạn, không thu được tin tức bọn hắn. Tiêu Phàm mắt trợn tròn, cái này tính là cái gì a? Mấy người song song đi còn có thể mất dấu. Gặp nhau ở chúng thần mộ địa. Tiêu Phàm để lại cho Nam Cung Tiêu Tiêu bọn hắn một câu nói. Thu hồi truyền âm Ngọc Phù, tiếp tục hướng về chỗ sâu hỗn độn vụ hải đi đến. Tiếp tục thâm nhập sâu, Tiêu Phàm nhìn cự ly cũng chỉ có 3 trượng, hắn không thể không cẩn thận. Thời gian dài chưa lấy được tin tức bọn bàn tử, Tiêu Phàm cũng có chút bận tâm, bất quá vừa nghĩ tới Lăng Phong bên cạnh bọn họ, hắn lại yên tâm không ít. Nam Cung Tiêu Tiêu làm người tùy tiện, nhưng Lăng Phong là một người cẩn thận, chỉ cần cẩn thận một chút. Mấy người xuyên qua hỗn độn vụ hải cũng không phải việc khó khăn. Cũng ngay khi Tiêu Phàm tiếp tục tiến lên, bên ngoài hỗn độn vụ hải lại tụ tập rất nhiều cường giả.
có thể tới nơi đây yếu nhất cơ hồ đều là chiến thánh cảnh tối đỉnh, liền chiến thần cảnh đều có không ít, tất cả mọi người là vì thần lực chi tinh bên trong chúng thần mộ địa mà đến. Về phần chiến thánh cảnh hậu kỳ cùng trung kỳ lại là rất ít, nhất là chiến thánh cảnh trung kỳ cơ hồ nhìn không thấy, bọn hắn cũng không có tư cách tiến vào chúng thần mộ địa. Cho dù tiến vào, đoán chừng cũng sẽ bị một đám chiến thánh cảnh đỉnh phong trực tiếp gạt bỏ. Bên trong một mảnh sơn cốc tĩnh mịch, nơi này tọa lạc từng tòa cung điện, bên trong một tòa kim bích huy hoàng cung điện tụ tập một vài lão giả, trên thân mỗi người phát ra khí tức đều sâu không lường được. Cầm đầu là một khô gầy lão giả mặc chiến bào màu vàng óng, nếu như Tiêu Phàm ở đây, khẳng định có thể nhận ra, lão giả không phải người khác, chính là chiến thần điện phó điện chủ Chiến Thiên Hạ. Chiến Thiên Hạ ngồi ngay ngắn ở chính giữa đại điện, nhàn nhạt nhìn xuống phía dưới, ngưng tiếng nói, Tiêu Phàm cùng người cổ tộc tìm được chưa? Nghe vậy, trong đó một hắc bào lão giả bước ra khỏi hàng nói, khởi bẩm phó điện chủ. Người chiến thần điện ta truy xét tung tích bọn hắn đều từ hỗn độn vụ hải tiến về chúng thần mộ địa, có cần chúng ta phái người tiến về hỗn độn vụ hải hay không? Hỗn độn vụ hải lớn như vậy, dù là chiến thần cảnh cũng dễ dàng mê thất trong đó, truy không kịp bọn hắn cũng không cần phải phái người đi. Chiến Thiên Hạ lắc đầu, trong mắt lóe lên một vòng sắc bén chi quang. Ngừng lại, lời nói xoay chuyển nói, bất quá, bọn hắn nhất định sẽ tiến về chúng thần mộ địa. Chúng ta ở đó lưu lại bọn hắn là được, điện chủ tự mình hạ lệnh, điều động 5 chiến thần hậu kỳ, 20 chiến thần trung kỳ, cùng 100 chiến thần sơ kỳ tiến vào chúng thần mộ địa, vô luận như thế nào đều phải giết Tu La điện chủ. Đám người nghe vậy, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, hắc bào lão giả kia kinh ngạc nói, phó điện chủ, Tu La điện chủ chỉ bất quá là một chiến thánh cảnh mà thôi, tất yếu đại động như vậy sao? Chúng ta ai đi cũng đều có thể diệt hắn. Chiến Thiên Hạ lắc đầu, sát quang lấp lóe nói, trước đó rất nhiều người đều nghĩ như các ngươi, bao gồm cả bản điện chủ, nhưng các ngươi không biết, Chiến Thiên Cửu, Chiến Thiên Bát cùng Chiến Thiên Thất đều chết ở trong tay hắn, cho dù bản điện chủ cũng ăn thiệt thòi trong tay hắn. Làm sao có thể, đám người đều lộ ra vẻ khó tin, Chiến Thiên Hạ thực lực hạng gì bọn hắn đều nhất thanh nhị sở. Không nói đệ nhất nhân phía dưới chiến luân hồi, nhưng cũng kém không nhiều. Cho dù có người mạnh hơn hắn cũng tuyệt đối không bỏ sót hàng thứ nhất, Chiến Thiên Hạ cường đại dạng này vậy mà thua thiệt trong tay một chiến thánh cảnh, chuyện này khiến bọn hắn tin tưởng như thế nào? Các ngươi chỉ cần nhớ kỹ lời nói bản điện chủ liền được. Chiến Thiên Hạ mặt âm trầm, trong đầu hắn không khỏi nghĩ tới vài ngày trước bị bác lão tát hai bàn tay. Khoản tiền kia hắn hiện tại cũng còn nhớ trên người Tiêu Phàm đây. Chỉ là hắn tuyệt đối không có khả năng đem sự tình mất mặt như thế nói cho những người này biết. Lúc đầu người theo hắn đi tiến đánh độc cô gia tộc từ lâu đã bị hắn hạ phong khẩu lệnh. Vâng, đám người cung kính gật đầu, không dám phản bác mệnh lệnh Chiến Thiên Hạ. Đừng tưởng rằng bản điện chủ không nói trước, các ngươi cũng không phải không biết, từng ấy năm tới nay, điện chủ Tu La Điện là chúng ta có thể giết chết sao? Cuối cùng còn không phải điện chủ đại nhân cùng vị kia tự mình động thủ. Chiến Thiên Hạ lời nói thấm thía nói ra. Huống chi, một khi không gian bích lũy chúng thần mộ địa ngưng kết liền sẽ sinh ra một cỗ áp chế to lớn, đến thời điểm đó chiến thần cảnh so với chiến thánh cảnh cường đại hơn chỉ có thể phách cùng linh hồn, các ngươi cũng đừng xem thường thể phách cùng linh hồn của Tu La Điện Chủ. Những người khác nghe vậy cũng không nhịn được gật đầu. Lúc này, Chiến Thiên Hạ lại nhìn về phía hắc bào lão giả nói, Chiến Thiên Tam, lần này do ngươi dẫn đội. Tuyệt đối đừng để cho ta thất vọng, còn có Chiến Thiên Tứ, Chiến Thiên Ngũ, Chiến Thiên Lục, các ngươi toàn lực phối hợp với Chiến Thiên Tam. Vâng, Phó Điện Chủ. Lấy hắc bào lão giả cầm đầu đám người cùng nhau gật đầu. Mấy người trong miệng Chiến Thiên Hạ tiến vào chúng thần mộ địa truy sát Tiêu Phàm hiển nhiên chính là mấy người Chiến Thiên Tam bọn hắn. Thời điểm mở ra thông đạo là 3 ngày sau, không gian bích lũy chúng thần mộ địa sẽ triệt để ngưng kết. Đến lúc đó ai cũng không thể rời khỏi được, chỉ có thể dựa vào thông đạo đi ra, đó là thời cơ tốt nhất cho các ngươi động thủ. Chiến Thiên Hạ ân cần nhắc nhở nói. Ngừng lại lạnh lùng cười nói, cho nên, các ngươi muốn động thủ tốt nhất là vào 3 ngày sau, cũng đừng đem những người kia dọa chạy. Mặt khác, nếu như cổ tộc chiến thần cảnh xuất hiện ở chúng thần mộ địa cũng thuận tiện làm thịt đi. Yên tâm đi điện chủ, trừ những chiến thần cảnh chúng ta. Đại bộ phận người tiến vào chúng thần mộ địa vẫn là người chiến thần điện chúng ta. Chiến Thiên Tam cười nói.
Trong đầu hắn đã tưởng tượng hình ảnh Tiêu Phàm bị chém giết, nếu như có thể giết chết Tiêu Phàm, hắn tuyệt đối sẽ sáng tạo lịch sử. Dĩ vãng mỗi một thời Tu La Điện Chủ đều không phải những người khác có thể chém giết, trừ phi Điện Chủ Chiến Thần Điện cùng vị trong truyền thuyết kia xuất thủ. Như thế tốt lắm. Chiến Thiên Hạ gật đầu, khoát tay một cái nói, đã đến giờ, theo bản Điện Chủ mở chúng thần mộ địa ra. Vâng, đám người cung kính hẳn, sau đó đi theo Chiến Thiên Hạ rời Đại Điện. Bên ngoài Hỗn Độn Vụ Hải sớm đã đông nghìn nghịt người, một mảnh tối như mực. Hôm nay là thời gian chúng thần mộ địa mở ra, tất cả mọi người nhiệt tình tăng vọt, kích tình bành trướng. Mỗi lần chúng thần mộ địa mở ra đều có rất nhiều người đột phá chiến thần cảnh, chờ đợi 100 năm, lần này lão phu nhất định phải đột phá chiến thần. Người đột phá chiến thần là không ít, nhưng chết ở bên trong càng nhiều, trước hết nghĩ như thế nào để xông đến tầng không gian thứ 5 đi, 4 tầng không gian thần lực chi tinh phía trước đoán chừng sớm đã bị người tìm xong. Chỉ có tầng thứ 5 trở lên còn có hy vọng. Muốn xông đến tầng thứ 5 rất khó, quái vật tầng thứ 4 đã không thua chiến thần cảnh đỉnh phong, người bình thường căn bản tiếp nhận không được, mà tầng thứ 5 phải đối mặt chính là trên chiến thần cảnh. Nếu như lấy thực lực chiến thần cảnh ứng phó bọn chúng ngược lại cũng không cần sợ hãi, nhưng mấu chốt là tất cả người tiến vào chúng thần mộ địa cơ hồ đều sẽ bị áp chế ở chiến thánh đỉnh phong. Có người hưng phấn, có người lo lắng. Chúng thần mộ địa đúng là hy vọng để phần lớn người đột phá chiến thần cảnh, nhưng cũng có thể là nơi bọn hắn chôn xương, mảnh không gian này quá mức đặc biệt. Đương nhiên, chiến thần điện còn có một con đường khác đột phá chiến thần cảnh, chính là chém giết dị tộc, thu hoạch quân công của chiến thần điện. Đáng tiếc, dị tộc khó giết biết bao, muốn góp đủ thần lực chi tinh quân công quá mức gian nan. Yên lặng, đột nhiên, một tiếng quát như sấm từ đằng xa truyền đến. Chỉ thấy từng đạo bóng đen gào thét mà tới, khí thế đáng sợ ép tu sĩ ở đây không ngẩng đầu lên được. Đến giờ, chúng thần mộ địa mở ra, tất cả mọi người theo thứ tự tiến vào. Đám người đứng ở không trung, Chiến Thiên Tam đột nhiên tiến lên, nhìn phía dưới hét to nói. Vừa dứt lời, mấy người sau lưng Chiến Thiên Tam đột nhiên đánh ra từng đạo thủ ấn, hư không run rẩy, đột nhiên phóng một đạo chùm sáng đáng sợ, chùm sáng xông thẳng đến Hỗn Độn Vụ Hải. Những nơi đi qua, tất cả Hỗn Độn Vụ Hải đều tản ra, cấu thành một đầu bạch sắc thông đạo 3-4 trượng giống như cầu vồng, ngay sau đó lần lượt từng bóng người đạp không mà lên, hướng về thông đạo nô nức tấp nập tiến vào. Chúng thần mộ địa mở ra, đại bộ phận tu sĩ chiến thánh cảnh chiến hồn đại lục đều sẽ tiến vào bên trong, ở bên trong đợi đủ thời gian 1 năm mới có thể lần nữa mở ra thông đạo rời đi. Mà những ngày này cũng là thời điểm chiến hồn đại lục phòng ngự yếu kém nhất. Bất quá quỷ dị là kỳ trước chúng thần mộ địa mở ra, dị tộc cho tới bây giờ vẫn không có công kích chiến hồn đại lục, vọng cổ thiên đô vẫn luôn vững như Thái Sơn. Phần lớn người căn bản không nghĩ tới phương diện này, bởi vì lúc này chiến thần điện đều sẽ xuất động không ít chiến thần cảnh cường giả thủ hộ bên bờ cửu U Thiên Cốc. Vì vậy, mọi người đều chỉ đơn thuần coi là dị tộc sợ hãi chiến thần điện mà thôi. Bọn hắn không biết là, nếu như chiến thần điện có thể ngăn cản dị tộc. Vạn năm trước đó, chiến hồn điện làm sao có thể tổn thất thảm trọng như vậy? Thời gian chậm rãi trôi qua, cách chiến thần điện mở ra chúng thần mộ địa thông đạo đã qua hơn 2 ngày, kỳ hạn 3 ngày chẳng mấy chốc sẽ đến. Mà lúc này, Tiêu Phàm vẫn còn bên trong Hỗn Độn Vụ Hải đi về phía trước, nơi này không gian rối loạn, dù là nắm giữ thiên cơ đồ, Tiêu Phàm cũng không dám tùy tiện sử dụng. Trên đường, Tiêu Phàm nhiều lần gặp nguy hiểm, trên người nhiều chỗ bị thương. Một bộ áo bào đen phá toái tiêm nhiễm vết máu. Đến Tiêu Phàm còn không thể không thừa nhận Hỗn Độn Vụ Hải đáng sợ, không gian rối loạn cũng liền thôi, đột nhiên toát ra hư vô phong bạo, đây chính là việc không kịp chuẩn bị, Tiêu Phàm nhiều lần kém chút thua ở trong hư vô phong bạo. Bất quá có một chút khiến Tiêu Phàm may mắn, đến chỗ sâu Hỗn Độn Vụ Hải, hồn thú công kích ngược lại là rất ít, nơi này liền chiến thần cảnh đều chỉ có thể tự vệ, muốn động thủ là thập phần nguy hiểm. Tiêu Phàm phỏng đoán, phạm vi Hỗn Độn Vụ Hải chân chính có lẽ không lớn, nhưng không gian này rối loạn, rất dễ dàng làm cho người ta tại nguyên chỗ đi vòng. Làm hắn bất đắc dĩ là, hắn bản lĩnh một thân hồn văn ở chỗ này lại hoàn toàn dùng không dùng được. Nếu là lão sư, nơi này đoán chừng chính là thánh địa cho hắn tu luyện. Tiêu Phàm nghĩ thầm trong lòng, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc, lão sư lĩnh ngộ thời không áo nghĩa, vẽ ra thời không hồn văn.
không phải là ở chỗ này lĩnh ngộ đấy chứ. Tiêu Phàm nghĩ như vậy là đúng, Bác lão có thể tại thời gian ngắn như vậy lĩnh ngộ thời không áo nghĩa, chính là ở hỗn độn vụ hải ngốc thời gian rất lâu. Đáng tiếc, Tiêu Phàm đối với thời không áo nghĩa lĩnh ngộ cũng không phải là rất nhiều, hơn nữa hắn cũng không đủ thời gian để lĩnh ngộ. Hiện tại hắn chỉ muốn xông qua hỗn độn vụ hải tiến vào chúng thần mộ địa, bởi vì hắn rất rõ ràng, một khi thông đạo chúng thần mộ địa ngoại giới mở ra 3 ngày, những người khác muốn thông qua hỗn độn vụ hải tiến vào là không có khả năng. Đừng nói là hắn chiến thần cảnh sơ kỳ, dù là điện chủ chiến thần điện tự mình đến cũng không có khả năng đánh nát không gian bích lũy hỗn độn vụ hải. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm càng ngày càng lo lắng, thời gian lưu cho hắn đã không nhiều. Không biết lão đại lão nhị bọn hắn đến được hay không? Tiêu Phàm tự nhủ, dường như nói mê, phải nhanh chóng xuyên qua hư vô phong bạo. Đột nhiên, thanh âm Tiêu Phàm ngưng một cái, trong mắt lóe lên ánh sáng, ta không phải có hồn thiên tinh hỏa toa có thể xuyên qua hư vô phong bạo sao? Về phần không gian kia, ta cũng có thể dùng thiên cơ đồ mở đường, kể từ đó hẳn có thể nhanh chóng đến chúng thần mộ địa. Nói làm liền làm. Toàn thân Tiêu Phàm đột nhiên bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm, hắn mặc dù không cách nào mở ra hồn giới, nhưng hồn thiên tinh hỏa toa là do hắn luyện hóa, cất giữ tại thể nội hắn, tùy thời đều có thể lấy ra. Mà thiên cơ đồ sớm 2 ngày trước hắn liền nghĩ trăm phương ngàn kế cầm ra, vừa vặn hiện tại cũng có thể dùng một chút. Hô, Tiêu Phàm cầm trong tay thiên cơ đồ, cả người hóa thành một vệt sáng hướng về chỗ sâu sương mù hỗn độn bay đi. Khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên là cái gì không gian, cái gì hư vô phong bạo, trước mặt hồn thiên tinh hỏa toa đều không là thứ gì. Quá trình này dòng dã kéo dài thời gian nửa chén trà nhỏ, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, đầu mê muội, hắn đều không biết bản thân tới chỗ nào. Chờ hắn chấn định lại, thời khắc có thể thấy mọi vật thì đã phát hiện mình xuất hiện ở bên trong một mảnh không gian thần bí. Một phiến thiên địa ánh lửa trùng thiên. Ngay cả vân thải đều đốt hỏa diễm, nhiệt độ cực nóng làm hắn khó mà chịu đựng, có chút ngạt thở. Thực lực ta, Tiêu Phàm đầu tiên là giật mình, sau đó trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, bên trong thần linh cấm khu, áp chế chiến thần cảnh, chỉ có thể TH triển chiến thánh cảnh, không phải liền là ta hiện tại sao? Vậy ta hiện tại chẳng phải đã đến thần linh cấm khu rồi hay sao? Tiêu Phàm vẫn là quen thuộc xưng hô chúng thần mộ địa là thần linh cấm khu. Chúng thần mộ địa chỉ là về sau chiến thần điện gọi ra, sau trận chiến vạn năm trước, nơi này liền xưng là thần linh cấm khu. Ở chỗ này không thể thi triển tu la áo nghĩa, thực lực Tiêu Phàm mặc dù sẽ giảm bớt đi nhiều, nhưng đối với Tiêu Phàm mà nói tuyệt đối là chuyện tốt. Chí ít người chiến thần điện nếu muốn đến nơi này giết hắn, Tiêu Phàm liền không sợ hãi, bên trong cùng giai, Tiêu Phàm không sợ bất luận kẻ nào. Lúc này, Tiêu Phàm bình phục suy nghĩ. Phóng tầm mắt nhìn tới, xung quanh trống rỗng, phía dưới đại địa mặt đất đều thiêu đốt lên vô tận hỏa diễm, vỡ ra từng đạo liệt phùng to lớn, bên trong liệt phùng chảy xuôi dung nham nóng bỏng. Dung nham liệt phùng giống như mạng nhện lan tràn tứ phương, tất cả đều kết nối tại cùng một chỗ, hình thành một cái lưới lớn hỏa diễm ngập trời. Phía trên không trung hỏa vân lượn lờ, nói là mây, còn không bằng nói chính là hỏa diễm, nối thành một mảnh thiên không hỏa diễm. Cùng mặt đất hô ứng lẫn nhau. Thế giới hỏa diễm, đây là cảm thụ riêng của Tiêu Phàm đối với phiến thiên địa giờ phút này, hỏa diễm nóng bỏng tuyệt đối có thể thiêu chết tu sĩ chiến thánh cảnh trung hậu kỳ. Khó trách chỉ có tu sĩ chiến thánh cảnh đỉnh phong mới dám đến nơi này, nếu là tu sĩ phía dưới chiến thánh cảnh đỉnh phong đoán chừng không chờ người xuất thủ, 8-9 phần 10 sẽ bị hỏa diễm đốt chết. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng, hắn cũng bị hỏa diễm dọa cho phát sợ. Bất quá, thiên địa linh khí hỏa thuộc tính nồng đậm, luận thuần túy đã không kém gì thần linh chi khí, mặc dù không thể để cho người đột phá, nhưng dùng để khôi phục thực lực vẫn là không có vấn đề. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, lách mình xuất hiện ở trên một tảng đá lớn lẻ loi trơ trọi. Khống chế hồn thiên tinh hỏa toa hơn nữa còn thao túng thiên cơ đồ không ngừng phá không, dù là Tiêu Phàm đột phá đến chiến thần cảnh cũng có chút tiếp nhận không được, đối với tu la thần lực tiêu hao cực lớn. Hiện tại có thiên địa linh khí hỏa thuộc tính đậm đà như vậy, Tiêu Phàm vừa vặn có thể khôi phục nhanh chóng thần lực, ở thế giới xa lạ, đem trạng thái bản thân điều tiết đến tốt nhất luôn luôn không sai. Nếu như phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, hắn cũng có thể toàn lực ứng đối. Oanh, vừa ngồi xuống không đến nửa chén trà nhỏ,
thần lực thể nội Tiêu Phàm khôi phục vẫn chưa tới một nửa, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng oanh minh to lớn, ngay sau đó một cỗ hàn ý thấu xương phô thiên cái địa cuốn tới. Ở nơi khô nóng như lửa vẫn còn có hàn ý thấu xương như thế. Tiêu Phàm sắc mặt trầm xuống, cỗ hàn ý này không giống Áo Nghĩa, lại không yếu hơn Áo Nghĩa, rất nhanh thể nội Tiêu Phàm liền toát ra mấy chữ, huyết mạch, thể chất. Cũng chỉ có huyết mạch băng thuộc tính cùng thể chất băng thuộc tính mới có không kém gì uy năng Áo Nghĩa, bất quá trước mắt loại cảm giác này vẫn là thể chất trong truyền thuyết. Dù sao, Tiêu Phàm đã gặp qua băng tộc huyết mạch, nhưng băng tộc huyết mạch cũng tuyệt đối không có loại hàn ý đáng sợ này, loại hàn ý này hoàn toàn đến từ bên trong thực chất cùng linh hồn. Tiêu Phàm nguyên bản còn muốn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, nhưng xảy ra biến hóa bất ngờ đánh vỡ kế hoạch Tiêu Phàm, ở thế giới xa lạ, hắn một chút cũng không dám buông lỏng cảnh giác. Nơi này chính là thần linh cấm khu, dù là chiến thần cảnh cũng vô cùng có khả năng vẫn lạc. Bất quá, không đợi Tiêu Phàm đứng dậy, cỗ hàn ý nơi xa lại càng ngày càng gần, xung quanh nổi lên cuồng phong quỷ dị, lăng lệ như đao. Hơn nữa, bên trong cuồng phong ẩn chứa một cỗ hỏa khí cuồng bạo, nguyên bản băng hàn khí tức lại bị hỏa khí này suy yếu không ít. Quanh thân Tiêu Phàm hiện lên một đạo thần lực cương cháo, đem cuồng phong chi nhận ngăn cản bên ngoài, lúc này hắn cũng rốt cục thấy rõ ràng tình huống nơi xa. Một đầu hỏa diễm điểu dài chừng 10 trượng dương cánh bay lượn, thương khung kêu to, há mồm phun ra từng đạo hỏa diễm sóng gió, hỏa diễm chính là từ trên người nó tản ra. Rõ ràng là hỏa diễm, vì sao sẽ băng lãnh như thế? Tiêu Phàm nhìn thoáng qua, lại nhìn thấy một thân thể uyển chuyển xuyên toa chung quanh hỏa diễm điểu, những nơi đi qua, hư không đều đông kết thành băng xương. Đó là một thiếu nữ tầm 20 tuổi, một bộ váy lụa màu xanh nhạt, cặp váy vũ động, giống như đao kiếm, động tác phiêu giật mà thoải mái. Dáng người uyển chuyển, bộ pháp nhẹ nhàng, một mái tóc dài đen kịt như thác nước, khi nàng quay người, Tiêu Phàm nhìn thấy một khuôn mặt trái xoan khuynh quốc khuynh thành. Hai mắt như hai khỏa đá quý màu đen trong suốt, mũi ngọc tinh xảo hơi gồ lên, cặp môi thơm hồng nhuận phơn phớt, không cái nào không để lộ ra nữ tử này tuyệt tục siêu phàm. Bất quá, lực chú ý Tiêu Phàm lại không có rơi vào bề ngoài nàng, mà là bị thực lực cường đại làm cho kinh ngạc. Chỉ thấy nàng hai tay kết ấn, đánh ra từng đạo bạch sắc trưởng cương lộ ra một cỗ băng lãnh chi khí không thể địch nổi, đông kết hư không. Phía sau nàng càng hiện ra một đôi cánh bạch sắc trong suốt thấu triệt cao vài trượng, kém chút xé rách hư không. Oanh, khí tức đáng sợ tản ra, từng đạo trưởng ấn đánh vào trên hỏa diễm điểu to lớn, nửa bên thân thể hỏa diễm điểu nổ tung, hóa thành cuồn cuộn hỏa diễm tại hư không quay cuồng mãnh liệt. Thân thể nhìn như rất mảnh mai lại ẩn chứa lực lượng dung chuyển thiên địa, chuyện này khiến Tiêu Phàm kinh ngạc một trận. Hơn nữa, nhìn nữ tử ăn mặc hẳn là người chiến hồn đại lục, mà trong trí nhớ Tiêu Phàm lại không có bất kỳ tin tức người này. Xem ra, chiến hồn đại lục vẫn không thiếu thiên tài chân chính. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm, ngắm nhìn nơi xa, cũng không có rời đi. Đột nhiên, con người hắn nhìn về một tòa hỏa diễm sơn trụi lủi phía chân trời. Nơi đó cũng đứng đấy mấy đạo bóng người, cầm đầu là một hắc bào thanh niên. Hắc bào thanh niên hai tay vác lập, tóc đen kịt buộc lên choàng tại sau vai, con người thâm trầm lo lắng nhìn phía trước, hiển nhiên là đang quan tâm nữ tử váy xanh. Hắn mày kiếm mắt sáng, tư thế hiên ngang, trên người tản ra một cỗ năng lượng ba động kỳ lạ, tựa như cùng hư không hòa làm một thể, nếu như không phải Tiêu Phàm tận mắt thấy, đoán chừng căn bản phát hiện không được hắn tồn tại. Lại một cao thủ, Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng, khi hắn nhìn sang, người hắc bào thanh niên kia cũng nhìn tới, thần sắc đạm mạc, không có bất kỳ biểu thị gì. Sau lưng hắn còn đứng sáu bóng người, lúc Tiêu Phàm đảo qua sáu người này lại nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, bất quá trong lúc nhất thời Tiêu Phàm nhớ không nổi tên hắn. Lệ đột nhiên, hỏa diễm điểu hét thảm đem Tiêu Phàm đánh thức. Chỉ thấy hỏa diễm điểu kêu to trời cao, hai cánh một trận chiến. Khí thế không ngừng tăng lên, hướng về váy xanh nữ tử đánh giết, muốn cùng hắn đồng quy vô tận. Bất quá, nữ tử váy xanh lại không sợ hãi, như là tiên nữ hạ phàm, thân thể tản ra vô lượng bảo quang, thân thể nhảy lên thật cao. Trong miệng nàng không biết nói thầm vài câu cái gì, thanh sắc váy lụa cổ động, hư không đột nhiên ngưng kết thành băng xương đầy trời, vẻn vẹn chớp mắt liền xuất hiện một đạo hư ảnh trên trăm trượng.
hư ảnh kia hoàn toàn do băng xương ngưng tụ thành, tản ra uy thế không thể địch nổi, chỉ thấy nó một cước hướng về hỏa diễm điểu hung hăng đạp đi. Ầm ầm không ngừng bên tai, hư không đều kém chút bị vỡ nát, dị thường đáng sợ, dưới cỗ khí thế ngút trời này, hỏa diễm điểu vậy mà hoàn toàn không thể động đậy. Liền kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, bị băng tinh hư ảnh to lớn đạp cho một chân bạo tán. Bạo lực nhỉ, Tiêu Phàm tự lẩm bẩm, hắn cũng bị thực lực nữ tử này làm cho chấn kinh. Ngay sau đó, váy xanh nữ tử đưa tay vung lên, một đoàn huyết sắc quang mang rơi vào lòng bàn tay nàng, đó là một mảnh tiểu hỏa diễm. Lại là hỏa linh, Tiêu Phàm kỳ lạ không thôi, hắn lúc này mới phát hiện, hỏa diễm điểu lại là hoàn toàn do thiên địa linh khí hỏa thuộc tính ngưng tụ mà thành, dần dà liền sinh ra hỏa linh. Hỏa linh là kỳ vật chân quý dị thường, ẩn chứa một sợi áo nghĩa, chiến thánh cảnh đỉnh phong có thể luyện hóa, từ đó lĩnh ngộ áo nghĩa chi lực. Nhưng mà, không đợi Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, hư ảnh to lớn hư không chưa tán đi đột nhiên hướng về Tiêu Phàm bên này bước tới. Hư ảnh kia biết bao rộng lớn, một cước bước ra chính là hơn 10 dặm, mấy hơi thở liền xuất hiện ở trước người Tiêu Phàm, hơn nữa một cước kia không lưu tình chút nào đập mạnh xuống. Thân sắc Tiêu Phàm lạnh lẽo, bản thân chỉ bất quá là một người đứng xem mà thôi, cũng không có đoạt ý tứ hỏa linh, nàng vậy mà chủ động công kích bản thân. Hư ảnh này một cước chịu uy, Tiêu Phàm đã tận mắt chứng kiến qua, hắn nếu là tu sĩ chiến thánh cảnh, dưới chân kia đoán chừng hẳn phải chết là không nghi ngờ. Hừ, Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, một vòng sát ý từ trong mắt lóe lên, ngay sau đó tu la kiếm chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong tay hắn, đưa tay chém ra một kiếm. Hồng hộc một tiếng, một đạo ánh sáng màu trắng lóe qua, từ vị trí Tiêu Phàm chém lên, xông thẳng cửu tiêu, tốc độ kia nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Phía dưới đạo kiếm quang này, hư ảnh kia lại tựa như một tờ giấy mỏng, trực tiếp một phân thành hai, sau đó bị vô số kiếm khí quấy đến vỡ nát. Đột phá chiến thần cảnh, tố chất thân thể Tiêu Phàm cùng tu la thần lực đều phát sinh thuế biến, hơn nữa tu la kiếm so với thần binh bình thường cường đại hơn quá nhiều. Dù là Tiêu Phàm ở chỗ này không thi triển được áo nghĩa chi lực, nhưng chém giết chiến thần sơ kỳ bình thường tuyệt đối không nói chơi. Hư ảnh này tuy mạnh nhưng cách chiến thần cảnh chênh lệch không nhỏ, làm sao có thể ngăn cản một kích Tiêu Phàm. Bất quá, lúc cái bóng mờ kia tản ra, một bóng người xinh đẹp bay vụt mà tới, người chưa đến, hàn băng chi khí đáng sợ đã đông lại Tiêu Phàm. Thiên Khê, dừng tay, đang lúc Tiêu Phàm chuẩn bị xuất thủ phản kích. Một đạo thanh âm hét lớn từ đằng xa truyền đến, ngay sau đó một đạo tàn ảnh lóe qua, trong nháy mắt ngăn nữ tử váy xanh lại. Người tới không phải người khác, chính là trước đó hắc bào thanh niên phía xa quan chiến. Nhị ca, tránh ra, ta muốn giết hắn, báo thù cho đại ca. Nữ tử váy xanh phẫn nộ nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, sát khí nặng nề nói. Tiêu Phàm hai tay nhẹ nhàng chấn động, hàn băng quanh thân đột nhiên đánh sơ xác mà ra. Thần sắc đạm mạc nhìn váy xanh nữ tử, sát quang lấp lóe. Đối với kẻ muốn giết mình, Tiêu Phàm cho tới bây giờ sẽ không phân nam nữ, trong mắt hắn, chỉ có người chết cùng người sống. Cảm nhận được sát khí trên người Tiêu Phàm, hắc bào thanh niên vội vàng cười nói, Tiêu huynh đệ đừng hiểu lầm. Hiểu lầm, Tiêu Phàm đạm mạc cười một tiếng, nếu như vừa nãy ta chết, vậy ngươi một câu hiểu lầm cũng coi như xong. Tiêu Phàm không phải hạng người lương thiện. Làm sao có thể bởi vì câu nói này mà ngừng chiến đâu? Chí ít cũng phải cho hắn một cái lý do. Tại hạ giả cô u, vị này là xá muội Phong Thiên Khê, ta thay tam muội xin lỗi ngươi. Hắc bào nam tử lại nói, ngữ khí thập phần chân thành, tựa như không nguyện ý cùng Tiêu Phàm giao thủ. Nghe được hắc bào thanh niên nói, Tiêu Phàm cau mày một cái, bất quá hắn có thể từ trong mắt hắc bào thanh niên cảm nhận được, hắn cũng không có bất kỳ sợ hãi nào. Điều này cũng khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên. Dưới tình huống nhận biết bản thân vậy mà còn không có bất luận cái gì e ngại, người như vậy không nói thực lực, liền nói tâm tính cũng là cực kỳ bất phàm. Dù sao, Tiêu Phàm là tu la điện chủ đã sớm truyền khắp thiên hạ, tên Tiêu Phàm trấn nhiếp không ít người, người bình thường nhìn thấy hắn đều là nhìn mà phát khiếp. Nhưng hai người này lại không có, thậm chí người phía sau bọn họ cũng không có quá mức e ngại. Dạ cô u, Phong Thiên Khê, Tiêu Phàm tự lẩm bẩm, đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, nói các ngươi là Dạ Cô U cùng Phong Thiên Khê bên trong thập đại yêu nghiệt. Cỗ sát ý trên người Tiêu Phàm chậm rãi biến mất,
bất quá vẻ đề phòng vẫn chưa từng tán đi, chiến hồn đại lục trẻ tuổi một đời cũng chỉ có thập đại yêu nghiệt còn lọt vào pháp nhãn hắn. Về phần những người khác, đừng nói Tiêu Phàm tự đại, mà là thực lực hắn đã vượt qua bọn họ quá nhiều. Tên thập đại yêu nghiệt trước mặt Tiêu huynh lại không tính là gì. Dạ Cô U lắc đầu cười nói. Nhị ca, thực lực hắn cũng liền không gì hơn cái này, coi như một mình ta đánh không lại hắn, hai người chúng ta cùng tiến lên khẳng định có thể lưu hắn lại. Lúc này, Phong Thiên Khê lại kêu lên. Nàng tựa như mê muội, chính là không muốn buông tha Tiêu Phàm, hung dữ nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, khí tức băng lãnh quanh thân đông kết hư không. Tiêu Phàm không có để ý tới nàng, nàng mặc dù xưng thập đại yêu nghiệt, nhưng Tiêu Phàm hắn không thể yếu hơn so với thập đại yêu nghiệt. Chí ít cho đến bây giờ, hắn nhìn thấy yêu nghiệt còn không thể trên tay hắn chiếm được chỗ tốt, dù là chiến hoàng thiên đều không thể. Ngươi biết ta, còn nữa, đại ca các ngươi là ai? Tiêu Phàm nhìn về phía Dạ Cô U nói. Đại ca ta là chiến hoàng thiên, hiện tại chúng ta giết ngươi không sai chứ? Phong Thiên Khê quát lạnh nói, trong con ngươi đen kịt phóng lãnh quang. Chiến hoàng thiên, Tiêu Phàm mị mị hai mắt, sát khí tiêu tán lần nữa ngưng tụ. Lạnh giọng nói, chịu ý tứ các ngươi nói, các ngươi là người chiến thần điện. Chẳng lẽ các ngươi không biết chiến thần điện với ta là đối thủ một mất một còn sao? Dứt lời, quanh thân Tiêu Phàm đã nhấc lên kiếm khí phong bạo đáng sợ, giống như hồng thủy vỡ đê, điên cuồng hướng về xung quanh quét sạch đi. Biến hóa bất thình lình làm tất cả mọi người kinh khủng không thôi, Phong Thiên Khê cũng kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, rất hiển nhiên, Tiêu Phàm cường đại vượt qua nàng dự kiến. Ngươi đột phá chiến thần cảnh, Phong Thiên Khê hét lớn, nơi này chính là chúng thần mộ địa, coi như ngươi đột phá chiến thần cảnh cũng không làm gì được chúng ta. Tam muội, im ngay. Dạ Cô U quát khẽ, vội vàng ngăn khuất trước người Phong Thiên Khê, cỗ khí thế đáng sợ trên người Tiêu Phàm phát ra làm sắc mặt hắn hơi khó coi. Hắn ngược lại không sợ hãi, nhưng người sau lưng thì sao? Nếu như Tiêu Phàm muốn giết người, hắn tuyệt đối bảo hộ không được những người sau lưng này. Tiêu huynh, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng đại ca ta ban đầu ở Thiên Thần Phong giết không được ngươi sao? Dạ Cô U vội vàng truyền âm cho Tiêu Phàm nói. Ha, Tiêu Phàm nhíu lông mày lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dạ Cô U, việc này hắn một mực cũng hơi nghi hoặc một chút. Chiến Hoàng Thiên lúc trước bị bản thân nhục nhã nhiều lần, hẳn là hận không thể giết chết chính mình mới đúng, nhưng lúc trước bản thân làm bộ trọng thương, Chiến Hoàng Thiên lại đề nghị đem bản thân nhốt lại hảo hảo tra tấn. Bởi vì Chiến Hoàng Thiên đề nghị, Tiêu Phàm lúc này mới có thể thuận lợi đưa vào bên trong Thiên Lao. Hơn nữa, về sau Chiến Hoàng Thiên đi qua Thiên Lao Chiến Thần Điện nhìn qua bản thân một lần, chỉ là bởi vì không có gặp bản thân, liền ảm đạm rời đi. Hiện tại hồi tưởng một cái, Tiêu Phàm bỗng nhiên cảm giác minh bạch cái gì, chỉ là cũng không phải rất khẳng định mà thôi. Chắc hẳn lấy thực lực Tiêu huynh nên biết rõ. Lúc trước đại ca ta đánh với ngươi một trận cũng không phải là toàn lực của hắn. Hoặc có lẽ là, hắn là cố ý thua với ngươi. Thanh âm Dạ Cô U tiếp tục vang lên. Nói tiếp, lông mày Tiêu Phàm nhíu lại, điểm này lúc trước cùng Chiến Hoàng Thiên giao thủ, hắn liền cảm nhận được, chỉ là một mực nghĩ không ra duyên cớ trong đó mà thôi. Lúc đầu, ngươi làm bộ thụ thương là vì thí thần thú. Dạ Cô U hít sâu một cái nói. Đại ca ta lúc ấy ngay tại trên người ngươi cảm ứng được khí tức thí thần thú, biết rõ ngươi là vì thi thể thí thần thú mà đến. Cho nên liền thuận nước đẩy thuyền, đem ngươi đưa vào trong đó mà thôi. Bằng không mà nói, đại ca hắn thật muốn giết ngươi, lúc trước liền trực tiếp đem ngươi giết, căn bản không cần tra tấn ngươi. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, hắn đang tự hỏi tính chân thực câu nói Dạ Cô U này, suy nghĩ thật lâu, Tiêu Phàm lại vô lực phản bác. Bởi vì lúc ấy Chiến Hoàng Thiên cử động thực sự quá quỷ dị, Tiêu Phàm một mực không minh bạch, thẳng đến hiện tại, hắn ẩn ẩn đoán được cái gì. Lúc này, Dạ Cô U lại nói ra, ứng phó địch nhân bản thân, đại ca hắn cho tới bây giờ sẽ không nhân từ nương tay, có lẽ, lần thứ nhất bên trong Lâu Lan cổ địa nhìn thấy ngươi, hắn là muốn giết ngươi, bởi vì ngươi đoạt trọc mệnh thiên vĩ. Nhưng về sau cùng ngươi giao thủ, hắn liền không muốn giết ngươi. Chỉ là thăm dò thực lực ngươi mà thôi, hơn nữa bên trên Thiên Thần Phong lại là hắn cứu ngươi. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm hít sâu một cái, sát khí trên người chậm rãi biến mất, bất quá con ngươi lại băng lãnh dị thường. Tiêu Phàm cùng Dạ Cô U giao lưu rất nhanh,
Phong Thiên Khê bọn hắn không biết Tiêu Phàm tại sao dừng tay, bất quá ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm có chút kiêng kỵ. Nói nhiều như vậy, ngươi sẽ không chỉ là vì nói với ta những cái này chứ? Tiêu Phàm mị mị hai mắt. Đối với Chiến Hoàng Thiên, Tiêu Phàm cũng không có gì phải sợ, dù là về sau hắn cử động đúng là cứu bản thân một mạng, nhưng ban đầu, Chiến Hoàng Thiên là thật muốn giết hắn. Tiêu Phàm là một kẻ nhớ ân, nhưng cũng là một kẻ mang thù. Có ân, dũng tuyền tương báo. Có thù, gấp trăm lần hoàn trả. Tiêu huynh quả nhiên khoái ngôn khoái ngữ. Dạ Cô U đột nhiên lộ ra một ý cười. Phong Thiên Khê bọn hắn không có quấy rầy, nếu như chúng còn nhìn không ra Tiêu Phàm cùng Dạ Cô U hai người truyền âm giao lưu thì chính là người ngu rồi. Chỉ cần Tiêu huynh giúp đại ca ta một chuyện, đại ca ta đáp ứng thiếu Tiêu huynh một cái cam kết. Dạ Cô U đột nhiên hết sức trịnh trọng nói ra. Chiến Hoàng Thiên cũng đã đột phá chiến thần cảnh đi, còn cần ta giúp một tay sao? Chẳng lẽ ta bảo hắn gia nhập Tu La Điện cũng nguyện ý? Tiêu Phàm đạm mạc cười nói, hiển nhiên là không tin hắn nói. Chiến Hoàng Thiên dù sao cũng là đệ nhất thiên tài chiến thần điện, hơn nữa thực lực so với bản thân tưởng tượng còn cường đại hơn, đột phá chiến thần cảnh cũng chỉ là nước chảy thành sông, như thế nào lại cần bản thân hỗ trợ đây? Nhưng mà, Dạ Cô U lại lắc đầu, nói, đại ca hắn còn không có đột phá chiến thần cảnh, hắn đến nơi này là vì đột phá chiến thần cảnh, chờ đợi một ngày này, hắn chờ đợi quá lâu. Không đột phá chiến thần cảnh, này cũng đến phiên Tiêu Phàm kinh ngạc. Lấy tài nguyên chiến thần điện đừng nói để hắn luyện hóa thần lực chi tinh, chính là để hắn lĩnh ngộ áo nghĩa đột phá chiến thần cảnh cũng không phải là rất khó khăn. Đừng nói cho ta, các ngươi tới tìm ta là muốn để cho ta giúp hắn đột phá chiến thần cảnh chứ. Tiêu Phàm trêu ghẹo nói, Phàm là cùng chiến thần điện có quan hệ, Tiêu Phàm không có hình ảnh gì tốt. Không sai, là vì cái này, nếu như Tiêu huynh có thể đáp ứng thỉnh cầu đại ca ta, đại ca, còn có những người chúng ta này, tất cả đều nguyện ý gia nhập Tu La Điện trăm năm. Trong mắt Tiêu Phàm đều là vẻ kinh ngạc, trong lòng cực kỳ không bình tĩnh. Chiến Hoàng Thiên chưa đột phá chiến thần cảnh cũng liền thôi, hắn lại còn nguyện ý gia nhập Tu La Điện. Tất cả những thứ này chỉ cần bản thân đáp ứng giúp hắn đột phá chiến thần cảnh. Tiêu Phàm mặc dù không phải rất biết Chiến Hoàng Thiên, nhưng Chiến Hoàng Thiên ngạo khí hắn có thể minh bạch, dù sao bọn hắn cũng là đối thủ giao thủ nhiều lần. Hắn nói ra lời, khẳng định một miếng nước bọt một cái đinh, không có khả năng nói láo. Chỉ là Tiêu Phàm trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ, Chiến Hoàng Thiên vì sao muốn bản thân trợ giúp hắn đột phá chiến thần cảnh đâu. Lấy thực lực và thiên phú Chiến Hoàng Thiên hắn, lĩnh ngộ áo nghĩa cũng không phải là sự tình rất khó khăn, mà thần thạch càng thêm không thiếu mới đúng, đột phá chiến thần cảnh so với Tiêu Phàm hắn dễ dàng hơn nhiều. Đây là Chiến Hoàng Thiên nói, hay là ngươi nói? Tiêu Phàm thần sắc khôi phục bình tĩnh, hỏi. Ý tứ đại ca ta, hắn nói, nếu như chúng ta ở chỗ này nhìn thấy ngươi, cần phải xin ngươi hỗ trợ. Dạ Cô U hết sức trịnh trọng nói ra. Tiêu Phàm sờ cằm một cái, trong đầu lóe qua nguyên một đám suy nghĩ, hồi lâu, Tiêu Phàm tựa như rốt cục bắt được một điểm gì đó. Người chiến thần điện đột phá chiến thần cảnh đều sẽ bị chiến luân hồi khống chế, đoán chừng Chiến Hoàng Thiên cũng bị khống chế, lấy Chiến Hoàng Thiên ngạo khí làm sao có thể cúi đầu xưng thần, bị người khác khống chế đây. Hơn nữa, hắn nói gia nhập Tu La Điện cũng chỉ là nói trăm năm mà thôi. Tiêu Phàm trầm ngâm, trầm tư hồi lâu. Hắn cũng chỉ có thể nghĩ tới chỗ này, chính là Chiến Hoàng Thiên là không nghĩ trở thành khôi lỗi của người khác, dù là phục dịch vì Tu La Điện cũng chỉ có thời gian trăm năm. Nếu như ngươi nói thật, ta có thể đáp ứng ngươi. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói. Nếu như Chiến Hoàng Thiên có thể gia nhập Tu La Điện trăm năm, đối với Tu La Điện mà nói cũng là trợ lực cực lớn, dù sao, thiên phú và thực lực Chiến Hoàng Thiên tại Chiến Hồn Đại Lục cũng là số một số hai. Nghe thấy Tiêu Phàm nói, Dạ Cô U lập tức cười lên, hết sức trịnh trọng nói, đại ca hắn tại tầng thứ 5 chờ chúng ta, nếu không chúng ta đi vào chung. Không cần. Tiêu Phàm khoát khoát tay, các ngươi đi đường các ngươi, ta đi đường ta, đến tầng thứ 5 gặp lại. Nói xong, Tiêu Phàm liền lách mình hướng về nơi xa bay đi, Dạ Cô U truyền âm vội vàng hét lớn, đến thời điểm như thế nào tìm Tiêu huynh. Hữu duyên tự sẽ gặp nhau. Thanh âm Tiêu Phàm đạm mạc quanh quẩn bên tai Dạ Cô U. Dạ Cô U bất đắc dĩ lắc đầu, hắn biết rõ Tiêu Phàm cũng không có hoàn toàn tin tưởng bọn hắn,
bất quá ngẫm lại cũng liền thoải mái, Tiêu Phàm cùng bọn hắn cũng không quen biết, làm sao có thể tùy tiện tin tưởng bọn họ đây. Phải biết, Tiêu Phàm hiện tại bị chiến thần điện truy nã, Giả Cô U bọn hắn đều xem như người chiến thần điện. Nếu như bố trí một cái bẫy, đem Tiêu Phàm lừa gạt vào, chẳng phải là một con đường chết sao? Tiêu Phàm không phải người ngu, tự nhiên sẽ không lập tức tin tưởng Giả Cô U nói, muốn tìm ta hỗ trợ có thể, vậy liền đến tầng thứ 5 lại nói, hơn nữa còn là ta đi tìm các ngươi. Kể từ đó, muốn bố cục hãm hại hắn, cũng không có dễ dàng như vậy. Nhị ca, ngươi làm sao để hắn chạy? Phong Thiên Khê tức giận dậm chân một cái, thiếu chút nữa thì nhìn không được truy đi lên. Chúng ta không làm gì được hắn. Giả Cô U lắc đầu, nhìn qua Tiêu Phàm phương hướng rời đi, mị mị hai mắt. Đại ca, các ngươi không động thủ là chính xác, Tiêu Phàm nếu giết chúng ta, tuyệt đối sẽ không nháy một cái con mắt. Lúc này, một người thanh niên sau lưng Giả Cô U mở miệng nói. Đúng, cô ảnh, người trước kia đi Sở Gia Cổ Thành gặp qua hắn đúng không, hắn lúc ấy có vẻ như tên là Kiếm Hồng Trần. Giả Cô U nói ra. Thanh niên phía sau hắn chính là Giả Cô Ảnh, lúc trước tu sĩ bát vực khó xử tu sĩ nam vực, cuối cùng bị Tiêu Phàm dọa dẫm không ít cực phẩm hồn thạch, chính là Giả Cô Ảnh dẫn đầu đem hồn thạch gom góp. Lúc ấy Giả Cô Ảnh là tận mắt nhìn Tiêu Phàm giết Mộ Dung Hy thiên tài Mộ Dung gia tộc. Đúng vậy, kiếm thuật hắn lợi hại, luyện dược chi thuật cũng rất lợi hại, xông qua vạn thánh dược các vòng thứ nhất chỉ tốn một ngày, nhất định chính là biến thái, chúng ta tốt nhất đừng đối địch với hắn. Giả Cô Ảnh gật đầu nói. Đây chẳng qua là truyền thuyết mà thôi, ta không tin hắn thực lợi hại như vậy. Phong Thiên Khê một mặt không tin nói. Đi, lúc trước hướng tầng thứ hai cùng đại ca tề tự lại nói. Giả Cô U hít sâu một cái nói. Lại nói Tiêu Phàm rời đi, hắn tìm nơi tiếp tục khôi phục thần lực. Sau một ngày, Tiêu Phàm cuối cùng đem thân thể điều tiết đến trạng thái tốt nhất. Trong quá trình khôi phục thể lực, Tiêu Phàm cũng một mực nghĩ lấy những lời Giả Cô U kia. Nếu như là thực, vậy nói rõ Chiến Hoàng Thiên rất tín nhiệm Giả Cô U. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm, hơn nữa, Chiến Hoàng Thiên cũng không đơn giản như mặt ngoài, thực lực hắn tuyệt đối rất mạnh. Bất quá Tiêu Phàm một mực nghĩ không ra là tại sao Chiến Hoàng Thiên đột phá cần Tiêu Phàm hắn hỗ trợ đây. Thu liếm tâm thần, Tiêu Phàm đứng dậy, lấy ra truyền âm ngọc phù muốn liên hệ Lăng Phong bọn hắn. Nhưng nơi này không gian hỗn loạn, trong thời gian ngắn đoán chừng truyền không đi. Thần linh cấm khu có 9 mảnh khu vực, tổng cộng chia làm 9 tầng, càng đi chỗ sâu, không gian càng rối loạn, hơn nữa đã qua vạn năm, nơi này khả năng dựng dục một chút hung thú đáng sợ, xem ra vẫn là phải cẩn thận một chút mới được. Tiêu Phàm dán vào mặt đất phi hành, đề phòng liếc nhìn lấy mảnh thế giới hỏa diễm này. Đối với thần linh cấm khu, hắn nắm giữ tu la truyền thừa ngược lại có chút biết, 9 tầng không gian hình tròn vần quanh, chỉ cần tìm tới 2 tầng không gian yếu kém nhất liền có thể xuyên thấu qua. Tu la truyền thừa ghi chép, cánh cửa truyền tống thông hướng tầng thứ 2 chỉ có 3 khu, muốn đi đến tầng thứ 2 nhất định phải từ 3 nơi này tiến vào, nếu như những nơi đó có người chiến thần điện mai phục thì sao? Tiêu Phàm mị mị hai mắt. Hắn không cho rằng người chiến thần điện không biết hắn tiến vào chúng thần mộ địa. Mà một khi tiến vào chính là thời điểm tốt nhất săn giết hắn, dạng cơ hội này chiến thần điện tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Dù sao, bây giờ không gian bích lũy chúng thần mộ địa đã vô cùng ngưng kết, dù là chiến thần đỉnh phong cũng chưa chắc có thể oanh mở. Mảnh không gian này có hạn, muốn rời đi chúng thần mộ địa chỉ có vào một năm sau mới truyền tống thông đạo mở ra. Nhưng trong một năm này, tất cả mọi người chỉ có thể đợi bên trong chúng thần mộ địa, nếu như chiến thần điện truy tìm. Tiêu Phàm hắn tuyệt đối không chỗ che thân. Nếu tiến đến, liền đem mảnh khu vực này hảo hảo đi dạo một vòng, có lẽ có thể nhặt được một chút thần lực chi tinh. Tiêu Phàm cười cười. Hắn cũng không có lo lắng quá mức, dù sao ở chỗ này, cho dù là chiến thần cảnh đỉnh phong muốn giết hắn cũng không phải là dễ dàng như vậy. Hơn nữa, dạng này cũng có thể đưa chết tu sĩ chiến thần điện, qua chút thời gian lại tiến vào tầng thứ hai. Đoán chừng phòng thủ cũng sẽ thư giãn hơn một chút. Bất quá làm Tiêu Phàm thất vọng là tại tầng thứ nhất thế giới hỏa diễm ngốc 3 ngày, đừng nói thần lực chi tinh, hồn thạch cũng không thấy một khỏa, ngược lại là hỏa linh được mấy mai. Đến thời điểm tiến về tầng thứ 2, Tiêu Phàm bất đắc dĩ nhún nhún vai, đối với tầng không gian thứ nhất hắn đã triệt để thất vọng.
Đang lúc hắn chuẩn bị đạp không mà lên, đột nhiên một vòng hàn ý xuất hiện trong lòng, Tiêu Phàm cảm giác da lông toàn thân đều nổi da gà, vội vàng nhanh chóng hướng về nơi xa bỏ chạy. Phốc, tốc độ Tiêu Phàm xem như rất nhanh, nhưng vẫn chậm nửa nhịp, một thanh kiếm sắc xuyên thủng đầu vai hắn, máu tươi bay vụt. Lúc này, hoàn toàn là xuất phát từ phản ứng bản năng đối với nguy hiểm, hơn nữa kinh nghiệm Tiêu Phàm tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh, bằng không mà nói, một kiếm kia hoàn toàn có thể lấy tính mạng hắn. Thuấn di, Tiêu Phàm cau mày, nhanh chóng hướng về phía sau thối lui, trong đầu hắn trong nháy mắt lóe qua một đạo thân ảnh, còn người biến băng lãnh đến cực điểm. Thời khắc Tiêu Phàm chưa tỉnh hồn, hướng về chỗ mình nhìn lại, lại nhìn thấy một hắc bào nam tử nhe răng trợn mắt nhìn hắn, lộ ra ý cười tà ác. Vậy mà tránh thoát được, quả nhiên là xem thường ngươi. Hắc bào nam tử cười lạnh. Minh La, sắc mặt Tiêu Phàm trầm xuống, nhìn một cái liền nhận ra người kia, chính là thần tử dị tộc Minh La. Bên trong tu sĩ mà Tiêu Phàm nhận biết cũng chỉ có Minh La mới nắm giữ năng lực như thuấn di, không, cái này đã không gọi là năng lực, mà hẳn gọi là thần thông. Thủ đoạn bậc này quá mức cường đại, đổi lại những người khác đoán chừng đã chết dưới kiếm của hắn. Chỉ là Tiêu Phàm hoàn toàn không nghĩ tới, Minh La vậy mà đuổi theo. Bất quá tránh thoát thì như thế nào, vẫn phải chết. Thần sắc Minh La bỗng sững sờ, lần nữa hướng về Tiêu Phàm đi đến. Trên thân kiếm có độc, sắc mặt Tiêu Phàm biến hóa, đưa tay ra, mấy cây kim châm đánh vào thể nội, phòng bế tất cả huyệt vị cùng kinh mạch, phòng ngừa khí độc khuếch tán. Phải biết, lấy tạo nghệ y thuật hắn, coi như không phải dược thần cũng kém không nhiều. Nhưng nếu như không phải nhìn thấy Minh La tự tin, Tiêu Phàm còn căn bản không phát hiện bản thân trúng độc. Độc tố có thể làm cho hắn đều không phát hiện được, không phải độc bình thường. Ngay sau đó, Tiêu Phàm nhanh chóng hướng về nơi xa bỏ chạy, loại độc này thập phần bá đạo, dù là bách độc bất xâm chi thể đều ngăn cản không nổi. Nếu như lại kéo dài tiếp, đối với hắn cực kỳ bất lợi, Minh La là tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Mà lấy thực lực Minh La, Tiêu Phàm muốn giết chết hắn trong thời gian ngắn cũng tuyệt không có khả năng. Chạy, ngươi cảm thấy ngươi chạy trốn được sao? Minh La lạnh lùng cười một tiếng, đột nhiên, khí thế trên người hắn bạo tăng, thân hình lóe lên, trong nháy mắt ngăn đường đi Tiêu Phàm. Một đạo kiếm cương đáng sợ chém xuống, xông thẳng vào Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cầm tu la kiếm chém ra một kiếm, lực lượng đáng sợ trực tiếp đem hắn đánh bay mấy trăm trượng, khí huyết thể nội cuồn cuộn, quanh thân bị mấy đạo phong nhận chạm, máu tươi bắn tung tóe. Phong chi áo nghĩa, ngươi làm sao có thể phát huy thực lực chiến thần cảnh? Tiêu Phàm kinh hãi nhìn Minh La. Thần linh cấm khu không phải không thể thi triển thực lực chiến thần cảnh sao? Hắn đã thử qua rất nhiều lần, nhưng vô luận như thế nào đều không thể phát huy toàn bộ thực lực, chỉ ít áo nghĩa chi lực là không thể thi triển ra. Hiện tại Minh La lại có thể thi triển ra phong chi áo nghĩa, cái này khiến Tiêu Phàm làm sao không khiếp sợ. Như thế nào không kinh ngạc? Rất kinh ngạc sao? Minh La nhếch miệng cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm tựa như lại nhìn một người chết, không sợ nói cho người biết, không chỉ ta có thể thi triển ra áo nghĩa chi lực, ngay cả nhiều người chiến thần điện rất cũng có thể thi triển ra áo nghĩa chi lực. Sắc mặt Tiêu Phàm vô cùng âm trầm, nếu như không bị trúng độc, hắn còn có thể đánh với Minh La một trận, nhưng hiện tại độc tố thể nội lại đang nhanh chóng ăn mòn thân thể hắn. Tiêu Phàm không chút do dự thúc giục vô tận chi hỏa luyện hóa, nhưng mà làm hắn thất vọng là tốc độ vô tận chi hỏa luyện hóa độc tố quá chậm, căn bản không làm nên chuyện gì. Hơn nữa, loại độc tố này vậy mà nhanh chóng hướng về mi tâm mãnh liệt đi, vô luận hắn như thế nào cũng ngăn cản không nổi. Mấy hơi thở, sắc mặt Tiêu Phàm biến đen kịt vô cùng, hai mắt sung huyết, thân thể có chút đứng không vững, tựa như tùy thời có thể ngã xuống. Đừng lãng phí khí lực, đây chính là huyết ma thi hồn tán, đừng nói ngươi ngăn không được, chính là thí thần thú năm đó cũng không ngăn cản được. Minh La nhìn thấy trạng thái Tiêu Phàm lập tức cười lên ha hả. Huyết ma thi hồn tán, Tiêu Phàm nghe vậy, thần hồn run rẩy dữ dội, loại độc này bên trong tu la truyền thừa có ghi chép, chính là dung luyện hơn vạn thi thể thối giữa, lại dùng 99 loại độc dược nấu luyện mà thành. Hơn nữa, dung luyện thi thể càng nhiều, độc tính lại càng lớn. Dù là chiến thần cường giả chạm đến cũng căn bản không thể chống đỡ quá 10 hơi thời gian, ở chiến hồn đại lục đã đứng hàng độc dược thứ nhất.
hắn chẳng những có thể ăn mòn nhục thân, hơn nữa còn có thể ăn mòn linh hồn, dị thường bá đạo cùng ngoan độc. Chính như Minh La nói, dù là năm đó thí thần thú cũng bị loại độc này ăn thiệt thòi lớn, kém chút bỏ mình. Mà hiện tại, Tiêu Phàm so với thí thần năm đó càng xa xa không bằng, hắn đến bây giờ còn chưa ngã xuống, đã thập phần khó được. Minh La tiếng nói vừa dứt, Tiêu Phàm đột nhiên phun ra mấy ngụm máu đen, gân xanh trên trán ngọ nguậy, phẫn nộ nhìn Minh La. Oanh, đột nhiên, Tiêu Phàm cảm giác linh hồn một trận rung động, độc tính huyết ma thi hồn tán vọt thẳng vào thần cung, hướng về linh hồn chi thể bản thân mãnh liệt đi. Dù là Tiêu Phàm ngăn cản như thế nào, căn bản không có một chút tác dụng nào. Chẳng lẽ ta sẽ chết ở chỗ này? Tiêu Phàm đỏ bừng hai mắt, thần sắc cực kỳ không cam lòng, tu la huyết mạch, thần long huyết mạch thể nội nhanh chóng vận chuyển, đáng tiếc vẫn không ngăn cản được huyết ma thi hồn tán khuếch tán. Tiêu Phàm ra sức thúc giục bạch thạch, nhưng mà bạch thạch cũng không có dị động gì, rất hiển nhiên bạch thạch cũng không phải là vạn năng, châm đối huyết ma thi hồn tán cũng không thể đưa đến tác dụng. Đang lúc Tiêu Phàm tuyệt vọng, thí thần bên trong thần cung rốt cục động, nó mở cái miệng rộng, một cỗ hấp lực run rộng to lớn bắt đầu điên cuồng rút ra huyết ma thi hồn tán. Thí thần, không, trong lòng Tiêu Phàm kêu to, loại độc này là cực kỳ bá đạo, năm đó thí thần cũng đỡ không nổi, huống chi hiện tại thí thần chỉ là một bộ linh hồn. Nhưng mà Tiêu Phàm căn bản là không có cách ngăn cản, khiến hắn rất ngạc nhiên là trong miệng thí thần thú phát ra một trận thanh âm y nha, tựa như đang thưởng thức món ăn ngon nhất. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Phàm trợn tròn mắt, đây không phải đệ nhất độc dược chiến hồn đại lục huyết ma thi hồn tán sao? Tiêu Phàm xác nhận nhiều lần đây là thật, thí thần thú giờ phút này thập phần vui vẻ, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Hơn nữa, Tiêu Phàm rất nhanh liền phát hiện một việc khác, chính là phệ hồn huyết tầm trong huyết mạch vậy mà cũng đang chậm rãi thôn phệ huyết ma thi hồn tán. Chẳng lẽ bởi vì đã từng thử qua một lần, thí thần đã có thể chống cự loại độc này? Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm, thí thần có thể thôn phệ coi như bình thường, phệ hồn làm sao có thể ngăn cản được. Cũng khó trách Tiêu Phàm kinh ngạc, phệ hồn huyết tầm chỉ là cửu giai đỉnh phong mà thôi, cũng không đột phá chiến thần cảnh, nhưng tốc độ nó thôn phệ huyết ma thi hồn tán vậy mà không thua thí thần. Có lẽ, phệ hồn sớm đã không phải phệ hồn huyết tầm. Tiêu Phàm hít sâu một cái, trong lòng trầm ngâm nói, thể nội có phệ hồn, bên trong thần cung có thí thần, ta lại sợ gì? Tiêu Phàm cưỡng ép bản thân bình tĩnh xuống, chỉ cần chờ thí thần hoàn toàn thôn phệ huyết ma thi hồn tán thể nội bản thân, hắn sẽ được cứu. Hiện tại muốn làm chính là kéo dài thời gian, để Minh La không xuất thủ. Lấy trạng thái hắn hiện tại không thể nào là đối thủ Minh La, phải biết, Minh La có thể thi triển áo nghĩa chi lực. Ngươi làm thế nào phát hiện ta? Tiêu Phàm thần sắc băng lãnh nhìn Minh La đối diện nói, còn nữa, ngươi tại sao có thể tiến vào chúng thần mộ địa? Minh La cười không nói, hắn đi từng bước một hướng Tiêu Phàm, sát cơ lộ ra. Là chiến thần điện để ngươi tiến đến. Trong mắt Tiêu Phàm lóe qua một vòng tinh quang, sát cơ lộ ra. Người chết không cần phải biết nhiều như vậy. Minh La chậm rãi giơ lên kiếm trong tay, một kiếm chém xuống, dù là Tiêu Phàm trúng độc, hắn cũng không muốn để cho Tiêu Phàm sống lâu một hơi thời gian. Tiêu Phàm không nghĩ tới Minh La quyết đoán như thế. Liền cơ hội kéo dài thời gian đều không cho hắn. Hồng hộc, kiếm khí rơi xuống, tốc độ nhanh vô cùng, xông thẳng ngực Tiêu Phàm mà đến, Tiêu Phàm nhanh chóng triệu hồi ra tu la thần dực hướng một bên thối lui. Phốc một tiếng, cánh tay Tiêu Phàm bị kiếm khí quét trúng, máu tươi nở rộ, thân thể hắn tức thì bị một cỗ lực lượng cường đại đánh bay, ném ra mấy chục trượng xa. Mặt đất lưu lại một đầu khe rãnh to lớn, bụi bặm vẩy ra, hỏa diễm bốc lên. Vẫn còn có sức phản kháng, không hổ là tu la điện chủ, khó trách linh hồn thí thần thú cũng nguyện ý gửi ở thể nội ngươi. Minh La kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, một mặt không thể tin. Khụ khụ một trận ho khan từ nơi không xa truyền đến, thân thể Tiêu Phàm lung la lung lay đứng dậy, máu me khắp người, bộ dáng thập phần chật vật. Ngươi nói thí thần thú trên người ta, không biết là ai nói cho ngươi biết, Tiêu Phàm cười lạnh nói nhìn Minh La. Trong đầu hắn lại hồi tưởng lại nam tử dị tộc trước đó chạy trốn. Không hề nghi ngờ, nhất định là người kia đem tin tức bản thân tiết lộ cho hắn. Rất trọng yếu sao, thần sắc Minh La đạm mạc, mặc dù huyết ma thi hồn tán chỉ là luyện hóa một vạn bộ thi thể,
nhưng hẳn không phải là ngươi có thể tiếp nhận, xem ra, trên người ngươi còn có bí mật khó lường, kể từ đó càng không thể tha cho ngươi được. Tiếng nói vừa dứt, Minh La lần nữa động, căn bản không cho Tiêu Phàm cơ hội kéo dài thời gian. Có thể ngăn cản huyết ma thi hồn tán ăn mòn, không phải người bình thường có thể làm được, hắn không muốn đêm dài lắm mộng, trước hết giết lại nói, có lẽ có thể được một số bí mật trên người Tiêu Phàm. Tiêu Phàm đề phòng nhìn Minh La, hắn thực sự nghĩ không ra Minh La là như thế nào có thể ở chỗ này thi triển áo nghĩa chi lực. Bên trong Tu La truyền thừa là có ghi chép, dù là chiến thần cảnh đỉnh phong cũng không có khả năng ở chỗ này phát huy ra áo nghĩa chi lực, lại càng không cần phải nói chiến thần cảnh. Trừ phi, trong mắt Tiêu Phàm lóe lên một vòng tinh quang, trừ phi trên người hắn có lực lượng siêu việt chiến thần cảnh tồn tại. Nghĩ vậy, sắc mặt Tiêu Phàm hơi đổi một chút, lực lượng siêu việt chiến thần cảnh không phải hắn có thể ngăn cản. Bất quá Minh La cũng không thi triển loại lực lượng kia đối với hắn. Nghĩ đến cỗ lực lượng đặc thù cũng chỉ có thể ngăn cản áp chế nơi này đối với áo nghĩa, mà cũng không thể dùng để ứng phó địch nhân. Ta còn có cơ hội. Tiêu Phàm dương Tu La thần rực ra, căn bản không cùng Minh La giao phong, nhanh chóng hướng về nơi xa thối lui. Chính diện đối địch, Tiêu Phàm hiện tại không thể nào là đối thủ của hắn, bất quá muốn chạy trốn, Tiêu Phàm cũng thập phần gian nan. Minh La lĩnh ngộ là phong chi áo nghĩa vốn am hiểu tốc độ. Bên trong cùng giai cơ hồ không người có thể địch, mà Tiêu Phàm giờ phút này hoàn toàn không phát huy ra toàn bộ thực lực, chỗ nào có thể trốn được. Một kiếm chém xuống, cuồng phong chi nhận đáng sợ rảo sát lấy hư không, xông thẳng vào Tiêu Phàm, vẻn vẹn trong nháy mắt liền đem Tiêu Phàm che đậy ở trong đó, bang bang. Hư không truyền đến một trận thanh âm kim loại va chạm, đốm lửa bắn tứ tung, Minh La không khỏi cau mày một cái, xuyên thấu kiếm khí phong bạo, hắn nhìn thấy một tòa tiểu đỉnh trong suốt. Trên tiểu đỉnh phun ra nuốt vào sương mù huyền diệu, mặc cho cuồng phong chi nhận tập kích cũng căn bản không dung chuyển được. Càn khôn định thiên đỉnh, Minh La một cái liền nhận ra lai lịch càn khôn định thiên đỉnh, cau mày một cái. Rất hiển nhiên, giờ phút này Tiêu Phàm đã trốn vào bên trong càn khôn định thiên đỉnh, lấy lực lượng Tiêu Phàm hiện tại, thôi động càn khôn định thiên đỉnh đã cơ hồ là cực hạn. Nếu như không phải thần linh cấm khu quá mức đặc thù, Tiêu Phàm đã sớm trốn vào bên trong tiểu thiên địa cùng không gian bí cảnh, chỉ bất quá nơi này mở ra cửa vào không gian bí cảnh cùng tiểu thiên địa là thập phần gian nan. Hơn nữa, coi như có thể mở ra, lấy năng lực Minh La đoán chừng cũng có thể tìm tới vị trí bản thân, đến thời điểm đó lại càng thêm phiền phức. Tiêu Phàm mặc dù còn chưa hoàn toàn luyện hóa càn khôn định thiên đỉnh, nhưng triệu hoán ra vẫn là không có bất cứ vấn đề gì, bởi vì những đồ vật này vốn ngay tại thể nội hắn. Giống như là Tu La kiếm. Coi là trốn ở chỗ này ngươi liền có thể tránh thoát một kiếp sao? Minh La thập phần khinh thường, nói, huyết ma thi hồn tán thể nội ngươi đã bắt đầu khuếch tán, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể chống đỡ đến lúc nào. Mặc dù nói như vậy nhưng trong lòng hắn cực kỳ bất an, hắn cảm giác huyết ma thi hồn tán chưa chắc có thể giết chết Tiêu Phàm. Hô hô đột nhiên, nơi xa lần lượt từng bóng người bay vụt mà tới, xuất hiện cách Minh La không xa. Cung kính kêu lên, thần tử, người kia đâu? Người tới có 6 người, khí tức trên thân mỗi người phát ra đều là chiến thần cảnh, đủ để có thể thấy được dị tộc cường đại. Trước đó thủ hạ chiến thần cảnh Minh La đều bị Tiêu Phàm chém giết, hiện tại lại xuất hiện 6 người. Phải biết, tại chiến hồn đại lục, đừng nói chiến thần cảnh, dù là chiến thánh cảnh đỉnh phong đều cực kỳ hiếm thấy, nhưng mà ở thần chi kiếp địa lại nhiều cường giả chiến thần cảnh như thế. Bọn hắn 6 người không cho Tiêu Phàm đào thoát, nhưng mà chờ đợi hồi lâu cũng không thấy Tiêu Phàm xuất hiện, liền hướng tới gần Minh La. Tiếng nói vừa dứt, ánh mắt 6 người đều rơi vào phía trên càn khôn định thiên đỉnh, trong mắt lóe lên ánh sáng nồng đậm. Mở nó cho ta, Minh La âm trầm, nếu như để Tiêu Phàm chạy mất, về sau hắn có lòng đề phòng, muốn giết hắn liền càng thêm phiền phức. Vâng, thần tử. Lục đại chiến thần cảnh cường giả toàn lực xuất thủ oanh kích càn khôn định thiên đỉnh. Áo nghĩa chi lực đáng sợ tản ra uy áp đánh vào bên trên càn khôn định thiên đỉnh, tiếng ầm ầm bên tai không dứt, giống như hồng trung chiến minh, vang vọng tứ phương. Bên trong 6 người bọn hắn có một chiến thần cảnh trung kỳ, 5 người khác là chiến thần cảnh sơ kỳ, cỗ lực lượng này cho dù Tiêu Phàm chính diện đối địch cũng không dám khinh thị. Bất quá, càn khôn định thiên đỉnh lại thản nhiên bất động. Liền tựa như cái mai rùa ngàn năm,
dù là chiến thần cảnh trung kỳ cũng không làm gì được. Dù sao, Càn Khôn Định Thiên Đỉnh là lịch cổ thập đại thần binh, nếu như bị mấy tu sĩ phía dưới chiến thần cảnh trung kỳ đánh nát, vậy liền quá buồn cười rồi. Tiếp tục, Minh La gầm thét, hắn cũng gia nhập hàng ngũ oanh kích Càn Khôn Định Thiên Đỉnh, Càn Khôn Định Thiên Đỉnh cố nhiên rung động càng thêm lợi hại, nhưng muốn phá toái vẫn còn thiếu rất nhiều. Trong Càn Khôn Định Thiên Đỉnh, Tiêu Phàm ngồi xếp bằng, hắc sắc khói độc trên mặt chậm rãi tiêu tán, chỉ là sắc mặt còn có chút trắng bệch. Nhìn kỹ, quanh thân hắn còn lơ lửng một cỗ năng lượng màu xám huyền diệu ba động, chỉ là cỗ năng lượng ba động vừa mới xuất hiện liền bị một cỗ lực lượng ma diệt. Sinh tử áo nghĩa, chỉ có tại sinh tử ở giữa ma luyện mới có thể lĩnh ngộ, ngưỡng cửa trước đó mặc dù chạm tới sinh tử áo nghĩa nhưng một mực không cách nào bước vào, hiện tại rốt cục thành công. Tiêu Phàm hít sâu một cái, khóe miệng hơi hơi dương lên. Giờ phút này, huyết ma thi hồn tán thể nội đã bị thí thần thú cùng phệ hồn huyết tầm thôn phệ không còn một mảnh, mà hắn cũng lĩnh ngộ được sinh tử áo nghĩa. Trước đó đột phá chiến thần cảnh, hắn một mực không lĩnh ngộ được, không nghĩ tới bây giờ lại nhân họa đắc phúc. Chỉ bất quá, coi như hắn hiện tại lĩnh ngộ được sinh tử áo nghĩa ảo diệu, nhưng thi triển không ra, bởi vì chúng thần mộ địa cấm chế tất cả áo nghĩa. Một chiến thần cảnh trung kỳ, sáu chiến thần cảnh sơ kỳ. Tiêu Phàm cảm thụ được khí tức thần lực bên ngoài, thần sắc vô cùng ngưng trọng, không nghĩ tới người dị tộc vậy mà đều có thể sử dụng áo nghĩa chi lực, nếu như ta cũng có thể sử dụng thì sợ gì bọn hắn. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm bắt đầu rơi vào trầm tư, hắn không phải một kẻ chờ chết, vận mệnh hắn cho tới bây giờ đều chỉ do hắn nắm trong tay. Thế nhưng phải như thế nào mới có thể thi triển áo nghĩa chi lực? Oanh! Minh La cùng sáu chiến thần cảnh cường giả toàn lực oanh kích lấy Càn Khôn Định Thiên Đỉnh, Càn Khôn Định Thiên Đỉnh rung động càng ngày càng lợi hại, đáng tiếc vẫn không có xu thế oanh mở nó. Minh La âm trầm vô cùng, lần này vì chém giết Tiêu Phàm, hắn bỏ ra cái giá rất lớn mới tiến vào thần linh cấm khu. Thậm chí, để tìm ra Tiêu Phàm, hắn cũng lãng phí một kiện trọng bảo. Nếu như lần này giết không chết Tiêu Phàm, Minh La khả năng liền lỗ lớn. Tu La Điện Chủ chẳng lẽ chỉ là một con rùa đen rút đầu sao? Minh La vô cùng phẫn nộ, đáng tiếc Tiêu Phàm thờ ơ, đành phải khích tướng Tiêu Phàm. Bất quá, Tiêu Phàm không đáp lại, hắn mặc dù thanh trừ huyết ma thi hồn tán thể nội, nhưng thần lực thể nội hắn tiêu hao cũng không nhỏ, cần một đoạn thời gian khôi phục. Thần tử, kẻ này không phải bị trúng huyết ma thi hồn tán à, đoán chừng đã hóa thành một bãi nước đặc rồi. Trong đó một tu sĩ áo bào đen nói ra, coi như không bị huyết ma thi hồn tán độc chết, cũng khẳng định tiếp nhận không được năng lượng ba động chúng ta oanh kích Càn Khôn Định Thiên Đỉnh. Một tu sĩ áo bào xanh khác gật gật đầu nói, Minh La cau mày một cái, oanh kích Càn Khôn Định Thiên Đỉnh lâu như vậy, Tiêu Phàm đều không phản ứng, đoán chừng thật đúng là khả năng hóa thành nước đặc. Huyết ma thi hồn tán danh xưng đệ nhất độc dược chiến hồn đại lục không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Thần tử, ta qua nhìn thử một chút có thể mở nắp ra hay không? Tu sĩ áo bào đen tiếp tục nói. Minh La gật đầu, xem như ngầm thừa nhận ý nghĩ người áo đen, chỗ sâu đáy mắt lóe qua ánh sáng. Nếu như Tiêu Phàm đã chết, Càn Khôn Định Thiên Đỉnh chính là vật vô chủ, người ở đây không có tư cách cùng hắn cướp đoạt Càn Khôn Định Thiên Đỉnh. Nghĩ vậy, trong lòng Minh La không khỏi có chút mừng thầm. Đồng thời, người áo đen hướng về Càn Khôn Định Thiên Đỉnh chậm rãi đi qua, hắn thấy Tiêu Phàm coi như sống sót đoán chừng cũng chỉ còn lại một hơi. Nếu như có thể mở ra Càn Khôn Định Thiên Đỉnh, giết chết Tiêu Phàm là thập phần đơn giản, đến lúc đó hắn liền có thể trước mặt Minh La tranh công, dạng cơ hội này là cực kỳ khó được. Bất quá, mấy chiến thần cảnh khác lại không được nghĩ như vậy, bọn hắn mấy người hợp lực đều mở không ra Càn Khôn Định Thiên Đỉnh, bằng vào một mình hắn liền có thể mở cái nắp sao. Hiển nhiên là không có khả năng chính là Tiêu Phàm không chết, còn đang toàn lực thao túng Càn Khôn Định Thiên Đỉnh, bọn hắn nhìn đến, hắc bào nam tử là không có khả năng mở cái nắp ra. Bất chi bất giác người áo đen đã tới gần Càn Khôn Định Thiên Đỉnh, trên mặt hắn lộ ra một vẻ đắc ý, vươn tay nhanh chóng hướng về cái nắp vỗ tới. Giờ khắc này những người khác cũng có chút khẩn trương, ánh mắt bọn hắn sáng quắc nhìn chằm chằm cái nắp Càn Khôn Định Thiên Đỉnh. Đột nhiên, bang một tiếng vang giòn, chỉ thấy cái nắp Càn Khôn Định Thiên Đỉnh rung động một cái, sau đó hướng một bên bay đi. Mở ra,
Minh La mấy người phía sau kinh ngạc vô cùng, Minh La càng là lách mình hướng về Càn Khôn Định Thiên Đỉnh bay đi, nếu như Tiêu Phàm chết, hắn tất nhiên sẽ lập tức đem Càn Khôn Định Thiên Đỉnh bỏ vào trong túi. Nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, chỉ thấy một mảnh kim sắc hỏa diễm từ bên trong Càn Khôn Định Thiên Đỉnh mãnh liệt cuộn trào ra, trong nháy mắt đem hắc bào nam tử che đậy ở trong đó. Ngay sau đó, một cỗ hấp lực đáng sợ bỗng nhiên sinh ra, hắc bào nam tử không phản ứng kịp liền bị kim sắc hỏa diễm đưa vào bên trong Càn Khôn Định Thiên Đỉnh, cùng lúc đó, cái nắp Càn Khôn Định Thiên Đỉnh bay đi đột nhiên quay lại. Bang, lại là một tiếng vang giòn. Lúc Minh La chạy tới bên cạnh Càn Khôn Định Thiên Đỉnh, cái nắp lần nữa chặt chẽ khép lại, hoàn toàn kín không kẽ hở. Hỗn trướng, Minh La phẫn nộ một bàn tay đánh vào phía trên Càn Khôn Định Thiên Đỉnh, hắn nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm căn bản không chết, hơn nữa liền đang chờ bọn hắn tới gần, phục kích người bọn hắn. Dùng hỏa luyện cho ta không tin đốt không chết hắn. Minh La gần như gầm hét lên. Hắn phát hiện bản thân vẫn là khinh thường Tiêu Phàm. Dựa vào Càn Khôn Định Thiên Đỉnh liền hoàn toàn ngăn lại bọn hắn. Coi như ngươi có thể phát huy ra thực lực chiến thần cảnh thì như thế nào, chỉ cần các ngươi không phá nổi Càn Khôn Định Thiên Đỉnh, thực lực có mạnh hơn nữa cũng vô dụng. Bên trong Càn Khôn Định Thiên Đỉnh, vô tận chi hỏa bọc chiến thần cảnh lấy áo bào đen tiến vào bên trong Càn Khôn Định Thiên Đỉnh, không gian nơi này lớn nhỏ chừng 2 trượng, dung nạp 2 người vẫn dư xài. Đương nhiên, cũng không phải là Càn Khôn Định Thiên Đỉnh chỉ có lớn như vậy, mà thực lực Tiêu Phàm hiện tại chỉ có thể điều khiển lớn như vậy mà thôi. Tự tìm cái chết, áo bào đen chiến thần cảnh tiến vào bên trong Càn Khôn Định Thiên Đỉnh nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt tránh thoát vô tận chi hỏa trói buộc, một trường hướng về Tiêu Phàm gào thét mà tới. Tu La luyện ngục, Tiêu Phàm một tiếng quát như sấm, trong con người hắn đột nhiên bắn ra hai đoàn huyết hắc sắc hỏa diễm. Hỏa diễm trong nháy mắt quét sạch bốn phía không gian, đem người áo đen kia bao phủ ở bên trong. Trường cương người áo đen đánh vào trên người Tiêu Phàm phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt hơi đỏ lên. Bất quá, toàn thân người áo đen lại bị huyết hắc sắc hỏa diễm bốc cháy lên, phát ra âm thanh kêu thê lương thảm thiết, ôm đầu xuyên loạn. Tiêu Phàm mặc dù không cách nào thi triển ra Tu La áo nghĩa, nhưng Tu La thần nhãn vốn không phải áo nghĩa công kích, mà là nghiệp hỏa trong truyền thuyết, trực tiếp đốt luyện linh hồn. Lấy cảnh giới Tiêu Phàm bây giờ, uy lực Tu La thần nhãn sớm đã không phải chiến thánh cảnh có thể so sánh, chiến thần cảnh bình thường là tuyệt đối ngăn cản không nổi nghiệp hỏa đốt luyện. Sau nửa ngày, thanh âm người áo đen kia nhỏ đi không ít, Tiêu Phàm cảm nhận được nhiệt độ bốn phía cực nóng, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, khinh thường nói, muốn dùng hỏa diễm đốt ta. Lúc trước thiên hỏa đều đốt không chết ta. Hỏa diễm này sao có thể so sánh với thiên hỏa? Sau đó, con người Tiêu Phàm lần nữa rơi vào trên người Hắc Y Nhân, cảm nhận được khí tức yếu ớt trên người Hắc Y Nhân, Tiêu Phàm hít sâu một cái, trầm ngâm nói, không sai biệt lắm. Vừa dứt lời, đột nhiên trong mắt Tiêu Phàm bắn ra hai đạo lục sắc lưu quang, linh hồn lực lượng bàng bạc xông thẳng vào trong đầu người áo đen kia. Người áo đen dù sao cũng là chiến thần cảnh, Tiêu Phàm không dám khinh thường. Trước dùng nghiệp hỏa đốt cháy hắn, đem linh hồn lực lượng suy yếu tới cực điểm, sau đó lại thi triển chủng ma chi thuật. Người áo đen muốn phản kháng nhưng giờ phút này hắn suy yếu, căn bản không thể phản kháng, chỉ một lát sau về sau, Tiêu Phàm liền mài diệt ý thức hắn, trên mặt hiện lên một vòng cười lạnh. Đột nhiên, một bàn tay Tiêu Phàm đập vào trên trán người áo đen, cả người trực tiếp bị chấn thành huyết phụ. Lòng bàn tay Tiêu Phàm phóng ra một đoàn kim sắc hỏa diễm đốt luyện hư không, mấy tức sau, bên trong hư không chỉ còn lại một mai bạch sắc tinh thể, cùng một giọt huyết dịch màu đỏ tươi yêu diễm. Đưa tay vung lên, viên bạch sắc thần lực chi tinh bị Tiêu Phàm thu nhập bên trong tiểu thiên địa xuất nhập vật sống mặc dù gian nan, nhưng xuất nhập tử vật lại rất dễ dàng, sau đó ánh mắt hắn rơi vào giọt huyết dịch màu đỏ tươi lơ lửng hư không. Cửu U Ma huyết. Chính là nó có thể làm cho Minh La bọn hắn không bị lực lượng thần linh cấm khu áp chế. Ánh mắt Tiêu Phàm sáng quắc nhìn chằm chằm giọt huyết dịch màu đỏ tươi kia. Hắn có thể đủ cảm nhận được bên trong giọt máu này ẩn chứa một cỗ lực lượng cực kỳ bá đạo. Thậm chí, Tu La huyết mạch thể nội Tiêu Phàm cũng bắt đầu táo động, trong mắt của hắn lộ ra quang mang khát máu, muốn đem giọt huyết dịch màu đỏ tươi này nuốt vào. Tiêu Phàm bỗng nhiên lắc đầu, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Kinh ngạc nói, huyết dịch thật bá đạo,
vậy mà bá đạo hơn cả Tu La huyết mạch, cửu U Ma huyết chẳng lẽ thực sự là huyết dịch cửu U Ma thần? Một giọt máu liền có thể để chiến thần cảnh không bị lực lượng chúng thần mộ địa áp chế, huyết dịch này tự nhiên không đơn giản. Nhưng nếu như huyết dịch này là cửu U Ma thần, vậy cũng không giống nhau. Nói ra mấy chữ cửu U Ma thần này, Tiêu Phàm không khỏi nuốt nước miếng, không phải hắn phỏng đoán lung tung, mà là hắn biết cũng chỉ có cửu U Ma thần trong truyền thuyết mới nắm giữ huyết dịch bá đạo như thế. Trong lúc nhất thời, Tiêu Phàm có chút do dự, hắn đang trầm tư hậu quả thôn phệ cửu U Ma huyết. Giọt cửu U Ma huyết ẩn chứa lực lượng cửu U Ma thần, có lẽ là bởi vì bên trong chúng thần mộ địa cũng ẩn chứa thần lực cửu U Ma thần còn sót lại, cho nên thôn phệ giọt máu này mới không bị lực lượng huyền diệu áp chế. Nhưng nếu như giọt cửu U Ma huyết này quá mức bá đạo, cường đại đến Tiêu Phàm không thể khống chế, đến lúc đó hậu quả khó mà lường được. Tiêu Phàm thật lâu nhìn chằm chằm giọt cửu U Ma huyết này, trong lúc nhất thời có chút chù trừ. Vừa nãy trong trí nhớ người kia biểu hiện, mình là chỉ ít cho 30 giọt cửu U Ma huyết cho chiến thần điện mới để cho những người bọn hắn tiến vào chúng thần mộ địa. Nói cách khác, chiến thần điện chỉ ít có 30 chiến thần cảnh xuất hiện ở thần linh cấm khu. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ lấy. Ngừng lại nghĩ nói, lần trước giết 10 chiến thần cảnh Minh La, lần này chiến thần cảnh tiến đến bao gồm Minh La ở trong cũng tầm 10 người, trong đó không thiếu cường giả chiến thần cảnh trung kỳ. Hơn nữa, Minh La nắm giữ phương pháp đặc thù tìm tới vị trí của ta, nếu như không nuốt vào giọt cửu U Ma huyết này, muốn từ trong tay bọn hắn đào thoát cơ hồ là không có khả năng. Nghĩ vậy, trong mắt Tiêu Phàm lóe qua một vẻ kiên định, không cần nghĩ cũng biết rõ giọt cửu U Ma huyết này, hắn nhất định phải nuốt vào. Chỉ là Tiêu Phàm nghĩ không ra là Minh La mới vừa tiến vào thần linh cấm khu, lại như thế nào tìm tới bản thân. Mặc kệ, nếu biết rõ việc này, về sau cẩn thận một chút là được. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói, đưa tay vung lên, giọt cửu U Ma huyết bỗng nhiên bị hắn nuốt vào trong miệng. Vừa cho vào miệng, Tu La huyết mạch thể nội Tiêu Phàm bỗng nhiên sôi trào lên, tựa như nước sôi, mãnh liệt xuyên loạn. Đây là, Tiêu Phàm trợn to hai mắt, lộ ra vẻ khó tin, hắn rõ ràng cảm nhận được giọt cửu U Ma huyết vậy mà cùng Tu La huyết mạch hòa làm một thể. Hơn nữa, hai loại huyết mạch tựa như vốn chính là đồng nguyên, chuyện này khiến Tiêu Phàm như thế nào không khiếp sợ. Không có khả năng, cửu U Ma huyết cùng Tu La huyết mạch không phải một dạng. Tiêu Phàm mãnh liệt loạng choạng đầu. Nếu như Tu La huyết mạch thể nội hắn là đến từ cửu U Ma thần, Tu La điện nhất mạch chẳng phải là cùng cửu U Ma thần đồng nguyên. Trong lúc nhất thời, Tiêu Phàm không thể nào tiếp thu được sự thật này, phải biết, hắn một mực phẫn hận cửu U Ma thần, trong lòng Tiêu Phàm, huyết mạch cửu U Ma thần đều là dơ bẩn. Nhưng mà hiện tại, sự thật nói cho hắn biết, Tu La huyết mạch bản thân hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo vậy mà khả năng là đến từ cửu U Ma thần. Cái này khiến Tiêu Phàm bình tĩnh như thế nào được? Tiêu Phàm trợn to hai mắt, thật lâu thất thần, trong lòng cực kỳ không bình tĩnh, lúc này hắn bắt đầu ở bên trong Tu La truyền thừa tìm kiếm ghi chép liên quan tới Tu La huyết mạch cùng cửu U Ma thần. Đáng tiếc, bên trong Tu La truyền thừa, liên quan tới cả hai lại là trống rỗng, căn bản không có bất kỳ tin tức gì ghi chép. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ một chút. Một cỗ lực lượng cực kỳ bá đạo bên trong kinh mạch hắn quay cuồng, thậm chí muốn xông phá một loại trói buộc nào đó. Tu La áo nghĩa, sinh tử áo nghĩa, Tiêu Phàm kinh ngạc kêu lên, tại quanh thân hắn có hai cỗ lực lượng huyền diệu lượn lờ, đúng là hắn lĩnh ngộ hai loại áo nghĩa chi lực. Vừa bị lực lượng thần linh cấm khu áp chế vậy mà thực lại trở về. Mình cũng có thể thi triển lực lượng chiến thần cảnh, bất quá Tiêu Phàm cũng không có cao hứng, ngược lại mặt âm trầm. Trong đầu hắn một mực tràn đầy nghi hoặc, hắn thực sự nghĩ không ra tại sao Tu La huyết mạch sẽ cùng cửu U Ma thần huyết mạch đồng nguyên. Hồng hộc, đột nhiên, một đạo chùm sáng màu đỏ ngòm từ mi tâm Tiêu Phàm gào thét mà ra, tại hư không ngưng tụ thành một đạo bóng người, một màn này làm Tiêu Phàm giống to, thân hình không khỏi lui ra phía sau mấy bước. Ngươi là ai? Tiêu Phàm kêu sợ hãi, lạnh lùng nhìn chằm chằm đạo bóng người kia. Người kia là một hư ảnh nam tử trung niên, hắn nhìn qua tầm 50 tuổi, người khoác huyết sắc chiến giáp, tư thế hiên ngang. Hắn mày kiếm mắt sáng, mặt như đao tước, cả người lộ ra một cỗ khí tức phách tuyệt thiên địa. Mặc dù hắn chỉ là một cái bóng mờ nhưng lại tản ra một cỗ khí thế không thể địch nổi,
trên có thể phá 9 ngày, dưới có thể đạp cửu u, liền thiên địa ở trước mặt hắn dường như đều lộ ra vẻ cực kỳ nhỏ bé. Dù là Tiêu Phàm hiện tại đã có thể thi triển ra thực lực chiến thần cảnh tiền kỳ nhưng ở trước mặt nam tử trung niên này, hắn vẫn cảm giác bản thân nhỏ bé. Vẹn vẹn trong nháy mắt sắc mặt Tiêu Phàm trở nên trắng bệch vô cùng, nếu như không phải hắn ý chí kiên định lạ thường, đoán chừng ngay cả đứng đều đứng không vững. Nam tử trung niên đạm mạc liếc nhìn Tiêu Phàm, lắc lắc đầu nói, ngươi là người thừa kế đời thứ mấy. Tu La huyết mạch vậy mà đã mỏng manh đến cấp độ như thế. Tiêu Phàm cau mày một cái, hư ảnh nam tử trung niên mặc dù cường đại, nhưng đối với hắn có vẻ như cũng không có ác ý, hơn nữa hắn có thể cảm nhận được trên người nam tử trung niên ẩn chứa một dạng khí tức cùng hắn. Chủ yếu nhất là nam tử trung niên nói làm Tiêu Phàm giật mình. Hắn rất nhanh bình tĩnh xuống, hít sâu một cái nói, vãn bối, Tiêu Phàm là Tu La Điện chủ đời thứ 19. Đời thứ 19, khó trách. Nam tử trung niên cau mày. Đưa tay nhìn về phía chân trời, tựa như lâm vào bên trong hồi ức xa xôi. Tiêu Phàm không có quấy rầy, lẳng lặng chờ nam tử trung niên, trong mắt lóe lên một vòng hiếu kỳ. Hồi lâu, nam tử trung niên mới hồi phục tinh thần lại, thật sâu thở dài một hơi, nói thiên địa hơi tàn gần 2 vạn năm lại còn tồn tại, không tồi. Tiêu Phàm cổ quái nhìn nam tử trung niên, trong lòng buồn bực, chẳng lẽ chiến hồn đại lục tại 2 vạn năm trước đó liền bị hủy diệt sao? Bên trong ký ức Tiêu Phàm, chiến tranh to lớn nhất chiến hồn đại lục là phát sinh hơn vạn năm trước đó mà. Bất quá Tiêu Phàm rất nhanh lấy lại tinh thần, không khỏi trợn to hai mắt, trong lòng kinh ngạc nói, người này lại là người 2 vạn năm trước. Đột nhiên, ánh mắt nam tử trung niên lại rơi vào trên người Tiêu Phàm, hơi kinh ngạc nói, huyết mạch huyết thần long. Đế thương lại đem huyết mạch hắn cho một nhân loại, chỉ là cơ duyên xảo hợp mà thôi. Tiêu Phàm vội vàng nói. Hắn còn trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Hay cho một cái cơ duyên xảo hợp, thi thể lão kia đoán chừng đã mục nát đi, các người thủ hộ hắn lâu như vậy, cũng coi là phù sa không lưu ruộng ngoài. Nam tử trung niên lại nói, trên mặt lộ ra vẻ tưởng nhớ. Mặc dù hắn gọi đế thương lão đồ vật, nhưng trong mắt lại có một tia kính trọng. Tiêu Phàm không nói, bất quá hắn rất nhanh lấy lại tinh thần, kinh ngạc nhìn nam tử trung niên. Trong lòng càng nhấc lên kinh đào hải lãng. Trong đầu hắn hồi tưởng lại lúc trước cùng đế thương đối thoại, có chút không biết làm sao nhìn nam tử trung niên, hơi hơi run giọng nói, tiền bối, ngươi là Tu La Điện chủ đời thứ nhất. Cũng khó trách Tiêu Phàm kinh ngạc như thế, hắn nhớ kỹ đế thương nói qua, đế thương cùng Tu La Điện chủ đời thứ nhất là bạn tốt, bọn hắn một mực thủ hộ lấy thi thể huyết thần long. Kết hợp với lời nam tử trung niên vừa nói, trong lòng Tiêu Phàm trong nháy mắt có cái suy đoán này. Lấy tâm tính Tiêu Phàm đã có rất ít người có thể làm cho hắn kinh ngạc như thế, nhưng người trước mắt tuyệt đối là nhân vật trong truyền thuyết, Tiêu Phàm khiếp sợ như vậy cũng tại tình lý bên trong. Ánh mắt hắn sáng quắc nhìn chằm chằm nam tử trung niên, chờ đợi hắn trả lời. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 77.